Chương 2289, thư ký này nên nghỉ việc từ lâu rồi. Thế này vậy, tôi sẽ gọi điện hỏi giám đốc Sở Bành trước. Diệp Phàm nói, Mễ Nguyệt nhẹ nhàng đưa cho Diệp Phàm số điện thoại văn phòng của Bành Hưng Hòa. Ồ, xem ra cô sớm đã có chuẩn bị rồi. Diệp Phàm nhìn Mễ Nguyệt cười nói. Bất kể việc này có thành hay không tôi cũng đã rơi vào đường cùng rồi. Mà tôi cũng cảm thấy bất bình với nó. Giờ chỉ có thể cầu cứu bí thư Diệp thôi. Tôi biết anh bận nhưng cải tạo lại phố Tân Long là việc lớn. Chúng ta có bao nhiêu tiền thì làm lớn bấy nhiêu. Vẫn là câu nói đó. Nếu làm thì phải làm cho đẹp. Làm qua loa không phải là phong cách của Mễ Nguyệt tôi. Tin rằng cũng không phải là kết quả mà bí thư Diệp muốn nhìn thấy. Tôi chính là vì bí thư Diệp mà đấu tranh. Khuôn mặt Mễ Nguyệt có chút ngại ngùng. Nói hay lắm, muốn làm thì phải làm cho đẹp. Diệp Phàm đập nhẹ xuống bàn, trực tiếp dùng điện thoại bàn để gọi cho Bành Hưng Hòa. Văn phòng của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tấn Lĩnh Bành Hưng Hòa xin nghe, cho hỏi ai đấy ạ? Giọng nói này Diệp Phàm đã nghe nhiều lần rồi. Các thư ký của các chủ nhiệm văn phòng bên tỉnh bao giờ cũng cao giọng, vừa thấy điện thoại bên thành phố gọi sang đã tự nhiên thấy mình cao hẳn. Huống hồ người ta lại là thư ký của Giám đốc Sở Tài chính, tất nhiên là phải càng cao giọng hơn rồi. Tôi là Diệp Phàm bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, tôi có việc tìm Giám đốc Sở Bành. Tất nhiên Diệp Phàm cũng không tỏ ra lép vế trước một thư ký quen rồi. Giọng hắn nghe rất cứng cỏi. Tôi chưa nghe nói đến bao giờ, tôi rất bận nên gác máy đây. Giọng nói đó đúng là vang lên một mạch rồi cúp luôn điện thoại của Diệp Phàm. Diệp Phàm đờ người ra, hắn thật không ngờ một thư ký mà lại kiêu ngạo đến vậy. Mễ Nguyệt vội giả bộ không quay lại nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thừa hiểu Mễ Nguyệt giang giữ thể diện cho mình, không nhịn được cười nói. Cô còn giả bộ gì nữa? Cô nghe thấy rồi mà. Xem ra giám đốc Sở Bành không phải là một vị quan bình thường rồi. Người nhận điện thoại ban nãy chắc là thư ký của ông ta. Vâng, có lẽ là thư ký Lâm Thanh. Mễ Nguyệt gật đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Có chuyện gì thì nói ra sao cô lại phải giấu? Diệp Phàm nói, giọng không còn bình tĩnh nữa. Thực ra, trước đó tôi cũng đã gọi điện thoại, cô thư ký Lâm Thanh đó cũng nói như vậy. Thái độ của cô ta có vẻ tức tối, nhưng tôi thật không ngờ đến cả bí thư thành ủy Diệp Phàm mà cô ta cũng không biết. Thư ký như vậy thì không biết là làm được việc gì. Mễ Nguyệt nói, được lắm Mễ Nguyệt, cô muốn thấy tôi bị bẽ mặt. Diệp Phàm đập nhẹ xuống bàn, đột nhiên bật cười. Tôi đâu dám thế ạ, việc này thực sự tôi không ngờ là thư ký Lâm lại to gan như thế. Mễ Nguyệt vội thanh minh. Đúng là to gan thật, nhưng cô Mễ Nguyệt này, cô nói xem, thư ký Lâm đó thực sự không biết bí thư thành ủy Diệp Phàm sao. Như thế thì kẻ làm bí thư như tôi đúng là thất bại lớn rồi. Chẳng ai biết đến tôi cả. Diệp Phàm nói, khuôn mặt hắn rất bình tĩnh, Mễ Nguyệt thầm cảm thấy rất kỳ lạ, cô thấy Diệp Phàm quá bình tĩnh, bị người khác đùa cợt như vậy mà Diệp Phàm vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu như không biết đến các đồng chí cấp phó thì còn bình thường. Phía dưới cấp tỉnh thành còn có mười mấy thành phố, đến bí thư Diệp mà còn không biết thì cô thư ký đó nên cho nghỉ sớm đi rồi. Mễ Nguyệt nghiêm túc nói, thôi vậy, thư ký không nghe thì trực tiếp gọi cho. Bành Hưng Hòa vậy. Khuôn mặt Diệp Phàm bỗng trở nên rất nghiêm túc. Diệp, bí thư Diệp, nghe nói Bành Hưng Hòa là người được bí thư thành ủy La nâng đỡ. Đúng lúc đó, Mễ Nguyệt nói chen vào một câu. Chả trách. Diệp Phàm lắc đầu, hắn hiểu Mễ Nguyệt đang có ý nhắc nhở hắn giữ chừng mực, đừng cứng rắn quá với Bành Hưng Hòa. Tuy vậy Diệp Phàm vẫn thoáng chút suy nghĩ, có lẽ thư ký Lâm đó cũng biết hắn ta là người bên của chủ tịch tỉnh Tề. La Khảm Thành và Tề Chấn Đào là hai người không có tiếng nói chúng. Mà Bành Hưng Hòa lại là thuộc hạ của La Khảm Thành. Tất nhiên là họ sẽ không chào đón bí thư thành ủy có dán chữ Tề trên trán này rồi. Thư ký Lâm đó chắc chắn là muốn chọc tức hắn, cho giám đốc Sở Bành của cô ta hả giận. Làm việc cho Bành Hưng Hòa cũng tức là làm việc cho La Khảm Thành mà. Diệp Phàm cảm thấy thật xui xẻo. Các lãnh đạo bên trên bất đồng chính kiến là chuyện bình thường. Đó là việc của các vị ấy. Thế nhưng các đồng chí cấp dưới lại cũng dây dưa dính vào thì đúng là quá thể thật. Chuyện này nhất định phải ngăn lại nếu không các đồng chí cấp dưới sống thế nào được. Diệp Phàm lật quyển danh mục điện thoại của các lãnh đạo tỉnh, định bụng gọi cho giám đốc Sở Bành thì Mễ Nguyệt lên tiếng. Bí thư Diệp, có lẽ số đó không gọi được nữa,
Cô đã gọi rồi à? Diệp Phàm quay lại hỏi. Vâng, tôi đã gọi qua mấy lần, đều không gọi được hoặc máy đang bận. Dù sao tôi cũng đã gọi 7-8 lần gì đó rồi. Mễ Nguyệt trả lời với vẻ mặt buồn bực. Chúng ta thậm chí còn chưa được gặp mặt giám đốc Sở Bành, không lẽ phó giám đốc Sở Vạn lại gây khó dễ từ giữa? Diệp Phàm lẩm bẩm. Về lý mà nói, phó giám đốc Sở Vạn chỉ tập trung vào Vạn Phú Tài. Ông ấy không thể tập trung vào thành phố Đồng Lĩnh được. Mễ Nguyệt nói. Ha ha. Diệp Phàm đột nhiên bật cười, nhìn danh thiếp vừa lật đến, trực tiếp gọi điện thoại ngay, đoạn cười nói. Ông bạn cũ, dạo này vẫn ổn chứ? Diệp Phàm đã gọi điện cho một người bạn học cũ ở trường Trung ương Đảng. Người này chính là đồng chí Thái Lâm vừa năm ngoái được đề bạt lên chức vụ trưởng một vụ nào đó thuộc Bộ Tài chính. Trước kia Thái Lâm nhập vào cùng một nhóm ở trường đảng với Diệp Phàm, vì thế các thành viên trong nhóm vẫn liên lạc điện thoại với nhau, hình thành nên một vòng tròn vô hình. Ha ha ha, tổ trưởng Diệp, anh lại đùa rồi. Bây giờ anh đã là bí thư thành phố Đồng Lĩnh, một quan chức cấp cao của vùng này, một câu nói của anh có thể quyết định cái ghế của mấy vạn cán bộ, cai quản mấy triệu dân. Uy lực của anh lớn lắm, thật khiến lão Thái tôi ngưỡng mộ. Vụ trưởng Thái Lâm có vẻ rất vui mừng, ông ta cười lớn. Năm ngoái lúc đề bạt, Thái Lâm cũng đi tìm Diệp Phàm. Khi đó Diệp Phàm còn là chủ nhiệm văn phòng đốc tra trung ương. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đã lợi dụng các mối quan hệ trong tay mà giúp Thái Lâm. Dù nói ra thì cũng chưa phải là tác dụng then chốt nhưng cũng có giúp ích. Về việc này, người bạn học Thái Lâm vẫn khắc cốt ghi tâm. Vì thế ông ta mới gọi Diệp Phàm là tổ trưởng Diệp một cách rất thân thiết. Có lẽ cách gọi ấy còn có một dụng ý khác, muốn xây dựng quan hệ thân thiết hơn với Diệp Phàm chẳng hạn. Lúc này Diệp Phàm cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi nói này lão Thái, anh sắp đưa tôi xuống mồ rồi đây. Cái gì mà quan chức cả một vùng chứ, chỉ bằng trực tiếp cho một nắm đất thì coi như việc gì cũng được giải quyết. Diệp Phàm nói đùa để khuấy động không khí. Ha ha ha, tổ trưởng Diệp, anh là lãnh đạo của tôi sao lại nói như vậy? Nếu mà phải xuống đó thật thì Thái Lâm tôi chắc chắn là tế phẩm chôn cùng rồi. Thái Lâm cười, đáp lại. Thôi được rồi, không nói nữa. Anh ở bên trên, anh không hiểu cái khổ của anh em cấp dưới. Anh đừng nghĩ cái chức bí thư này của tôi có thể quyết định được cái ghế của mấy vạn cán bộ thật. Sự thật thế nào anh cũng biết đấy. Tôi không vòng vo nữa. Tôi về tỉnh làm việc, đến cả lũ trẻ con cũng bỡn mặt được bí thư thành ủy này. Vừa nãy tôi bị một đồng chí hung hăng lên lớp cho một bài đây. Diệp Phàm bắt đầu đi vào vấn đề chính. Không thể nào, ai mà dám to gan đối xử với tổ trưởng Diệp như vậy chứ. Anh nói nhanh đi để Thái Lâm tôi được mở mang đầu óc một chút. Loại người này tôi thực sự muốn được biết, thật đúng là loại không biết điều. Giọng Thái Lâm đầy kinh ngạc. Thực ra Diệp Phàm thừa hiểu ắt hẳn là Thái Lâm đang giả bộ. Thế nhưng hai câu cuối đầy tình đồng môn ấy vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ôi, vậy tôi không sợ bị chê cười nữa. Anh có biết giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tấn Lĩnh Bành Hưng Hòa không? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là có biết. Người này được đích thân bí thư tỉnh ủy La Cất nhắc lên. Chuyện này tôi có nghe qua rồi. Không phải là... Thái Lâm nói được nửa câu thì ngập ngừng. Tôi chưa từng tiếp xúc với ông ta. Ban nãy tôi gọi điện cho ông ta. Diệp Phàm kể lại mọi chuyện cho bạn nghe. Gan đúng là bé thật, đến cả anh mà cũng không biết cơ đấy. Thái Lâm cười nhạt, người khác thì sợ bí thư tỉnh ủy La Khảm Thành nhưng Thái Lâm thì không, vì hai người họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Diệp Phàm chuyển sang đề tài khác, nhắc đến chuyện đó như vậy là đủ rồi. Hai người nói chuyện một chút rồi cúp điện thoại. Đêm hôm đó, Diệp Phàm phải vội vàng trở về Bắc Kinh. Đúng 8 giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm đến văn phòng của hiệu trưởng trường Đại học Thanh Hoa Đàm khởi đạo. Hiệu trưởng Đàm tiếp Diệp Phàm ở một phòng khách nhỏ phía bên ngoài. Lần này hiệu trưởng Đàm khách khí hơn hẳn, trực tiếp hỏi Diệp Phàm. Tôi hiểu vì sao cậu đến đây. Việc bên chỗ các cậu đã giải quyết thỏa đáng chưa? Vị này là Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngô Chính Phong. Ông ấy đích thân mang kết quả xử lý vụ có liên quan đến Tuyết Hồng. Diệp Phàm chỉ vào Ngô Chính Phong giới thiệu, Đàm Khởi Đạo ngây người ra, lén nhìn Ngô Chính Phong rồi lại nhìn Diệp Phàm. Có lẽ ông ta ngạc nhiên vì Diệp Phàm có thể mời được Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngô Chính Phong đến.
Ngô Chính Phong tuy là cán bộ cấp sở chính thức nhưng người ta là cục trưởng cục công an thành phố chứ không phải viên cán bộ quen. Hiệu trưởng Đàm, đây là điều tra về vụ Tuyết Hồng và kiến nghị giải quyết của bên chúng tôi. Mời ông xem. Hai bên chào hỏi xong, Ngô Chính Phong lôi từ trong chiếc cặp ra các tài liệu liên quan. Đàm Khởi Đạo nhận lấy sau đó xem cẩn thận một lượt, hỏi lại. Nhà bọ Pháp của Hàn Quốc thì nói thế nào? Ha ha, đây là tờ khai báo chi tiết của nhà họ Pháp, đã được phòng công chứng rồi, thầy xem đi ạ. Diệp Phàm lại đưa ra các tài liệu liên quan. Đào Khởi Đạo cẩn thận xem qua một lượt, không do dự nói. Tài liệu các anh cấp đã đầy đủ, em Tuyết Hồng lại có đủ điều kiện để được nhà trường tuyển chọn. Tôi có thể làm trước cho các anh giấy tiếp nhận sau đó các anh đến trường Đại học Bắc Kinh hoàn thành các thủ tục chuyển trường là được rồi. Lấy được giấy xác nhận Diệp Phàm lại đi thẳng đến trường Đại học Bắc Kinh. Phó Hiệu trưởng Thường vụ trường Đại học Bắc Kinh tiếp Diệp Phàm. Phó Hiệu trưởng Vũ, việc của em Tuyết Hồng các ông đã thông qua chưa? Diệp Phàm hỏi, hắn có ý thăm dò trước. Chương 2290, động não không bằng vung nắm đấm. Bí thư Diệp, việc này nói thật là bên đảng ủy của trường vẫn đang tiến hành. Vũ Quang Trung tôi còn mắc nợ bí thư Diệp món nợ ân tình nên tôi muốn có ý nhắc nhở bí thư. Kéo dài thêm một học kỳ nữa thì coi như xong rồi, kết quả học tập của Tuyết Hồng không theo kịp thì làm thế nào? Diệp Phàm thản nhiên nói nhưng trong giọng nói của hắn đã có chút tức giận. Bí thư Diệp, nói thật với anh về việc này ý của hiệu trưởng Trần là cứ kéo dài đã, đợi đến khi chúng tôi có được dự án thì sẽ thương lượng việc này. Anh cứ kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, cùng lắm là đến cuối kỳ sẽ có cách. Có một số chuyện hiệu trưởng Trần cũng khó làm. Võ Quang Trung đột nhiên nói ra sự thật. Trịnh Thượng Minh quả là gớm, điều khiển được cả trường Đại học Bắc Kinh của các ông ra đối sách như thế. Việc học của sinh viên chứ đâu phải chuyện trò trẻ con. Lại còn kéo dài, liệu có kéo dài được không? Chúng ta không thể lấy tương lai điền đồ của những người trẻ tuổi ra để làm điều kiện. Như thế sẽ lỡ dở cả cuộc đời người ta. Diệp Phàm nói với giọng rất cứng rắn. Bí thư Diệp, việc này nhà trường cũng không có cách nào khác. Xây dựng hai dự án đó hết mấy chục tỷ, lại liên quan đến việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cứng của trường Đại học Bắc Kinh chúng tôi. Nó lại có tác dụng rất rõ ràng trong việc cải thiện điều kiện học tập ở trường. Chúng tôi không thể để mất đi cơ hội hiếm có này được. Anh cũng hiểu rõ đấy, trường học cũng chỉ là nha môn thuần túy. Muốn có được cơ hội rót vốn đầu tư từ trên thực sự rất khó. Người ta cho tiền mà mình không biết sử dụng thì lần sau họ sẽ qua mặt cho coi. Vũ Quang Trung thật thà nói. Ồ, vậy Tuyết Hồng trở thành vật hy sinh rồi có đúng không? Nếu các ông còn không tiến hành tôi sẽ báo lên Bộ Giáo dục. Các ông đã vi phạm trong việc kéo dài thủ tục chuyển trường mà không có lý do. Như vậy là không tạo điều kiện cho sinh viên học tập. Thử hỏi lương tâm nhà giáo của các ông ở đâu? Câu chữ Diệp Phàm nói ra bắt đầu sắc bén. Mặc dù cũng sắp chuyển đi rồi nhưng vẫn phải nói ra những lời ấy nếu không thì Tuyết Hồng bị họ o ép một cách vô ích rồi. Chuyện này, Bí thư Diệp vẫn có thể thương lượng được có đúng không? Hơn nữa có lẽ việc này các anh mà báo lên trên thì hiệu quả cũng không tốt lắm. Việc tuyển em Tuyết Hồng vốn đã là đặc cách rồi, còn điểm số thì thực sự quá thấp. Vũ Quang Trung đang có ý nhắc nhở Diệp Phàm, Trịnh Thượng Minh chỉ cần sửa lại một chút là đủ rồi. Tất nhiên Võ Quang Trung cũng sợ Diệp Phàm sẽ mang chuyện này lên Bộ Giáo dục thật. Ảnh hưởng của Diệp Phàm không phải là bé. Dù việc đó có không đem lại kết quả gì thì sau này Đại học Bắc Kinh cũng sẽ bị anh ta chủ dập. Xuất phát từ lợi ích của nhà trường tất nhiên Vũ Quang Trung không muốn nhìn thấy cục diện bế tắc đó. Vậy được, các ông không muốn cho Tuyết Hồng học thì chuyển nó đi là được rồi. Các ông làm giấy xác nhận chuyển trường cho tôi, còn những việc khác tôi sẽ tự giải quyết. Lúc này Diệp Phàm mới đi vào đề tài chính. Chuyển đi. Vũ Quang Trung ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm hỏi tiếp. Chuyển đi đâu? Đại học Thanh Hoa đã đồng ý tiếp nhận cô ấy. Đàng đông không sáng thì đàng tây sẽ tỏ. Các ông cứ kéo dài không cho sinh viên vào học, bên kia người ta quý trọng nhân tài nên tình nguyện tiếp nhận rồi. Giờ mời Phó Hiệu trưởng Võ làm giấy xác minh cụ thể có liên quan. Đây là giấy tiếp nhận của trường Đại học Thanh Hoa. Diệp Phàm đặt tờ giấy xác minh do đích thân hiệu trưởng Đàm viết lên bàn của Vũ Quang Trung. Bí thư Diệp, anh cũng biết đấy, các bậc học bên dưới đại học từ tiểu học cho đến trung học sơ sở rồi trung học phổ thông đều có chính sách chuyển trường. Nhưng đến bậc đại học thì có bao giờ anh nghe nói đến chuyện chuyển trường không?
Điều này cho thấy chúng tôi thực sự hết cách. Việc trường đại học tuyển sinh là một việc hết sức nghiêm túc. Chúng tôi còn phải trao đổi với văn phòng tuyển sinh và các cơ quan có liên quan. Điều này chứng tỏ chúng tôi thực sự hết cách. Võ Quang Trung lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Thực ra ông ta còn tiếc Tuyết Hồng. Tuyết Hồng có năng khiếu thể thao, chắc chắn sẽ đạt được giải quán quân. Đến lúc đó thì người phát hiện ra nhân tài là ông ta cũng được thơm lây, hơn nữa Tuyết Hồng lại chuyển đến Đại học Thanh Hoa. Vậy thì có khác nào giúp đỡ đối thủ? Điều này thì chẳng cần phải nói Vũ Quang Trung mà ngay cả hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh Trần Bạch Hậu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thịch, rút cuộc thì Diệp Phàm đã không làm được mấy chữ hải nạp bách xuyên mà chủ tịch Đường căn dặn. Lúc đó hắn không kìm chế được nữa, đập nhẹ xuống bàn. Nắp đại chén trà rơi xuống mặt bàn làm việc. Rút cuộc là các ông muốn làm gì? Không cho người ta học mà cũng không chịu cho chuyển, chẳng nhẽ các ông định đưa em tôi bày lên giá sách sao? Hành động của các ông nếu nói khó nghe một chút thì chính là mưu tài hại mình, việc này nếu các ông không chịu buông tay thì cho dù có ra tòa án chúng tôi cũng sẽ đấu tranh tới cùng với các ông. Các ông ức hiếp người quá đáng. Diệp Phàm nói lớn, khiến thư ký của Vũ Quang Trung cũng phải hoảng sợ thò đầu ra xem, thấy Vũ Quang Trung không sao thì lại quay vào. Việc này để tôi hỏi lại hiệu trưởng Trần. Vũ Quang Trung cũng bất đắc dĩ, đành gọi điện thoại cho Trần Bạch Hậu. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn méo mó cười, lắc đầu ý rằng không thể thương lượng được. Được, được lắm, tất cả hậu quả trường các ông sẽ phải gánh vác. Diệp Phàm tức tối, đứng bật dậy, đá chiếc ghế xoay sang tận phía góc phòng rồi hùng hổ bước đi. Diệp Phàm vừa đi khỏi, Vũ Quang Trung đã vội vàng tới phòng làm việc của Trần Bạch Hậu. Đi rồi sao? Trần Bạch Hậu hỏi, sắc mặt nghiêm túc có chút khó coi. Đúng vậy. Vũ Quang Trung thở dài gật đầu. Nhìn Trần Bạch Hậu rồi nói. Chuyện này đúng là chúng ta đã làm không đúng. Đúng như Diệp Phàm nói, chúng ta không cho Tuyết Hồng đi học lại cũng không cho cô ta chuyển sang Đại học Thanh Hoa. Làm gì ở đâu có cái lý đó. Hiệu trưởng Trần, tôi thấy có chút hổ thẹn. Việc này, ông Vũ, ông nói xem tôi còn có cách nào khác. Thứ trưởng Trịnh theo dõi rất chặt, 2-3 ngày là lại gọi điện hỏi chuyện của Tuyết Hồng, lúc nào cũng dặn dò chuyện này. Hơn nữa lần này vốn chỉ định rót xuống 1 tỷ nhưng kết quả đã cho 2 tỷ rồi. Chuyện này tôi hiểu, Thứ trưởng Trịnh đang giúp tôi. Ông nói xem tôi có thể vì một em sinh viên mà vứt bỏ 2 tỷ không? Đây sẽ là tổn thất rất lớn cho trường chúng ta. Đại học Thanh Hoa rất ngặt, nếu chúng ta mà không phấn đấu thì sẽ bị họ vượt mặt ngay. Điều kiện ở tất cả các mặt của hai trường chúng ta trước giờ đều tương đương nhau. Nếu bên Thanh Hoa xây dựng xong rồi, chúng ta mất đi khoản này thì chắc chắn sẽ tụt hậu về mặt cơ sở hạ tầng cứng so với họ. Điều này tuyệt đối không được, vì vậy vì đại cục, Trần Bạch Hậu tôi đành phải làm điều trái với lương tâm. Nếu muốn mắng chửi thì cứ để Diệp Phàm đến mắng chửi tôi. Trần Bạch Hậu vuốt mái tóc đã bạc của mình, vẻ mặt ông ta rất khó coi. Ông Trần, lúc Diệp Phàm đi anh ta đã nói những lời rất hung hăng. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Khuôn mặt Vũ Quang Trung đầy lo âu. Anh ta nói gì? Trần Bạch Hậu nhếch miệng hớp một hụm trà lấy lại tinh thần rồi hỏi. Anh ta nói tất cả mọi hậu quả trường chúng ta sẽ phải gánh chịu. Vũ Quang Trung đáp. Anh ta định làm gì? Lẽ nào định trù dập trường Đại học Bắc Kinh của chúng ta? Thanh niên bây giờ cũng kiêu ngạo quá nhỉ? Đây là nơi nào chứ? Đây là chỗ nhà nước đào tạo nhân tài, là nơi tuyển học sinh xuất sắc của các vùng trong cả nước thậm chí là nước ngoài. Đây là nơi để anh ta đến làm loạn sao? Tôi phải đợi xem một bí thư thành ủy như anh ta thì sẽ làm được gì? Trần Bạch Hầu tức giận. Gần đây vì chuyện của Tuyết Hồng mà ông ta như phát điên lên. Nên ông ta không nhịn được nữa, bột ra những lời hung hăng dọa nạt. Tất nhiên ông ta cũng là một người có uy tín. Ông Trần, ông có biết về các mối quan hệ của anh ta không? Vũ Quang Trung nghe xong, sắc mặt bỗng trầm xuống. Ông ta vội nhắc nhở Trần Bạch Hầu. Quan hệ, mối quan hệ gì? Trần Bạch Hậu đờ người ra hỏi. Hai chữ quan hệ bật ra từ miệng Vũ Quang Trung. Như vậy thì mối quan hệ ấy ắt hẳn phải đáng nể. Cái này thì tôi không nói rõ được. Nhưng nhìn vào con đường thăng tiến của anh ta thì thấy có chút dấu tích. Một người trẻ tuổi từ văn phòng của chủ tịch Đường giờ đã trở thành bí thư thành ủy của một thành phố lớn như Đồng Lĩnh. Nếu như anh ta không có các mối quan hệ thì làm sao có thể leo được như thế? Tôi sợ anh ta sẽ gây sức ép làm tổn hại đến trường chúng ta thì phiền phức thật.
Vũ Quang Trung nói. Mặc kệ, gây sức ép thì gây sức ép. Giữa cá và chân gấu chúng ta chỉ có thể chọn một. Tất nhiên là bỏ cá mà chọn chân gấu thôi. Trần Bạch Hậu khoát tay dứt khoát. Khoảng 2 giờ chiều, tại biệt thự Lá Đỏ. Thiên Thông vội vàng bước vào vừa thấy Diệp Phàm đã vội hỏi. Này Diệp Phàm có chuyện gì mà gọi tôi lập tức đến gấp thế? Lại còn hạn định thời gian gì nữa? Cậu xem đi, việc của Tuyết Hồng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thế nhưng cậu biết đấy, chức quan nhỏ của tôi không điều khiển được Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục Trịnh Thượng Minh. Người ta kiên quyết ép Tuyết Hồng ở lại bên trường Đại học Bắc Kinh, không cho học mà cũng không cho chuyển đi. Cậu nói xem tôi còn có cách gì nữa? Không lẽ tôi đến tận văn phòng của Trịnh Thượng Minh vung tay vung chân ở đó? Diệp Phàm nói, hai tay ngửa ra ý là chúng ta hết cách rồi. Thiên Thông xem xong tài liệu đặt sang một bên, nói. Vậy được, cậu không đi thì tôi đi. Dù sao tôi cũng chỉ là dân quèn, chưa có biên chế chính thức, chưa có quan hàm công vụ gì, thích thì cứ vung tay vung chân. Thiên Thông nói xong liền cầm lấy túi tài liệu vội vã bước đi luôn. Diệp Phàm, nếu Trịnh Thượng Minh mà bị Thiên Thông đánh thì không biết sẽ thế nào. Dù gì thì cấp bậc vị trí của Trịnh Thượng Minh cũng ở đâu chứ? E rằng việc này sẽ trở thành tin tức thời sự của cả nước. Em nghĩ rằng việc này cũng nên giữ chừng mực một chút. Hơn nữa rất có thể bọn họ sẽ nghĩ ngay ra anh. Bởi vì lúc trước chuyện này đều do anh giải quyết, các vị lãnh đạo đó đều là yêu tinh hết, nhìn một cái là biết ai đang giỡn trò. Kiều Viên Viên ở bên cạnh mở lời khuyên Diệp Phàm. Đánh thì cứ đánh đi, lão già đó cũng đáng một trận đòn. Diệp Phàm kéo dài giọng nói ra, hắn buồn bực nuốt một ngụm trà, một lát lâu sau mới nói. Có một số chuyện dùng nắm đấm có hiệu quả hơn dùng chất xám. Có thể có người nói chúng ta không có đầu óc. Nhưng anh thì lại nghĩ, cần ra tay thì cứ ra tay. Nắm đấm mạnh dù sao cũng có chút hiệu quả trong cái xã hội hiện đại này. Em không tin thì cứ đợi mà xem, có chuyện vui để xem rồi đấy. Bằng không anh nhất định phải đi tìm rồi chặn ngay bọn người của Trịnh Thượng Minh lại. Chúng ta biết được mấy người như thế, nếu tìm bố em thì chút chuyện vặt này bố sẽ không tham gia. Mà đi tìm Triệu Bảo Cương thì chúng ta lại mắc thêm một món nợ tình nghĩa. Đi tìm nhà họ Phí lại càng không được, chút chuyện vặt vãnh này mà làm phiền đến tận bí thư Phí thì người ta sẽ xem anh là loại người vô tích sự. Dù sao thì cũng sẽ để lại một hình ảnh a đầu trong lòng họ nên anh không muốn phiền nhà họ Phí. Chuyện này gây sức ép lên sức ép xuống mãi cũng mệt rồi, chán rồi. Đến Hàn Quốc cũng đi rồi. Đòn cuối cùng này để cho Thiên Thông ra tay cũng đáng thôi. Tuyết Hồng là em gái anh ta không red eye thì còn ai ra tay nữa. Vì thế cứ dứt khoát là dùng trực tiếp nắm đấm giải quyết chuyện này. Anh tin là Thiên Thông sẽ không có chuyện gì. Đi làm loạn một chút có khi lại có hiệu quả ngay ý chứ. Nói đến đây Diệp Phàm bỗng cười rất bí hiểm. Kiều Viên Viên cứ trợn mắt lên mà nhìn hắn. Trịnh Thượng Minh đang triệu tập vài thứ trưởng để họp. Ông ta ngồi ở bàn họp hội nghị, đang nói về vấn đề xây dựng cái gì đó. Lúc đó thư ký Dương Kiệt nhẹ nhàng bước vào, ghé vào tai Trịnh Thượng Minh nói nhỏ. Có một đồng chí tên là Thiên Thông từ văn phòng chủ tịch đến, nói rằng có chuyện gấp cần gặp ông. Chương 2291, cán bộ cấp bộ cũng đánh. Văn phòng chủ tịch, Trịnh Thượng Minh rõ ràng là đờ người ra, lập tức đứng dậy nói. Mau mời đồng chí Thiên Thông vào đây. Nói xong Trịnh Thượng Minh còn cố ý liếc sang mấy ông thứ trưởng. Thực ra bọn họ cũng đã hiểu ý rồi. Trịnh Thượng Minh vừa nói xong họ cũng vội vã bước ra khỏi phòng. Ông chính là Trịnh Thượng Minh. Thiên Thông nhìn Trịnh Thượng Minh, gọi thẳng tên ông ta luôn. Đúng vậy, chắc anh là Thiên Thông ở văn phòng chủ tịch, mời ngồi xuống uống trà đã. Trong lòng không vui nhưng Trịnh Thượng Minh vẫn cười, giơ tay ra định chào hỏi. Một tiếng thịch vang lên. Mấy ông thứ trưởng có mặt ở đó hoa cả mắt, một ông kêu lên, nhanh gọi bảo vệ đến, gọi cả xe cứu thương nữa. Thứ trưởng Trịnh, Thiên Thông ban nãy không nói lời nào, tát mạnh một cú trời giáng khiến Trịnh Thượng Minh ngã ngay xuống bàn. Khắp cả miệng cả mũi ông ta đều là máu, mấy con răng còn lại của ông ta cũng đã bị rơi ra một chiếc. Con răng ấy còn văng vào mặt thư ký Dương Kiệt như một ám khí. Khiến cô ta sợ hãi tưởng mình trúng đạn vội vàng né sang một bên. Cô ta giẫm cả lên Trịnh Thượng Minh khiến ông này kêu lên một tiếng A. Tên đê tiện này,
em gái ông phòng vệ chính đáng chứ, nếu không đã đá cho nát người thằng con háo sắc của mày rồi. Mày kiên quyết không cho em ông đi học, còn ép trường Đại học Bắc Kinh không cho nó chuyển đi. Hôm nay ông đánh mày, mày đúng là con rùa rụt cổ. Thiên Thông vừa chửi vừa vứt thẳng túi tài liệu vào mặt Trịnh Thượng Minh. Túi tài liệu đó trong tay người bình thường thì vẫn chỉ là một túi tài liệu. Nhưng sắt vào tay Thiên Thông nó biến thành sắt, anh ta đập vài cái thì đầu Trịnh Thượng Minh bắt đầu chảy máu. Trán của Trịnh Thượng Minh bị chảy máu, ấn đường cũng bị xây sát. Tất nhiên là Thiên Thông vẫn còn nhẹ tay chứ, nếu không thì với tệp tài liệu ấu anh ta đã tiến Trịnh Thượng Minh về quê luôn rồi. Về quê ấy tức là đi Tây Thiên. Đừng tay, anh từ đâu tới, định làm gì? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Thiên Thông ngước đầu lên nhìn, trước mặt anh ta là một người đàn ông trung niên để đầu cua. Ông là ai, tôi đánh người thì liên quan gì đến ông? Thiên Thông kiêu ngạo hỏi lại. Tôi là Phan Bá Dân, là phó bí thư đảng ủy của Bộ Giáo dục. Có việc gì thì thương lượng trực tiếp chứ sao anh lại đánh người bừa bãi như vậy? Phan Bá Dân nói với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta còn dũng cảm bước lên phía trước mấy bước đỡ Trịnh Thượng Minh dậy. Thực ra lão Phan như đang được rót mật vào trong lòng. Nhìn thấy đối thủ của mình bị một kẻ hung hăng đánh cho thành ra như thế, làm gì mà không đã cơ chứ? Tôi muốn tìm bộ trưởng của các ông. Thiên Thông nói. Bộ trưởng thôi không có ở đây. Anh có việc gì cứ nói với tôi. Phan Bá Dân trả lời. Vậy cũng được, ông lấy lại công bằng giúp tôi. Em gái tôi là Tuyết Hồng. Thiên Thông bắt đầu kể. Anh ta phóng đại chuyện của Tuyết Hồng lên. Anh ta được trời phú cho một gương mặt non choẹt với vẻ chất phác nên kể chuyện rất khiến người khác phải tin theo. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra, sau đó sẽ trao đổi với anh. Thế nhưng chuyện anh đánh người như vậy là không đúng. Đồng chí Thiên Thông ạ, anh làm như vậy là vi phạm luật pháp. Phan Bá Dân lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Răng của tôi bị gãy mất một chiếc, bên này thì bị đánh. Tiểu Dương, báo công an ngay. Trịnh Thượng Minh sờ lên miệng mình. Một bên chảy máu, bên kia cố nói. Thứ trưởng Trịnh, tôi thấy chuyện này nên thương lượng giải quyết nội bộ, ông thấy thế nào? Phó Bộ trưởng Phan có vẻ rất thân thiết, ý ông ta là chuyện này làm lớn lên thì cũng không có lợi gì cho Trịnh Thượng Minh. Tiểu Dương, cô nghe rõ rồi chứ? Trịnh Thượng Minh không để ý đến lời Phan Bá Dân, cứ trực tiếp gọi cô thư ký. Thư ký Dương cũng không còn cách nào khác, đành nhấc điện thoại lên để báo án. Ha ha. Báo án hả? Vậy càng tốt, tôi cũng đang muốn báo án đây. Thiên Thông dứt khoát lôi một chiếc ghế sang, đường hoàng ngồi xuống. Hắn ta còn gọi cho thư ký Dương. Pha cho tôi một ấm trà, đánh một tí cũng thấy khát miệng rồi. Bộ giáo dục này tiếp đãi khách kiểu như thế này, lại còn là bộ phận quản lý việc đào tạo con người nữa, sao lại mất lịch sự như vậy? Nhưng rồi thư ký Dương lén nhìn Trịnh Thượng Minh, không dám đi pha trà. Thế là Phan Bá Dân phải ra hiệu cho thư ký của mình đi pha trà cho Thiên Thông. 10 phút sau, cảnh sát viên của Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã tới. Chuyện của tôi không đến lượt các ông lải nhải, cầm lấy xem đi. Thiên Thông rõ ràng là đang giỡn mặt, anh ta tiện tay vứt một tệp giấy chứng nhận cho một thanh tra cảnh sát bậc một có khuôn mặt gầy gò. Viên thanh tra cấp một này nhận tệp tài liệu, khuôn mặt bỗng đột ngột biến sắc nhìn Thiên Thông rồi bất đắc dĩ nói. Thứ trưởng Trịnh. Chuyện này Cục Công an thành phố chúng tôi không có quyền tra hỏi. Xin hãy báo lại cho lãnh đạo của văn phòng trung ương, họ sẽ đến để giải quyết. Được được, các anh đúng là một lũ hèn, sợ rồi có đúng không? Trịnh Thượng Minh tôi phải báo lên lãnh đạo văn phòng trung ương. Dương Kiệt, tra cho tôi số điện thoại của văn phòng trung ương. Trịnh Thượng Minh tức giận quá nên đã hồ đồ. Ông ta ra hiệu cho thư ký Dương. Không lâu sau, khi số điện thoại đã được tìm thấy. Ông ta vừa lau máu vừa cúp điện thoại. Một lát sau đó, Thiên Thông nhận được điện của chủ nhiệm Khâu Hoa gọi anh ta về gấp. Nhưng Thiên Thông kiên quyết nói việc này không xử lý xong thì anh ta sẽ san bằng cả bộ giáo dục. Khâu Hoa cũng hết cách, ông ta khá là đau đầu về Thiên Thông. Địa vị của anh ta có chút mơ hồ. Con người này không biên chế, không chứ vị khiến Khâu Hoa cảm thấy kỳ lạ. Vậy mà lại thường xuyên thấy anh ta xuất hiện bên cạnh chủ tịch đường. Không cần phải suy đoán nhiều cũng biết anh ta có địa vị khá cao. Con người này ông ta không quản được, tất nhiên những việc mà Thiên Thông phụ trách thì anh ta vẫn làm rất có tinh thần trách nhiệm. Chuyện này chỉ là do việc riêng tư mà ra,
Có điều để tránh cho việc bị xé to ra, chỉ Nhiệm Khâu vẫn phải vội vàng đến Bộ Giáo dục. Các đồng chí khác đều đã về. Bộ trưởng Thôi có lẽ cũng đã nhận được tin nên vội vội vàng vàng về gấp. Tại phòng tiếp khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc của Bộ trưởng Thôi. Cậu xem còn ra cái thể thống gì nữa không? Khâu Hoa nghiêm mặt nhìn Thiên Thông nói. Tôi cũng là bị ép thôi, ông ta bức người quá đáng. Thiên Thông vừa chỉ vào Trịnh Thượng Minh cuốn băng trên đầu, mặt thoa đầy thuốc vừa nói. Đồng chí Thiên Thông, có chuyện gì thì từ từ nói. Đồng chí động tay động chân như thế là quá rồi. Có chuyện gì giải quyết không nổi mà phải dùng đến cách ấy. Cậu xem, đánh đến nỗi Bộ trưởng Trịnh bị mất một chiếc răng. Việc này mà đưa ra pháp luật là cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu là công chức nhà nước, dù thân phận có đặc biệt đến đâu cũng phải tuân thủ pháp luật. Hơn nữa tôi tin rằng, chỉ cần đồng ý thương lượng thì chuyện gì không thống nhất được cũng không đến mức phải dùng nắm đấm. Bộ trưởng Thôi nghiêm nghị phê bình Thiên Thông. Vậy lúc trước Thứ trưởng Trịnh lợi dụng chức vụ OF em gái tôi là Tuyết Hồng thì Bộ trưởng Thôi tại sao không đứng lên nói mấy cái chuyện điều lệ, công bằng, chế độ? Lúc đó đều biến đi đâu hết. Hôm nay tôi không đến đây thế này thì các ông có đứng ra quản lý không? Uy phong gớm nhỉ, người ta là Bộ trưởng Trịnh có chức có quyền. Còn chúng tôi là dân thường thấp cổ bé họng đâu dám dây dưa vào. Em gái tôi đánh tự vệ tên háo sắc sau đó bị đuổi, rồi bị OF ở giữa, lên không lên được, xuống không xuống được, không cho đi học rồi lại không cho chuyển trường. Trịnh Thượng Minh ông muốn gây khó dễ cho em gái tôi, muốn lấy mạng của em gái tôi chẳng phải là vì chuyện thằng con Trịnh Thanh Nhã của ông gây ra sao. Tự mình không nhắc nhở kiểm điểm hành vi của con trai mình lại còn ngầm hại em gái tôi. Là người làm gì có ai chịu được chuyện ấy. Suốt thời gian qua tôi không lên tiếng là vì đã nhờ chủ nhà của em gái tôi là Diệp Phàm đi giải quyết. Thế nào, người ta chạy lên chạy xuống, sang tận cả Hàn Quốc, mệt sắp chết rồi mà Thứ trưởng Trịnh còn kiên quyết chặn lại. Ông có còn là một công chức nhà nước nữa hay không? Ông có phải là một đảng viên hay không? Ông có còn chút liêm sỉ nào không? Thiên Thông vẫn sly chút thể diện cho Bộ trưởng Thôi. Anh ta liên tiếp chửi Trịnh Thượng Minh. Nói thế nào nhỉ, đồng chí Thiên Thông, ăn nói phải phù hợp với từng hoàn cảnh. Khâu Hoa nghiêm nghị nhắc nhở Thiên Thông. Tuy nhiên Bộ trưởng Thôi lại thấy chủ nhiệm Khâu bao che cho cấp dưới quá. Thuộc hạ của ông ta bị đánh thành ra như thế mà chủ nhiệm Khâu cũng không thể hiện thái độ rõ ràng. Đến ý phê bình, xử lý một cách cứng rắn cũng không có. Thực ra Bộ trưởng Thôi đã hiểu nhầm chủ nhiệm Khâu. Thực ra là ông ta không phù hợp để thể hiện tác phong lãnh đạo trước mặt Thiên Thông. Có lẽ là vì Bộ trưởng Thôi vẫn chưa hiểu được thân phận đặc biệt của Thiên Thông. Tôi làm vậy là vì công việc, còn Đại học Bắc Kinh có cần em gái của anh hay không thì đó là việc của các lãnh đạo trường đó, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu vô duyên vô cớ hành hung tôi còn sỉ nhục con tôi là Trịnh Thanh. Hành vi này của cậu phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế giới này vẫn còn thị phi công lý. Tôi tin rằng chủ nhiệm Khâu và Bộ trưởng Thôi sẽ xử lý chuyện này nghiêm khắc và công bằng. Trịnh Thượng Minh lên tiếng, tất nhiên là ông ta cũng không chịu yếu thế rồi. Vì thể diện hôm nay nhất định phải cho tên ngông cuồng ngạo mạn Thiên Thông vào ngục, nếu không thì Trịnh Thượng Minh có còn chỗ đứng ở đất Bắc Kinh này nữa hay không? Đúng rồi, việc này là do Diệp Phàm xử lý đầu tiên. Vậy Diệp Phàm là ai? Lại còn dây dưa đến cả Đại học Bắc Kinh nữa. Vậy thì gọi bọn họ đến. Chủ nhiệm Khâu, ông thấy thế nào? Bộ trưởng Thôi chau mày nói. Được. Nếu giải quyết thì cùng nhau giải quyết dứt điểm luôn. Chuyện này kéo dài cũng phiền phức lắm. Khâu Hoa nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Vậy là có ngay người đi thông báo. Trong nháy mắt Khâu Hoa đã hiểu ra mọi chuyện. Đứng sau mọi chuyện này chắc chắn là Diệp Phà chứ còn ai vào đây nữa. Nếu không làm sao Thiên Thông biết được mà đến Bộ Giáo dục làm loạn thế này. Chủ nhiệm Khâu thấy đau đầu. Ông ta cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm, Hiệu trưởng Trường Đại học Bắc Kinh Trần Bạch Hậu và Vũ Quang Trung đều đến Bộ Giáo dục. Đồng chí Diệp Phàm, mới anh nói xem rút cuộc là có chuyện gì. Diệp Phàm kể lại mọi chuyện, hắn ta vừa kê vừa đưa ra các tài liệu liên quan. Diệp Phàm dường như đã chuẩn bị sẵn, các tài liệu đều được in thành nhiều bản, mỗi người một bản. Cả đĩa CD ghi âm cũng đều không thiếu, có Vương Triều ở đó thì có việc gì mà không làm được. Chương 2292, đồng chí nói năng lịch sự một chút. Nói láo, rõ ràng là anh và Vương Triều đã thông đồng với nhau.
Trịnh Thanh và Phác Muội Xu bị đánh cho tàn phế như vậy mà Tuyết Hồng còn đúng hay sao? Trước đây đội trưởng đội hình sự thuộc Cục Công an thành phố là Thái Cường đã điều tra chứng thực qua. Sau đó các anh đã giở trò gì đừng tưởng Trịnh Thượng Minh tôi không biết nhé. Đơn giản là Vương Triều đã đánh tiếng với đồng chí Ngô Chính Phong bên Cục Công an thành phố thế nên mọi sự thật đều bị bóp méo. Tôi muốn nói với hai vị lãnh đạo rằng Vương Triều thực ra từng là thuộc hạ của Diệp Phàm. Mấy năm trước khi Diệp Phàm còn làm việc ở thành phố Ngư Đồng thuộc tỉnh Việt Đông, Vương Triều chính là cục trưởng cục công an dưới quyền anh ta. Còn Diệp Phàm và đồng chí Thiên Thông thì nửa năm trước chắc cũng là đồng nghiệp với nhau. Chuyện này căn bản là do hai người bọn họ câu kết mới nhau mà ra. Hôm nay đến đây hành hung tôi cũng đã là âm mưu trước đó của họ. Đòn công kích lại của Trịnh Thượng Minh cũng rất khá thuyết phục. Hơn nữa ông ta cũng khá rõ về tình hình của Diệp Phàm. Xem ra ông ta sớm đã lưu tâm rồi. Ông có bằng chứng gì để chứng minh Diệp Phàm tôi đang bóp méo sự thật, xin hãy đưa ra. Chúng tôi chỉ yêu cầu bằng chứng. Không có bằng chứng thì ông mới là kẻ bóp méo sự thật. Những bằng chứng chúng tôi đưa ra đều rất đầy đủ. Vật chứng nhân chứng đều có. Ông vô cớ nghi ngờ những tài liệu chứng minh có tính pháp luật cụ thể mà Cục Công an hình sự thuộc Bộ Công an và Cục Công an thành phố đưa ra. Đây là sự không tin tưởng và miệt thị các cơ quan có thẩm quyền. Hơn nữa đó còn là sự ngang nhiên chống lại tính công minh và sự quyền uy của cơ quan hành pháp. Ví như nói đến chuyện về đồng chí Vương Triều, nếu như ông cho rằng tất cả các đồng chí từng làm việc với nhau đều tư thông thì tính logic của ông thực sự là quá kém. Ông phải chịu trách nhiệm về từng lời nói của mình. Diệp Phàm tôi nói như vậy, trước mặt hai vị lãnh đạo đây, tôi xin lấy tư cách một đảng viên đảm bảo mỗi câu nói của tôi đều căn cứ vào sự thật, đều có chứng cứ. Diệp Phàm phản pháo lại một cách rất mãnh liệt. Đồng chí Thượng Minh, những gì đồng chí nói có chứng cứ gì không? Chủ nhiệm Khâu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Cái này cần gì phải nói? Đó là chuyện rõ ràng rồi. Trịnh Thượng Minh đờ mặt ra, đáp lại một cách mơ hồ và ba phải. Chuyện rõ ràng, chuyện gì rõ ràng, đồng chí phải nói rõ ra. Bây giờ tôi và Bộ trưởng tôi đang thay mặt tổ chức tiến hành tìm hiểu điều tra sự việc. Mỗi một lời nói của đồng chí đều có tính nghiêm túc đấy. Vẻ mặt của chủ nhiệm Khâu rất nghiêm nghị, thậm chí khá là nghiêm trọng. Đồng chí Thượng Minh, đồng chí phải nhớ rõ từng lời chủ nhiệm Khâu nói. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Không sao hết, đồng chí hãy thả lỏng, bình tĩnh lại. Bộ trưởng thôi lên tiếng an ủi Trịnh Thượng Minh. Dù sao Thiên Thông cũng là người bên Ủy ban Trung ương. Chủ nhiệm Khâu Hoa lại là lãnh đạo bên đó. Chắc chắn là sẽ thiên vị cho người bên mình. Vì thế bộ trưởng thôi cũng phải đứng ra nói với cấp dưới vài câu, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo. Tôi. Trịnh Thượng Minh nghẹn lời, mặt ông ta đỏ bừng. Ông ta không lôi ra được bằng chứng chứng minh Tuyết Hồng không nên đánh người. Thế nhưng sau đó ông ta lại nói. Bất kể thế nào thì những chuyện sau đó của Tuyết Hồng đều do nhà trường quản lý, có liên quan gì đến tôi chứ? Đại học Bắc Kinh muốn đuổi học Tuyết Hồng hay xử lý cô ta thế nào, đó là việc của hiệu trưởng Trần. Hơn nữa, tôi nghe nói, thành tích ban đầu của Tuyết Hồng rất kém. Điểm số chỉ đạt một nửa số điểm trúng tuyển vào trường Đại học Bắc Kinh, thậm chí còn không đủ cả tư cách để vào một trường đại học hạng 3. Về việc này có lẽ cách làm của Đại học Bắc Kinh còn tồn tại sai sót. Tuy nhiên bây giờ người ta sửa lại, muốn xử lý sinh viên Tuyết Hồng, âu đó cũng là việc nhà trường nên làm. Diệp Phàm dựa vào cái gì mà đứng ra khua chân múa tay? Còn cậu Thiên Thông dựa vào cái gì mà hành hung tôi? Trần Bạch Hầu nghe đến đây cảm thấy rất tức giận. Trịnh Thượng Minh gặp xui xẻo lại còn lôi ông ta vào. Trước mặt bộ trưởng thôi và chủ nhiệm Khâu còn bới móc chuyện hình như lúc tuyển sinh trường ông ta có làm sai quy định. Thời gian này ông ta luôn bị Trịnh Thượng Minh theo dõi gắt gao. Dự án mấy trăm triệu của trường Đại học Bắc Kinh cũng bị ông ta giữ. Hiệu trưởng Trần sớm đã không chịu nổi rồi, ông cha không nhịn được bát ra ngay. Khi đó, việc tuyển sinh em Tuyết Hồng, trường chúng tôi đều làm theo các quy định và quy trình. Điểm số của Tuyết Hồng tuy có hơi thấp nhưng tất cả các trường đại học đều có chính sách xem xét ưu tiên trong lĩnh vực tuyển sinh. Những em học sinh có năng khiếu nổi bật trong một vài lĩnh vực nào đó có thể được nới lỏng những hạn chế về điểm số. Ví dụ như những học sinh xuất sắc có năng khiếu về thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, đều rơi vào tầm xem xét của chúng tôi. Việc tuyển em Tuyết Hồng, trường chúng tôi cũng đã làm rất cẩn thận. Đồng chí Quang Trung,
đồng chí hãy nêu rõ quy trình cụ thể tuyển sinh viên Tuyết Hồng vào trường khi đó. Trần Bạch Hầu cũng không phải là một hiệu trưởng chí có cái mác học giả. Người ta cũng không ngu nên đã lôi phó hiệu trưởng Vũ Quang Trung vào rồi cũng lập tức rút lui ra khỏi lúc đỉnh điểm. Đúng vậy, năng khiếu thể thao của em Tuyết Hồng thì rõ như ban ngày. Để chứng thực khi đó chúng tôi đã yêu cầu em Tuyết Hồng đến để thử. Đến tham dự còn có vài lãnh đạo bên đảng ủy nhà trường, các lãnh đạo bên ban tuyển sinh và cả các chuyên gia. Thành tích nhảy xa cấp 3 của em Tuyết Hồng hoàn toàn có thể đạt được giải quán quân châu Á, hơn nữa cũng rất có tiềm năng đạt được giải quán quân ở hạng mục này trong giải vô địch điền kinh thế giới. Với một học sinh ưu tú nổi trội đặc biệt như vậy, không cần phải nói đến trường chúng tôi mà bất cứ trường nào cũng đều rất hoan nghênh. Tất cả đều vì sự vẻ vang của đất nước, vì thế hội đồng đảng ủy nhà trường sau khi thảo luận cẩn thận đã đồng thuận quyết định đặc cách tuyển sinh em Hồng Tuyết. Về phương diện này, trường chúng tôi đã rất thận trọng, hoàn toàn xử lý theo quy định, quy trình đúng đắn, không có bất cứ sai phạm nào. Còn về sau này, vì đội trưởng Thái Cường của đội hình sự thuộc Cục Công an thành phố đã đưa ra bằng chứng chứng minh sinh viên Tuyết Hồng phạm tội nên chúng tôi mới đình chỉ học. Tuy nhiên sau đó qua điều tra tìm hiểu của Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngô Chính Phong mới biết đội trưởng Thái Cường đã vi phạm nguyên tắc điều tra. Đội trưởng Thái Cường đã bị Cục trưởng Ngô xử lý nghiêm khắc. Cục Công an thành phố và Cục Công an hình sự thuộc Bộ Công an đã vào cuộc tiến hành điều tra toàn diện, lật lại kết luận điều tra trước đó. Chúng tôi được biết sinh viên Tuyết Hồng đã được minh oan. Vì thế hội đồng đảng ủy nhà trường sau khi thảo luận đã quyết định tiếp nhận lại em Hồng Tuyết. Có điều việc này có liên quan đến sinh viên Hàn Quốc họ Park là Park Muội Châu nên gần đây hội đồng đảng ủy nhà trường vẫn đang thảo luận việc này, tạm thời em Tuyết Hồng vẫn phải ở nhà đợi. Tuy nhiên hội đồng đảng ủy nhà trường vẫn đang gấp rút xử lý việc này. Tin rằng không lâu nữa, vụ việc của sinh viên Tuyết Hồng sẽ có kết luận, có đúng vậy không? Kết luận cái quái gì? Em gái tôi rõ ràng là bị oan. Bên cảnh sát đã giải thích rõ ràng việc này. Trường các ông trước kia cũng nghĩ oan cho nó. Bây giờ cũng nên kịp thời mà cứu vãn. Ấy vậy mà đến tận bây giờ các ông không những không cứu vãn, lại còn ra tay rất hiểm. Người ta là con gái nông thôn, khó khăn lắm mới đi học đại học được. Các ông còn có lương tâm không? Ở đây thì nói mấy lời mỹ miều, đường hoàng, thực tế toàn là mấy lời chó má. Thiên Thông vừa mở miệng ra là bắt đầu chửi. Chủ nhiệm Khâu đập nhẹ xuống bàn nói. Đồng chí Thiên Thông, ăn nói phải lịch sự. Đừng có mở miệng ngậm miệng là chó với má. Đồng chí là công chức nhà nước, phải chú ý đến hình ảnh của mình. Thủ trưởng Khâu tôi hiểu rồi. Tôi quen miệng bột ra. Xin lỗi các đồng chí lãnh đạo. Thiên Thông nhận lỗi. Tôi cảm thấy khó hiểu chút. Hiệu trưởng Trần và Phó Hiệu trưởng Vũ, về lý mà nói sau khi kết luận được bên Cục Công an đưa ra, các ông nên kịp thời khôi phục lại tất cả cho sinh viên Tuyết Hồng, chẳng hạn như để em ấy tiếp tục đi học. Thế nhưng các ông kiên quyết không cho em ấy đến trường. Lý lẽ ấy ở đâu ra vậy? Hơn nữa chuyện về nhà họ Phác của Hàn Quốc chúng ta cũng đã giải quyết xong rồi. Nhà họ Phác cũng đã chứng minh, giải thích việc này là như vậy. Sau này đến cả bọn họ cũng sẽ không đôi co gì nữa. Thế nhưng bên trường các ông vẫn o ép chuyện này. Rút cuộc là vì cớ gì mà các ông lại như vậy? Hơn nữa, sau đó tôi hết cách đành phải lựa chọn một con đường khác. Đại học Thanh Hoa sau khi biết chuyện này đã tình nguyện tiếp nhận em Tuyết Hồng. Hiệu trưởng Đàm của trường Thanh Hoa còn tự tay viết giấy chứng nhận tiếp nhận em ấy. Vậy mà hôm qua tôi đến trường các ông yêu cầu được chuyển trường, các ông lại o ép, không cho chuyển. Lại còn rằng co lên xuống nữa. Tôi nghĩ có phải trong việc này còn có gì khuất tất nữa không? Diệp Phàm nghiêm nghị nói, ánh mắt hắn chĩa thẳng vào Trịnh Thượng Minh. Những người ở đó chẳng có ai ngu cả, nghe thoáng qua đã hiểu. Chuyện này nhất định là do Trịnh Thượng Minh điều khiển không cho Đại học Bắc Kinh giải quyết. Việc này rõ ràng rồi còn gì? Tôi nghe nói Đại học Bắc Kinh có hai dự án xây dựng mấy trăm triệu đều bị Bộ trưởng Trịnh ngăn lại không cho thực hiện. Nghe nói ban đầu đáp ứng cho 100 triệu, bây giờ đột nhiên lên tới 200 triệu rồi. Thứ trưởng Trịnh của chúng ta đúng là rất quan tâm đến việc xây dựng của trường Đại học Bắc Kinh. Vì cái kiểu quan tâm này mà em gái tôi không được đi học đây. Trường Đại học Bắc Kinh không cho em gái tôi đi học, cũng không cho chuyển trường. Thiên Thông tôi muốn hỏi Thứ trưởng Trịnh một câu, rút cuộc ông định đặt em gái tôi sờ nát một bên để dở trò gì. Thiên Thông tôi thô thiển lại không quyền, không chức còn các ông quyền cao trọng vọng, tôi thực sự hết đường rồi.
Vì việc này bí thư Diệp đã phải đôn đáo chạy chỗ nọ chỗ kia, kết quả là em tôi vẫn không được đi học. Vì thế tôi đành phải áp dụng cái biện pháp cực đoan này. Tôi thừa nhận, thứ trưởng Trịnh ông là do tôi đánh. Nhưng tôi bị ép phải đánh. Ông o ép người quá thể, có đúng vậy không? Là người làm gì có ai chịu được? Ông còn là một cán bộ nhà nước tại sao lại xem nhẹ việc học hành của một sinh viên nghèo từ quê ra? Chẳng lẽ sinh viên Tuyết Hồng không phải là người sao? Xã hội mình đã đề xướng khẩu hiệu mọi người bình đẳng, nam nữ bình quyền. Xem ra sự phân biệt đẳng cấp của một số đồng chí vẫn còn lớn lắm. Đây là điều tuyệt đối không được. Thiên Thông nói ra một tràng rất thấu tình đạt lý, khiến cho Diệp Phàm cũng phải âm thầm hưởng ứng. Hắn nghĩ bụng với cái khiếu diễn này của Thiên Thông mà để ở văn phòng trung ương thì thật phí. Không chừng đi Hollywood để phát triển sự nghiệp, anh ta sẽ thành một Lý Tiểu Long thứ hai mất. Mẹ kiếp, các anh đang vu khống tôi. Bộ trưởng thôi, bỗng dưng không chứng cứ lại nói tôi có liên quan đến dự án gì đó của Đại học Bắc Kinh, rõ ràng bọn họ đâm nói bậy. Một lũ bát nháo, bậy bạ, tất cả đều nói láo. Trịnh Thượng Minh vô cùng tức giận chỉ vào mặt Thiên Thông hung hăng nói những lời thô tục. Bộ trưởng thôi bỗng chốc chau mày lại, đập nhẹ tay xuống bàn nói. Đồng chí Thượng Minh, phải chú ý một chút, bình tĩnh một chút. Muốn nói gì thì nói nhưng phải lịch sự, văn minh mới được. Chương 2293, lớn tiếng o ép cái gì? Nhắc nhở Trịnh Thượng Minh xong, bộ trưởng thôi nghiêm nghị nhìn Thiên Thông nói. Đồng chí Thiên Thông, hy vọng đồng chí nói năng sẽ chú ý dùng từ ngữ. Hôm nay tôi và chủ nhiệm Khâu thay mặt cho tổ chức nói chuyện với các đồng chí để hiểu thêm về tình hình. Mỗi câu nói của đồng chí đều sẽ được ghi chép lại. Vì thế đồng chí phải thận trọng suy xét trước khi nói ra. Đồng chí nói Trịnh Thượng Minh đã có vi phạm về hai dự án xây dựng của trường Đại học Bắc Kinh, vậy mời đồng chí đưa ra chứng cứ. Vừa rồi cũng đã nói, chúng ta lấy sự thật, lấy chứng cứ làm cơ sở. Những chuyện còn phỏng đoán thì không được tùy tiện nói bừa. Anh chỉ dựa vào tưởng tượng mà vung tay đánh người, như vậy là không được. Lại còn đánh đến nối người ta mất một chiếc răng. Nếu căn cứ vào pháp luật thì anh đã khiến người khác bị thương nhẹ. Ban nãy đồng chí Thượng Minh cũng đã báo cảnh sát rồi. Bộ trưởng thôi nghiêm túc nói. Tất nhiên người ta phải nói giúp cho người bên mình rồi. Tất nhiên bộ trưởng thôi có phần nghiêng về Trịnh Thượng Minh. Hôm nay hai người chúng ta ở đây để giải quyết xử lý việc này. Tất nhiên đồng chí Thiên Thông đánh người là không đúng. Tuy nhiên đôi lúc có một số việc hành động không lý trí là do có căn nguyên của nó. Còn về việc báo cảnh sát thì phía bên đó đã dẹp sang một bên rồi. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều hiểu. Chuyện này giữa những người trong nội bộ chúng ta nên chúng ta cũng giải quyết nội bộ. Nếu làm lớn chuyện đem ra tận tòa án thì đây cũng không phải là việc hay ho gì. Mặc dù một số chuyện tạm thời chưa có bằng chứng nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra, có đúng không? Nếu Thiên Thông nói đến vấn đề dự án gì đó của trường Đại học Bắc Kinh, tôi nghĩ việc này có thể để cho phòng đốc tra của văn phòng trung ương tiến hành điều tra lấy chứng cớ. Còn nữa chuyện về Tuyết Hồng tại sao Đại học Bắc Kinh lại một mực đình chỉ không có tiếp tục học, lại cũng không cho chuyển trường. Hiệu trưởng Trần, ông hãy giải thích một chút. Tuy nhiên trước khi ông nói tôi cũng xin nhắc nhở ông trước. Có một số lời nói vụt ra khỏi miệng thì không lấy lại được. Nói gì cũng phải căn cứ vào sự thật. Một là một mà hai là hai. Khâu Hoa nói ra những lời ẩn ý khó hiểu. Tuy nhiên tất cả mọi người ở đó đều có thể hiểu. Chủ nhiệm Khâu chắc chắn là nghiêng về Thiên Thông rồi nên mới lên tiếng như vậy. Chủ nhiệm Khâu và bộ trưởng thôi vẫn ngầm đấu với nhau. Chủ nhiệm Khâu rõ ràng là không đồng ý báo cảnh sát giải quyết việc này. Việc này đúng là chúng ta nhất thời không thể giải quyết được. Chúng ta đợi kết quả chính thức từ nhà họ Phác bên Hàn Quốc xem sao. Nếu họ không còn đôi con nữa mà bên Cục Công an cũng đã đưa ra kết luận rồi thì tôi nghĩ việc để em Tuyết Hồng tiếp tục học tập có thể giải quyết được rồi. Tuy nhiên giải quyết một số thứ cũng cần phải cho chúng tôi chút thời gian, có đúng vậy không? Trần Bạch Hầu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Thượng Minh. Những lời lung tung ông ta vừa nói ra tất nhiên là không chính xác rồi. Bận 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 cái nỗi gì, chẳng nhẽ bận thì nên gác chuyện của Tuyết Hồng sang một bên sao. Hội đồng nhà trường và đảng ủy bên các ông căn bản là không muốn để cho Tuyết Hồng quay trở lại học tập. Tôi nghĩ nhà trường là nơi để giáo dục con người, vì thế càng nên lấy mình làm gương để dạy dỗ. Nếu bản thân mình không đúng đắn thì học sinh chắc chắn sẽ bị dẫn sai đường.
Diệp Phàm ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Đồng chí Diệp Phàm nói như vậy là có ý gì? Trần Bạch Hầu tôi có chỗ nào làm không đúng chứ? Đồng chí hãy đưa ra chứng cứ. Trần Bạch Hầu tất nhiên là rất tức giận, môi miệng ông ta đều rung lên. Ông ta thấy Diệp Phàm chỉ là một bí thư thành ủy lại đi giáo huấn mình một cán bộ cấp thứ trưởng, không phản bác lại những lời nói ấy thì ông ta không còn chỗ mà đứng nữa rồi. Hiệu trưởng Trần, ông có dám nói việc xử lý vụ việc của Tuyết Hồng phía nhà trường các ông không có thiên vị không? Có những việc các ông ngấm ngầm làm nhưng lại có người khác biết. Ông trời ở trên cao có mắt đấy. Hiệu trưởng Trần là một học giả kỳ cựu, còn là viện sĩ của hai viện. Tôi rất tôn trọng ông nhưng có một số việc ông xử lý không ra sao cả, không khỏi khiến cho kẻ hậu bối như tôi cảm thấy bất bình. Diệp Phàm cũng lên tiếng, không chịu kém cạnh. Hắn nghĩ thầm mặc kệ ông có là hiệu trưởng hay không phải hiệu trưởng. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Có một số chuyện không giống như đồng chí tưởng tượng đâu. Hiệu trưởng Trần cũng có cái khó riêng có đúng vậy không? Đại học Bắc Kinh lớn như vậy, có đến mấy vạn sinh viên. Chắc chắn hiệu trưởng Trần rất bận, ngày nào cũng có hàng núi công việc đợi ông ấy giải quyết. Chuyện của Tuyết Hồng có bị kéo dài một chút âu cũng là điều bình thường. Tôi hy vọng đồng chí có thể thông cảm cho cái khó của hiệu trưởng Trần. Phú Quang Trung lập tức đứng ra nói kiểu ba phải. Ông ta cũng biết tính cách của Diệp Phàm. Nếu manh động để hắn ta lôi ra việc gì trước mặt bộ trưởng Thôi và chủ nhiệm Khâu thì rắc rối rồi. Hơn nữa chủ nhiệm Khâu rõ ràng là bênh vực Thiên Thông. Diệp Phàm cũng từ bên văn phòng trung ương mà ra, có lẽ chủ nhiệm Khâu cũng sẽ nghiêng về phía hắn ta. Lúc đó để cho trường Đại học Bắc Kinh bị kẹt giữa hai vị lãnh đạo thì có phải càng phiền phức hơn không? Bộ trưởng Thôi, chủ nhiệm Khâu, chuyện này không có quan hệ gì đến tôi. Đồng chí Thiên Thông đã dựa theo những suy diễn cực đoan của mình để ra tay đánh tôi. Hơn nữa còn đánh đến nỗi tôi mất cả một chiếc răng. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Về lý thì chuyện này nhẽ ra phải đem ra văn phòng giải quyết đấy nhưng các vị lãnh đạo đã nói là gác sang một bên. Bất luận thế nào đánh người cũng không thể đứng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Tôi yêu cần phải xử lý nghiêm khắc đồng chí Thiên Thông. Một đồng chí đã có những hành vi cấu thành tội phạm như vậy sao lại có thể tiếp tục được làm việc ở văn phòng trung ương nữa? Tôi đề nghị lãnh đạo văn phòng trung ương nghiêm khắc xử lý vụ việc này, đuổi việc đồng chí Thiên Thông và khai trừ ra khỏi đảng. Ngoài ra tước hết mọi chức vụ của anh ta, nếu như văn phòng trung ương cố thế xử lý nghiêm ngặt, tôi sẽ đồng ý không bái cảnh sát nữa. Thái độ của Trịnh Thượng Minh đột nhiên thay đổi hẳn, ông ta mở miệng ra là o ép, lại còn muốn ra điều kiện với chủ nhiệm Khâu. Ông có thể báo cảnh sát. Chủ nhiệm Khâu lạnh lùng đáp lại, khuôn mặt Trịnh Thượng Minh bỗng đỏ lên như đít khỉ. Ông ta không ngờ tới điều đó, đến bộ trưởng Thôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bọn họ đều không ngờ rằng phó chủ nhiệm thường vụ Khâu Hoa lại che giấu bao biện cho cấp dưới đến mức như vậy. Thiên Thông rõ ràng là đã cấu thành phạm tội, người ta không báo cảnh sát yêu cầu xử lý trong nội bộ đảng, khai trừ Thiên Thông ra. Yêu cầu như vậy không có gì là quá đáng cả. Bằng không nếu báo cảnh sát một khi chứng thực phạm tội Thiên Thông còn chức vụ gì có thể giữ lại được nữa chứ? Chuyện này coi như là Trịnh Thượng Minh đã nể mặt Khâu Hoa rồi. Thật không ngờ chủ nhiệm Khâu lại không thèm giữ thể diện cho Trịnh Thượng Minh, rõ ràng cũng tức là không nể mặt bộ trưởng Thôi rồi. Suy nghĩ của Trịnh Thượng Minh hoàn toàn bị rối tung. Ông ta có tính ngàn lần vạn lần cũng không tính đến nước chủ nhiệm Khâu sẽ nói ra câu đó. Vì thế nhất thời trở tay không kịp, muốn rút lại cũng không rút được nữa. Cho dù là bộ trưởng Thôi, nếu thực sự phải đấu với Khâu Hoa thì đó cũng là chuyện bộ trưởng Thôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Người là chủ nhiệm Khâu, là tổng quản thứ hai của đại nội, cả ngày bên cạnh chủ tịch Đường. Quen thân với lãnh đạo như vậy, dù bộ trưởng Thôi có là người đứng đầu trong bộ cũng cần xem xét đến tính quan trọng và đặc biệt của cái ghế người ta đang ngồi. Hơn nữa, chuyện này cũng là vì Trịnh Thượng Minh, bộ trưởng Thôi dứt khoát sẽ không ra tay. Vì thế bộ trưởng Thôi chọn cách im lặng, không lên tiếng. Thực ra là ngầm chấp nhận ẩn ý của chủ nhiệm Khâu. Chủ nhiệm Khâu cũng cảm thấy rất khó nghĩ. Chuyện này ông ta nên giải quyết thế nào đây? Trịnh Thượng Minh một mực rằng co không buông, lại còn mở miệng o ép gây sự. Chẳng nhẽ thực sự muốn đưa Thiên Thông vào tù, đó là điều tuyệt đối không tê hơ. Trịnh Thượng Minh lại không biết thứ tự phép tắc như vậy tất nhiên cũng khiến chủ nhiệm Khâu tức giận. Ban nãy chủ nhiệm Khâu đã nói không báo cảnh sát rồi, Trịnh Thượng Minh lại nhắc đến. Nếu chủ nhiệm Khâu còn nhượng bộ tiếp thì Trịnh Thượng Minh còn coi ông ra cái gì nữa?
Khâu, chủ nhiệm Khâu, tôi không có ý đó. Tôi chỉ mong muốn lãnh đạo văn phòng trung ương sẽ xử lý nghiêm đồng chí Thiên Thông chứ không có ý đó. Trịnh Thượng Minh mặt đỏ tía tai, vội vàng lắp bắp nói. Ông ta đã tự tỏ ý chịu nhượng bộ chứ không phải là muốn đấu với chủ nhiệm Khâu. Tuy nhiên lời đã nói ra khó mà rút lại được. Một khi đã tạo ra một dấu chấm hỏi trong lòng chủ nhiệm Khâu thì khó mà gây dựng ấn tượng tốt được nữa. Không phải là ý đó. Ý nào không phải là ý nào đây? Thật không ngờ Diệp Phàm còn thấy ngọn lửa căng thẳng chưa đủ, lập tức chen thêm vào một câu, suýt nữa khiến Trịnh Thượng Minh chảy cả máu mũi. Ông ta dương đôi mắt hung hãn lên nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Thế nào, ông là người đương sự, yêu cầu Thứ trưởng Trịnh giải thích một chút không được sao? Yêu cầu như vậy không quá đáng chứ? Diệp Phàm đâu có sợ ông ta? Hắn nhoẻn miệng cười hỏi lại Trịnh Thượng Minh. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện này mọi người đều hiểu là được rồi. Có một số chuyện không cần phải giải thích, tự hiểu là được rồi. Tôi tin rằng năng lực hiểu của đồng chí Diệp Phàm không kém đến như vậy. Bộ trưởng thôi cũng không còn cách nào khác, cấp dưới bị người khác bắt nạt thành ra như thế. Khuôn mặt Trịnh Thượng Minh như sắp muốn khóc, bộ trưởng thôi đành nói giúp ông ta một câu. Tất nhiên Khâu Hoa nhắc nhớ Trịnh Thượng Minh, bộ trưởng thôi không thể trực tiếp bác bỏ được vì thế đành phải vòng vo vặn lại Diệp Phàm. Nắn một người cấp bí thư thành ủy như Diệp Phàm bộ trưởng thôi còn cảm thấy không đủ tư cách để ông ta làm vậy. Ông ta tin Diệp Phàm không có gan để đấu chọi lại với ông ta. Chỉ có Khâu Hoa là nhếch khóe miệng, trong bụng nghĩ thầm chết rồi. Ông ta hiểu rõ nhất tính khí của Diệp Phàm. Lúc đầu Diệp Phàm đã từng đụng đến Cố Thiên Long ủy viên ủy ban đảng ủy quân sự, sau đó lại đắc tội với Tạ Thắng Cường phó ban thư ký văn phòng nội các chính phủ. Việc này còn có bí thư Phí Nhất Hằng của nhà họ Phí ra mặt chỉ thị. Kết quả là một lãnh đạo nào đó của văn phòng nội các chính phủ phải nói chuyện với Tạ Thắng Cường. Diệp Phàm lại còn là con rể nhà họ Kiều. Mối quan hệ giữa nhà họ Kiều, nhà họ Phí và nhà họ Triệu khá là tốt. Hắn ta lại được Cung Khai Hà và Lý Khiếu Phong ưu ái nhiều. Cho dù là bộ trưởng thôi thì đứng trước một vòng quyền lực như vậy cũng có chút đơn độc rồi. Con người tôi rất ngu, xuất thân từ một vùng quê nghèo của huyện Cổ Xuyên tỉnh Nam Phúc. Nhưng cũng đã thi đạt thành tích cao nhất toàn huyện để vào học tại trường Đại học Hải Giang. Tuy nhiên, từ khi vào làm việc trong chính phủ, khả năng lĩnh ngộ ngày càng kém. Chính vì không biết lĩnh ngộ nên mới bị điều động đến làm chủ nhiệm đốc tra văn phòng trung ương, còn đến tận cả văn phòng chủ tịch để kiếm cơm ăn. Thời gian này lại bị điều đi tận Đồng Lĩnh. Xem ra sau này, tôi phải thỉnh giáo bộ trưởng thôi cái đạo lĩnh ngộ này rồi. Bây giờ kẻ hậu bối như tôi xin được hỏi bộ trưởng thôi lĩnh ngộ như thế nào. Còn nữa, có một số chuyện không giải thích thì nên chứng minh ra sao? Nếu như tất cả đều không giải thích thì còn cần bằng chứng để làm gì? Ban nãy hai vị lãnh đạo đều nói chú trọng vào việc lấy sự thật làm căn cứ, tất cả lấy chứng cứ xác minh làm chuẩn mực. Những lời ban nãy của Bộ trưởng Trịnh thật quá mơ hồ, kẻ hậu bối không hiểu nên muốn hỏi một chút, xin hãy giải thích. Chuyện này hình như cũng không có chỗ nào không thỏa đáng cả. Chỉ có thể nói là do kẻ hậu bối ngu dốt, chưa lĩnh hội được ý của Thứ trưởng Trịnh. Diệp Phàm hung hăng đáp lại. Chương 2294, khuất phục. Nếu thực sự muốn bàn vập lĩnh ngộ thì cũng khéo quá, hiệu trưởng Trần đang ở đây. Anh có thể trực tiếp thỉnh giáo ông ấy. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ không nhầm lẫn một số chuyện. Chuyện gì ra chuyện ấy? Có những chuyện nhất thiết phải cần bằng chứng nhưng có một số lại không cần. Chuyện gì cũng đòi bằng chứng thử hỏi còn làm được việc không? Chúng ta không nhất thiết phải phung phí sức lực như thế. Cho nên chút chuyện này cũng phải phân định rõ ràng. Hy vọng đồng chí Diệp Phàm sẽ nhớ rõ điều này. Bộ trưởng thôi cảm thấy uy phong của mình chưa từng bị đem ra để khiêu chiến như thế nên nghiêm mặt lại có ý nhắc nhở Diệp Phàm không nghe lời, dám khiêu chiến với cấp dưới của ông ta. Trần Bạch Hậu tôi tài mọn, học vấn nông cạn, không dạy được học sinh này. Trần Bạch Hậu cũng khá phẫn nộ với Diệp Phàm, ông ta lạnh lùng đáp lại một câu. Lĩnh ngộ, các ông nói chơi đó hả? Khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phàm đúng là hơi kém nên 28 tuổi rồi mới làm đến chức bí thư thành ủy Đồng Lĩnh. Ha ha, có lẽ lúc bằng tuổi của Diệp Phàm, bộ trưởng thôi đã là quan chức cao cấp của tỉnh rồi. Thật đáng tiếc đồng chí Diệp Phàm ạ, đồng chí mà có năng lực lĩnh ngộ như bộ trưởng thôi. Có được trí tuệ như bộ trưởng thôi thì không chừng bây giờ anh đã ngồi vào cái ghế của bộ trưởng luôn rồi ý chứ. Thiên Thông lắc lắc đầu rồi nói ra một tràng.
Khuôn mặt của bộ trưởng Thôi hơi đỏ lên, ông ta lại định mở miệng nói tiếp. Khâu Hoa thấy tình hình không ổn lắm. Nếu cứ để cho hai người bọn họ tiếp tục rằng co như vậy thì không hiểu sẽ xảy ra việc lộn xộn nào nữa. Cũng phải nhớ rằng, Thiên Thông đã đủ quái rồi, giờ lại thêm cái tính nóng nảy của Diệp Phàm nữa thì có bộ nào chịu cho được sức ép của hai con người này. Đến lúc đó người có muốn dừng lại cũng không được, chính là bộ trưởng Thôi và Trịnh Thượng Minh. Đến lúc đó, tình thế cứ phát triển theo chiều hướng ấy thì người làm nhiệm vụ điều đỉnh như ông ta cũng không có cách nào giải quyết. Vì thế chủ nhiệm Khâu vội cướp lời bộ trưởng Thôi nói ngay. Tôi thấy cái vấn đề lĩnh ngộ nên để dành sau này rảnh rỗi thì cùng giao lưu trao đổi. Còn hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về vấn đề nhập học của sinh viên Tuyết Hồng thôi. Hy vọng các đồng chí sẽ không đưa vấn đề đi quá xa. Như vậy là lãng phí thời gian rồi. Tôi muốn hỏi chủ nhiệm Khâu, việc đồng chí Thiên Thông đánh người là sự thật, vậy việc này cần giải quyết thế nào? Trịnh Thượng Minh bắt đầu bình tĩnh trở lại, tình thế khi nãy có lợi cho ông ta. Bộ trưởng Thôi và hiệu trưởng Trần Bạch Hầu dĩ nhiên là một phe, còn chủ nhiệm Khâu, Diệp Phàm và Thiên Thông cũng là một phe đối nghịch lại. Nếu đem hai phe so sánh với nhau, Trịnh Thượng Minh thấy thực lực bên ông ta lớn hơn, toàn là cán bộ cấp bộ cả. Còn bên Diệp Phàm chỉ có chủ nhiệm Khâu, nhẽ nào họ còn muốn đôi co với cán bộ cấp bộ. Vì thế ông ta đã lấy lại tinh thần, quyết định phải bắt chẹt được Thiên Thông, áp đảo Diệp Phàm, lấy lại thể diện cho mình. Đồng chí Thượng Minh, đồng chí có thể nêu ra suy nghĩ của mình trước không? Chủ nhiệm Khâu hỏi, việc này thực sự rất khó giải quyết, nếu xử lý nhẹ, Trịnh Thượng Minh sẽ không chịu, còn nếu xử lý nghiêm khắc thì lại không ra tay được. Thật là khiến cho ông ta tức giận, dù gì người ta cũng thuộc bên nhà họ Tuyết, lại còn an ninh bên nhà Đường chủ tịch, ai sẽ đảm đương đây? Hơn nữa tình hình của tổ A gần đây không tốt, thiếu nhiều thành viên. Nếu như đến việc an ninh là không đảm bảo được 100% thì chắc chắn cái đầu của Khâu Hoa sẽ đi tong. Và lại xử lý Thiên Thông chắc chắn sẽ khiến Diệp Phàm tức giận. Hai cao thủ mà liên kết với nhau thì đến cả tổng quản số 1 của đại nội là đồng chí Điền Giang cũng phải đau đầu. Đến lúc đó nhất định sẽ kinh động đến cả cung Khai Hà, rồi cả mấy bạn bè thân thiết của Diệp Phàm ở cục cảnh vệ trung ương như đồng chí Lang Phá Thiên đều nói ra nói vào thì cái vị trí của Khâu Hoa có lẽ sẽ không vững. Không thể xử lý Thiên Thông nặng được, cùng lắm là phê bình, giáo huấn một chút là được rồi. Chủ nhiệm Khâu, tôi vẫn giữ ý kiến ban nãy đã nói. Có thể không báo cảnh sát nhưng lãnh đạo các ông cũng cần thể hiện thái độ rõ ràng, có đúng vậy không? Trịnh Thượng Minh lại nói lại ý ban nãy. Đồng chí Thiên Thông đánh người là không đúng, chúng tôi sẽ nghiêm khắc phê bình giáo huấn lại đồng chí ấy để đồng chí ấy nhận lỗi với ông ấy. Các tổn thất mà ông phải gánh chịu, đồng chí Thiên Thông sẽ có trách nhiệm bồi thường. Chủ nhiệm Khâu nghiêm mặt đáp lại. Tuyệt đối không được, tôi vẫn kiên quyết ý kiến khi nãy. Nếu như một người đã phạm tội mà còn làm việc ở văn phòng trung ương thì không biết sẽ còn làm những trò gì nữa. Người như vậy có tư cách gì để làm một đảng viên? Trịnh Thượng Minh nói. Tất nhiên ông ta không hài lòng với việc xử lý nhẹ của chủ nhiệm Khâu rồi. Bộ trưởng Thôi cũng thấy xử lý như vậy chẳng khác nào một trò đùa. Chỉ có điều BB trưởng Thôi tạm thời còn chưa lên tiếng. Cần chứng cứ có đúng không? Không ngờ Thiên Thông đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Anh nói vậy là có ý gì? Trịnh Thượng Minh cũng lạnh lùng hỏi lại. Vậy được, đây chính là chứng cứ. Mời các vị lãnh đạo nghe. Thiên Thông tức giận từ trong chiếc cặp ra một chiếc máy ghi âm nhỏ rồi ấn nút. Anh ta chẳng thèm để ý đến người khác mà cho máy chạy luôn. Băng ghi âm vang lên cuộc nói chuyện giữa Trịnh Thượng Minh và hiệu trưởng Trần Bạch Hầu. Tất nhiên là ông ta ngầm yêu cần hiệu trưởng Trần tuyệt đối không được để Tuyết Hồng đi học. Việc trao đổi về hai dự án cũng được hé lộ trong đoạn hội thoại, sau cùng đã cấp thêm 100 triệu nữa. Anh đã làm giả. Trịnh Thượng Minh tím nhắt mặt mày, lớn tiếng quát, Trần Bạch Hầu ở bên cạnh cũng chẳng khác là bao, chỉ có điều ông ta xấu hổ không dám lên tiếng, chỉ biết cúi mặt xuống. Giả ừ, hay là mời công an đến kiểm tra một chút vậy? Thiên Thông lạnh lùng đáp trả. Các vị lãnh đạo, tôi xin được báo cáo, Trịnh Thượng Minh tôi dù gì cũng là một cán bộ cấp cao. Thiên Thông có tư cách gì mà thâu trộm cuộc nói chuyện của tôi? Đây là một hành vi coi thường cán bộ cao cấp của đảng. Đây là một việc làm vi phạm pháp luật. Trịnh Thượng Minh vội liều chuyển hướng đề tài nhưng có lẽ ông ta đã mất bình tĩnh quá. Nói những lời đó ra chẳng phải đã chứng minh đoạn thu âm của Thiên Thông là thật rồi sao?
tuy đó là một cách làm phạm pháp nhưng có giá trị xác thực. Đồng chí Thượng Minh, nội dung đoạn ghi âm là sự thật sao? Thái độ Khâu Hoa thay đổi hẳn, ông ta nghiêm nghị hỏi. Các ông đang phạm tội với lãnh đạo cao cấp của đảng. Trịnh Thượng Minh vẫn vòng vo câu ấy. Chuyện nào đi chuyện ấy, chúng ta không nói chuyện đó trước. Đồng chí Thượng Minh, đồng chí hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Khâu Hoa chau mày lại, thái độ và ngôn từ càng nghiêm nghị hơn, đến cả cái họ ông ta là Trịnh cũng nói ra thì đó ắt là một việc vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhiệm Khâu sẽ xử lý công bằng. Bộ trưởng Khâu trầm ngâm ngồi đó, không lên tiếng. Việc này đã rõ ràng, nội dung băng ghi âm chắc chắn là thật. Việc thương lượng tiền nong đã bị phơi bày ra một cách trắng trợn, bộ trưởng thôi cũng mất mặt lây. Trịnh Thượng Minh tối sầm mặt lại, trả lời đùng. Ông ta cúi gằm mặt xuống. Giống như một bà lão đã chết. Hiệu trưởng Trần, nội dung đoạn ghi âm này có phải là sự thật không? Khâu Hoa lại ngoảnh sang chăm chú nhìn Trần Bạch Hầu. Đúng, đó là sự thật. Trần Bạch Hầu tím tái mặt mày, gật gật đầu rồi nói tiếp. Chủ nhiệm Khâu, tôi thực sự không còn cách nào khác. Trứng không chọi lại với đá được, các ông là lãnh đạo cũng đều hiểu. Dự án xây dựng mấy trăm triệu của Đại học Bắc Kinh có liên quan đến cơ sở hạ tầng cứng của nhà trường. Việc này không trì hoãn được. Sau đó đột nhiên hiệu trưởng Trần lại thay đổi thái độ đột ngột với Thiên Thông. Ông ta nói với vẻ mặt rất hổ thẹn. Xin lỗi, chuyện này phía trường chúng tôi đã xử lý không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ về triệu tập hội đồng đảng ủy nhà trường gấp. Em Tuyết Hồng có thể quay trở lại trường để học tập. Nhà trường cũng sẽ tiến hành các buổi học bù phụ đạo thêm cho em. Vậy có cần báo cảnh sát nữa không? Khâu Hoa lạnh lùng nhìn Trịnh Thượng Minh. Việc này, tôi xin hoàn toàn nghe theo chỉ thị của chủ nhiệm Khâu ạ. Trịnh Thượng Minh cúi rụp đầu xuống, hoàn toàn chịu thua. Đồng chí Thiên Thông, đồng chí làm như vậy là không đúng. Đồng chí Thượng Minh nói đúng. Việc làm của đồng chí là một việc làm phạm pháp. Hôm nay tôi nghiêm khắc phê bình đồng chí tại đây. Nếu sau này còn dám tái diễn tôi chắc chắn sẽ xử lý nặng. Chủ nhiệm Khâu cũng nghiêm túc nhắc nhở Thiên Thông, tất nhiên là để giữ lại chút thể diện cho bộ trưởng thôi, Trịnh Thượng Minh và mấy người kia. Tôi rõ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy, không còn cách nào khác. Thiên Thông nói, anh ta đang thầm chửi Diệp Phàm. Việc Diệp Phàm lại để cho anh ta mang tiếng xấu, lần này thì tiếng xấu đến tận nhà rồi. Mà Diệp Phàm lại còn như không có liên quan gì tới chuyện này, vẫn đứng nghiêm chỉnh ở bên kia. Chuyện ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là cán bộ cấp cao của đảng, không phải là đang giỡn trò trẻ con. Thiên Thông đánh người là không đúng, vì vậy đồng chí Thiên Thông sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người chịu thương, chẳng hạn như phí thuốc thanh, điều trị. Về việc để em Tuyết Hồng vào học, đồng chí Thượng Minh cũng làm không đúng. Tôi hy vọng bộ trưởng thôi sẽ nghiêm khắc phê bình những người có liên quan. Một cô gái nghèo từ nông thôn lên đây, học đại học đã là một điều không dễ dàng gì. Chúng ta là đảng viên, là cán bộ cao cấp, lúc nào trong lòng cũng phải nghĩ đến nhân dân. Không được bỏ qua họ, phải trở thành bầu trời xanh để họ ủng hộ nền Cộng Hòa. Việc này giải quyết như vậy đi, còn đoạn ghi âm gì đó thì không cần thiết nữa. Đoạn ghi âm này và các tài liệu liên quan sẽ hủy ngay tại đây. Sau này không ai được phép lôi chuyện này ra nữa, nếu không Khâu Hoa tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để nghiêm trị. Cuối cùng chủ nhiệm Khâu cũng đưa ra biện pháp giải quyết. Ông ta nhìn bộ trưởng thôi rồi hỏi. Bộ trưởng thôi, ông thấy thế nào? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Khâu. Thiên Thông đánh người là sai, nhưng đồng chí Thượng Minh cũng đã làm không thỏa đáng. Về việc này, tôi hy vọng hai đồng chí sẽ về tự suy ngẫm, kiểm điểm lại các hành vi của bản thân. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, việc học tập của sinh viên Tuyết Hồng cũng không được quên. Đồng chí Bạch Hầu, đồng chí lập tức giải quyết việc này cho tốt. Các buổi học em Tuyết Hồng không tham gia được, bên phía trường Đại học Bắc Kinh sẽ phải sắp xếp vài giáo viên để lên lớp bổ sung phụ đạo cho em ấy. Có người nói chúng ta quan lai hê, đúng vậy, có một số đồng chí còn có ý kiến khác về việc này. Nhưng những ý kiến đó đều không ổn. Đúng như chủ nhiệm Khâu đã nói. Chúng ta là đảng viên, lúc nào cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Bộ trưởng thôi nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi sẽ lập tức về giải quyết ngay. Tôi sẽ sắp xếp các giáo sư giỏi để lên lớp phụ đạo cho em Tuyết Hồng. Hơn nữa chỉ cần em ấy có yêu cầu gì,
chỉ cần trong phạm vi khả năng của chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Hiệu trưởng Trần cũng thể hiện ngay thái độ của mình. Chương 2295, cậu quá ôi thiêu rồi. Ra ngoài, Thiên Thông một quyền đâm qua, hét lớn. Cậu quá ôi thiêu rồi. Ôi thiêu, có ý gì vậy, chúng tôi không hiểu. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Việc ấy, thiết bị nghe trộm ở lưng rõ ràng là cậu cho tôi. Buồn cười, tiếng xấu này tôi lại bị chết oan. Cậu phải bồi thường cái gì đó, nếu không thì không được. Thiên Thông hét lên. Tuyết Hồng cũng mang tiếng xấu khác gì anh. Còn đòi bồi thường, anh phải bồi thường cho tôi mới đúng. Hôm nay đắc tội với nhiều người rồi. Mẹ nó chứ, hôm nay thật không may. Nếu anh không đánh Tiểu Trịnh, thì hôm nay chúng ta chỉ với hộp băng này phải nhường Trịnh Thượng Minh ghi tội trong đảng, đáng tiếc. Diệp Phàm nói. Nói như khỉ, những thứ đó lôi ra thì có tác dụng chó gì. Không nói nữa, đồ thái dám chết bầm, chúng ta đùa vui một chút để đồng chí Tiểu Thiên hả giận nếu không cậu cũng biết, tức giận lâu đến lúc bùng phát ra Tiểu Thiên đập vỡ cái gì của Hồng Diệp bảo đừng trách tôi. Ví dụ như, chiếc giường giả giường rồng trong phòng khách của cậu kia, còn sư tử đồng, các loại đồ cổ. Thiên Thông không ngờ ăn vạ, muốn bắt Diệp Phàm để chút giận. Vâng, Tiểu Thiên, Diệp Phàm tôi cảnh báo nghiêm túc anh. Anh dám động vào một cọng cây của Hồng Diệp bảo, thì lập tức răng của anh rơi đầy đất. Diệp Phàm hung hăng quát lớn. Hơn nữa, vẻ mặt cười cười, tất nhiên là hiện giờ đã nắm chắc mình đột phá đến thập đẳng. Mà Tiểu Thiên đang né trách sự phiền phức của Tuyết Hồng nên trong khoảng thời gian này cũng chưa xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Cho nên, y hiện giờ không biết Diệp Phàm đã là cao thủ thập đẳng đỉnh vị. Đây đương nhiên là Diệp Phàm cố ý, mục đích là gì không thể cho ai biết không biết có phải muốn cho ai đó thành đầu heo không. Ừ, cậu ăn tim gấu gan báo rồi có phải không? Ngay lập tức đi, đi một chút đến bờ Hàn Đàm thử xem. Thiên Thông thiếu chút nữa tức giận đến bẹp mũi. Đánh chết y cũng không thể tin mới trong mấy tháng mà Diệp Phàm có thể tăng cảnh giới gì đó, cho nên, kéo Diệp Phàm đi đánh nhau. Lái xe, Vương Triều đến Hàn Cực Tự. Diệp Phàm cố ý nói, tuy nhiên, giả vờ làm động tác chui vào xe rồi rụt cổ nói. Tiểu Thiên là đánh thật hay là đánh giả? Muốn chơi thì chơi thật, giả vờ dám gì? Tiểu Thiên thật sự cao ngạo, trong lòng Vương Triều thầm cười trộm, trong lòng tự nhủ, Tiểu Thiên anh mới cửu đẳng đỉnh vị. Coi như gặp phải tiểu nhân rồi, có chuyện hay để coi rồi ha ha ha. Không lâu đã đến rừng cây phía bên trái Hàn Lâm Tự. Đến đây đi, đồng chí Tiểu Diệp cửu đẳng bậc 3 mặc dù Diệp Phàm cậu chó ngáp phải ruồi, đột phá lên cửu đẳng đỉnh giai thì tôi cũng phải nhắc nhở cậu gừng càng già càng cay. Bố đây là đã lớn, đã mò đến cảnh cửa thập đẳng, có thể nói ngay cả Phí Thanh Sơn đến cũng không chắc có thể chiến thắng Tiểu Thiên tôi. Đến lúc đó có thành đầu heo rơi răng đầy đất cũng đừng trách Tiểu Thiên tôi không nói trước. Hơn nữa, tôi cho cậu 10 chiêu trước, đến đi. Nếu như cậu thua thì chúng ta cược 200.000. Nghe nói cậu là người có tiền, chút tiền đó với cậu không coi vào đâu, cho dù là có thì cũng là thêm chút lòng tốt cứu tế người nghèo. Ha ha, hết tiền tiêu xài không kiếm đâu được. Bao giờ rồi mà anh còn nói chuyện ngày xưa? Diệp Phàm nhìn hắn một cái giọng châm chọc. Ý gì? Vẻ mặt Thiên Thông không hiểu. Anh Diệp nói là 200.000 quá ít, phải thêm. Đến lúc đó bất kể trong hai người ai thắng tôi là người làm chứng phải có chút phí có phải không? Không cần nhiều lắm, 20% là được. Vương Triều đứng bên đắc chí cười nói. Cậu không phải là đi cướp ngân hàng chứ, tôi vất vả mới kiếm được một chút cậu đã muốn hai phần, cút sang một bên đi. Tiểu Thiên mắt một tiếng quay đầu nhìn Diệp Phàm cười khan nói. Ý của cậu là thêm vào. Trong lúc này có người đưa tiền Tiểu Thiên tôi sẽ không từ chối. Ai cũng thích tiền, tuy nhiên, thêm nhiều hay ít. Anh cứ nói. Diệp Phàm tươi cười nhìn chằm chằm Thiên Thông, nháy mắt với Vương Triều, nói. Ghi âm lời cược của hai chúng tôi vào, vừa lúc tôi có máy ghi âm, để đến lúc đó có người quỵt nợ thì chúng ta thiệt thòi lớn. Còn phần của cậu thì không thành vấn đề. Nếu tôi thắng, cho cậu một nửa. Coi như là cậu là cổ động viên. Yes. Vương Triều chào theo tiêu chuẩn cảnh sát, lập tức trong lòng nở hoa. Như thế này thì sao? Thiên Thông không để ý đến những lời Diệp Phàm vừa nói, giơ tay ra. 50 triệu. Diệp Phàm cố ý nói. Thiên Thông không khỏi hơi hơi giật miệng nói. 50 triệu thì miễn, đều là anh em,
lấy nhiều quá tôi cũng áy náy, chỉ 10 triệu thì thế nào? Thiên Thông nói những lời này còn cắn môi, có lẽ cảm thấy là hơi quá, có vẻ như không đành lòng lấy nhiều tiền của Diệp Phàm như vậy. Thủ tục đã xong. Diệp Phàm quát lớn, một quyền đi qua. Thiên Thông cũng không nói hai lời, một cước đá vào nắm tay Diệp Phàm. Bụp một tiếng, Diệp Phàm lui ba bước, trái lại Thiên Thông không hề nhúc nhích. Ôi, lấy được mười mấy triệu thật ngại quá rồi. Vốn tưởng chó ngáp phải ruồi, đạt đến cửu đẳng đỉnh giai, ai ngờ mấy tháng rồi cậu vẫn không có chút tiến bộ. Tiếp tiếp, cậu tiếp tục công kích đi, còn 9 cơ hội nữa, tôi chỉ chống cự tuyệt đối không đánh trả. Thiên Thông thở dài, trong lòng y sớm mừng thầm rồi. Đầu năm có tiền tâm trạng rất thích thú. Vậy đi, quyền thứ hai đến. Diệp Phàm kéo dài gọng, chỉ thấy hai tay hắn quơ lung tung trên không trung, giống như đang luyện thái cực quyền rất nhanh. Tiểu Thiên vừa thấy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, y rõ ràng đang đứng tại chỗ chờ Diệp Phàm dùng thủ đoạn bịp bợm đùa giỡn xong mời dùng lực. Ước chừng một phút sau, trán Diệp Phàm cũng đã đổ mồ hôi, hắn thầm kêu khổ. Mẹ kiếp, thủy công của đại sư quả thật là hao phí kinh lực. Mới dùng một chút mánh lới không ngờ đã đổ mồ hôi, cũng không biết có làm ra bóng nước để rửa não Tiểu Thiên hay không. Lúc trong mơ hình như có nghe sư phụ nói thủy công có thể trị thiên hạ, mà làm bóng nước đã khó khăn thế thật phiền toái. Đúng lúc này, Vương Triều đứng cách đó hơn 100 mét trợn tròn mắt, bởi vì y cảm thấy một lương khí truyền đến. Y sờ sờ tóc, lập tức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, không khỏi nhìn lên trời, thầm nói, quái, đang nắng sao trời lại có mưa, hình như không có dấu hiệu của trời mưa, chỉ là mưa bụi. Vương Triều cảm thấy một chút mưa bụi. Ngay cả Thiên Thông cũng cảm có chút tò mò nhìn trời, có lẽ trong lòng đang buồn bực không hiểu sao quanh mình nước càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, càng lâu, Thiên Thông nhìn bàn tay một chút, rõ ràng cảm thấy tay ướt ướt. Y cẩn thận quan sát một hồi, nhìn bàn tay trên không trung của Diệp Phàm, y thoáng suy nghĩ, vẻ mặt lập tức có chút thay đổi. Bởi vì hơi nước quanh người y đều bị hai tay của Diệp Phàm tạo thành một quả cầu lớn. Đương nhiên nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ là cảm giác. Không lâu, mắt thường có thể nhìn thấy, quả nhiên xuất hiện một quả bóng nước lớn hơn quả tạ, đang được nhào lộn trong tay Diệp Phàm, xoay xoay giống như Diệp Phàm đang nghịch bóng. Xuất hiện. Diệp Phàm đẩy mạnh hai tay ra ngoài, bóng nước kia giống như quả đạn pháo bắn về phía Thiên Thông. Tuy nhiên, tốc độ không nhanh. Nếu Thiên Thông muốn tránh thì vẫn có thể tránh, chẳng qua là Diệp Phàm bản lĩnh của Diệp Phàm còn thấp, hơn nữa thời gian luyện tập không đủ dài, chỉ có thể làm được như vậy. Đương nhiên Thiên Thông cung không tránh, y tránh có thể thua, cho nên vẫn bình tĩnh muốn xem bóng nước này có thể có uy lực như thế nào. Tuy nhiên, Thiên Thông thận trọng hơn nhiều, ngưng tụ khí lực trên tay, nhằm bóng nước đập đến. Cách Thiên Thông 5 mét, bóng nước gặp trưởng lực của Thiên Thông nổ tung. Dầm một tiếng vang lên nặng nề. Những giọt nước nổ tung uy lực cũng khá kinh người, tiếng bắn của nó cũng có thể biết. Vương Triều tận mắt thấy Thiên Thông bị lực nổ của bóng nước làm bắn xa hơn 10 mét. Mà những giọt nước rất nhỏ nhưng Vương Triều đứng cách xa hơn 100 mét cũng cảm thấy đau khi nó bắn lên người. Y cảm thấy giống như bị thủy tinh đâm vào người, vội vàng lui về sau hơn 10 mét, sợ hãi nhìn Diệp Phàm vẻ mặt cũng đang đầy kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, đây là bí thuật gì, không ngờ có thể làm ra bóng nước như vậy. Bóng nước này không thua gì lựu đạn. 10 giây sau. Vương Triều mới dám chạy đến chỗ Thiên Thông, phát hiện y có chút thảm, bởi vì mặt đất là bị bóng nước vỡ ra bắn xuống tạo thành cái hố to. Thiên Thông bị rơi cả người xuống đó giống như bị chôn sống. Đồ thái dám chết bàm làm gì thế này? Thiên Thông xoay người, cả người toàn bùn lầy, mặt cũng đầy bùn đất. Ha ha, đồng chí Tiểu Thiên, có muốn thử bóng nước của tôi lần nữa không? Diệp Phàm cười cười, nhìn Thiên Thông vẻ mặt đắc ý. Thật ra uy lực của thủy công Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, không thể tưởng tượng được thử một chút lại có hiệu quả như thế. Không thể không làm hắn khâm phục sự lợi hại của thủy công. Đương nhiên, càng làm cho hắn thêm quyết tâm luyện thành thủy công này. Hơn nữa, Diệp Phàm tin rằng thủy công còn có nhiều tác dụng hơn nữa. Cái dám à, không chơi. Bố không muốn trở thành đầu heo. Thiên Thông lau mặt một cái, ngẫm nghĩ một chút đột nhiên trợn mắt chỉ vào Diệp Phàm. Cậu chẳng lẽ đã đột phá thập đẳng? Không thể nào, làm sao có thể, không có khả năng, không có khả năng. Chương 2296, đồng chí Tiểu Thiên thật thê thảm. Thiên Thông giống như một người điên,
vừa lắc đầu vừa gật đầu. Anh mới biết, rất xin lỗi, Tiểu Thiên tin tức của anh cũng không được nhanh nhạy. Tuyết Hồng đã biết từ trước rồi, Tiểu Thiên, xã hội hiện đại là xã hội tin tức, anh lại là người lạc hậu, phải chú ý đến tin tức nhiều hơn. Nếu không lạc hậu sẽ bị đánh, ha ha. Vương Triều đứng bên cạnh đắc ý cười nói, có thể nhìn thấy Tiểu Thiên xui xẻo, Tê đương nhiên cảm thấy thoải mái. Tin tức cái con khỉ, các cậu kết phường lừa tôi. Lần tỉ thí này không tính toán gì hết. Tiểu Thiên lập tức nghĩ đến một vấn đề quan trọng, tất nhiên là 10 triệu cá cược kia. Cho đồng chí Tiểu Thiên nghe ghi âm, nếu còn không giữ lời hứa, chúng ta đem băng ghi âm này đến nhà họ Tuyết để Tuyết Hồng nghe một chút. Nhà họ Tuyết là một gia tộc lớn, chẳng lẽ còn quỵt nợ? Diệp Phàm nói. Cậu! Mặt Tiểu Thiên lập tức sầm lại, chỉ vào Diệp Phàm rồi buông tay xuống, thật lâu sau mới thở dài, có chút đáng thương nói. Diệp Phàm 10 triệu này tôi thật sự không có. Trong túi Tiểu Thiên tôi chỉ trống không, mẹ cho mấy chục triệu đã tiêu hết, nhà họ Tuyết cũng không có tài sản gì, toàn bộ sống bằng tiền dành dụm, thật ra cũng không còn nhiều như trước rồi. 10 triệu này thật sự là tôi không có. Không liên quan, trước tiên anh viết giấy nợ đã. Sau này gặp chuyện gì tôi sẽ nói với anh lập tức phải đưa trả. Diệp Phàm tôi từ trước đến giờ đại lượng, mỗi lần phí dịch vụ tuyệt đối không dưới 2 triệu. Như vậy đi. Nhìn bộ dạng nghèo kết của cậu, tôi ứng trước cho cậu thêm 2 triệu. Cầm, không có tiền thì tìm anh đây là được. Về phần đột phá thập đẳng của cậu, chỉ cần có thể nghĩ cách tôi sẽ nghĩ cách. Diệp Phàm nói rất đường hoàng, thật ra chiếm một tay đấm không công rồi. Chính là viên thuốc của cậu kia, nghe nói có thể giúp người ta đột phá công lực. Có lẽ tôi có 3 viên chất lượng tốt uống vào có thể thành. Nếu không tôi đã thử nhiều lần vẫn kém một mồi lửa. Thiên Thông nói, hai mắt sáng lên, có thể đột phá thập đẳng đương nhiên là mơ ước của Thiên Thông, còn tiền thì là vấn đề tiếp theo. Ở bên trong, lần sau có rảnh tôi sẽ nói quan tâm đến anh, chúng ta cùng tìm xem, không chừng có thể có thu hoạch. Diệp Phàm nói, Thiên Thông cũng không từ chối, việc này liên quan đến mình, cũng thoải mái gật đầu. Đúng lúc này, phương trưởng của Hàn Lâm tự gọi điện thoại đến, nói. Chủ nhiệm Diệp, gặp chuyện phiền toái rồi. Chuyện gì, đừng vội cứ từ từ nói. Diệp Phàm nói. Có người thanh niên dám bước vào Hàn Đàm, tôi ngăn không được. Y đánh bị thương 7-8 người của chúng tôi. Đại sư Thiên Ý nói. Tôi đang ở ngay phái sau, lập tức đến ngay. Diệp Phàm có chút căm tức, bởi vì Hàn Đàm này được Đại sư Thiên Ý cho phép một năm nay đã trở thành sân của riêng hắn, không ngờ lại có người đến quấy rối cho nên hắn nắm chặt tay rồi 3 người đi thẳng đến Hàn Đàm. Tình hình thật đúng là náo nhiệt, đám hòa thượng của Hàn Lâm tự còn lấy chối, quốc bổng linh tinh vây quanh một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi. Tuy nhiên Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát một hồi, phát hiện người trẻ tuổi này tuy quyền đấm cước đá đấy, một quyền có thể làm cho một hòa thượng ngã không dậy nổi nhưng cũng không nặng tay. Xem ra, đánh người vẫn có chừng mực. Ha ha ha, đánh nhau cũng thú vị tôi cũng đánh. Thiên Thông vừa thấy cười hì hì vọt vào phút chốc đã đến bên cạnh người thanh niên kia, chộp lấy tay người thanh niên này. Tuy nhiên, làm cho Thiên Thông khá xấu hổ chính là không ngờ không bắt được tay của người thanh niên kia. Cậu nhóc, tránh rất nhanh. Thiên Thông hiển nhiên tức giận, bổ nhào về phía trước, quét một chân đạp tới. Lần này binh một tiếng, người thanh niên trẻ tuổi kia ngã vào đám hòa thượng, những người này phải là người lương thiện, cầm lấy côn bổng tiến lên. Ngừng lại. Diệp Phàm thi triển hóa âm mê thuật hừ lạnh một tiếng, mấy hòa thượng lập tức cảm thấy trong lòng giống như bị châm đâm, run tay rơi hết công bổng và những thứ đang cầm trong tay. Bản lĩnh của Diệp Phàm càng tăng lên thì hóa âm mê thuật dùng toàn lực thi triển ra hoàn toàn có thể làm tổn thương người bình thường. Diệp Phàm nhìn Vương Triều một cái, Vương Triều bước đến đỡ người thanh niên dậy đưa vào trong Hàn Lâm tự. Các hòa thượng dưới sự chỉ huy của Đại sư Thiên Ý cũng giải tán. Cậu tên gì, vì sao nhất định phải vào nhà băng? Diệp Phàm ngồi trên ghế nhựa hỏi. Vì thường xuyên đến luyện công cho nên Tuyết Hồng đưa mấy cái ghế và bàn trà cùng với ô che nắng và tủ lạnh đến đây đặt ở cạnh Hàn Đàm. Bình thường luyện công mệt mỏi có thể nằm trên ghế nghỉ ngơi cảm giác như ông chủ. Bên cạnh Hàn Đàm có một ngôi chùa nhỏ, gọi là nhà băng. Hừ, tại sao tôi phải nói cho các anh biết? Người thanh niên kia giọng còn khá cứng rắn lạnh như băng nhìn Diệp Phàm hừ nói. Cậu nhóc khá lì nhỉ, như thế này rồi mà còn mạnh miệng,
tin hay không Vương Triều tôi sẽ xé rách miệng cậu. Vương Triều hừ nói. Hừ. Người thanh niên hừ một tiếng không nói gì. Cậu họ Chu có phải không? Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi. Người thanh niên lập tức kinh tỏ ra kinh ngạc, hỏi. Sao anh biết được? Có biết cái này không? Bàn tay Diệp Phàm nhẹ nhàng chà nhẹ lên bàn một cái, một dấu hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Đương nhiên, dấu vân tay này Thiên Thông cũng có thể làm được. Tuy nhiên, người thanh niên họ Chu kia sau khi nhìn thấy Diệp Phàm làm thế kích động hét lớn. Cha, cuối cùng con đã tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được rồi. Thiên Thông và Vương Triều nghe thấy thế không hiểu ra sao cả, chỉ có Diệp Phàm là hiểu rõ nhất. Có lẽ người này chính là Chu Đình Hậu mà Thiền Sư Bảo Trí từng nhặt được. Bởi vì trường lực này không giống như bình thường. Đây là Diệp Phàm dùng thiết thủ công của Bảo Trí Thiền Sư tạo ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong lòng bàn tay có Phật tượng. Hơn nữa, màu của tượng Phật hiện ra không giống nhau tùy vào bản lĩnh cao thấp của người tạo ra nó. Đương nhiên, chỉ một đệ tử của Bảo Trí Thiền Sư có thể nhận ra. Người ngoài không nhìn ra điều này. Diệp Phàm vừa rồi tùy tay nhấn một cái, chỉ dùng 5 phần kinh lực, nhưng trong mắt người thanh niên họ Chu đã rất đáng kinh ngạc rồi. Bởi vì với tượng Phật này thì người thanh niên này ít nhất có bát đẳng thực lực, bởi vì tượng Phật này hiện màu đỏ nhạt. Bang! Không thể tưởng được người thanh niên đột nhiên quỳ xuống trước Diệp Phàm. Thiên Thông và Vương Triều đứng bên cạnh cũng không ngăn, hai người cùng nhìn trò vui, hơn nữa cũng rất thích thú. Chu Đồng xin chào đại sư. Chu Đồng hai tay ôm quyền, rất cung kính nói, hơn nữa không ngờ rơi nước mắt. Có lẽ là quá xúc động rồi. Hắn, đại sư, chó má. Thiên Thông chỉ vào Diệp Phàm châm chọc nói. Đồ con nít, nếu cậu còn dám nói như vậy tôi sẽ liều mình với cậu. Không thể tưởng tượng được người thanh niên trẻ tuổi kia nhìn Thiên Thông hét lên, giọng lạnh như băng. Bởi vì không biết tên Thiên Thông nên gọi là đồ con nít. Cậu. Liều mình với tôi. Thiên Thông thiếu chút nữa cười thành tiếng, nháy mắt với Diệp Phàm. Tôi lắm, Chu Đông, cậu đánh không lại y, liều mình thì miễn đi, người này hay thích nói đùa, cậu nói xem tại sao đến đây. Nhìn cậu có phải gặp vấn đề khó khăn gì không? Nói tôi nghe một chút, dù sao chúng ta có duyên. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cụ tôi Chu Đình do đại sư nuôi dưỡng, đến thế hệ chúng tôi đã mấy chục đời rồi. Người trong nhà luôn tìm dấu vết của đại sư, chỉ có điều hơn 1.000 năm trôi qua không tìm được. Đến năm ngoái người trong nhà mới phát hiện có chút dấu vết, biết đại sư có ở lại đây một thời gian ngắn. Cho nên, tôi liền tìm đến đây. Đương nhiên, chuyện đã qua hơn 1.000 năm rồi, mặc dù đại sư có ở đây có lẽ cũng đã qua đời. Người trong nhà chỉ muốn tìm một chút dấu vết ví dụ như xá lợi gì đó mang về nhà. Dù sao... Đại sư cũng là người có công nuôi dưỡng tổ tiên nhà họ Chu. Ân nghĩa này nhà họ Chu không dám quên, trong nhà là muốn tìm kiếm gì đó của đại sư. Chu Đông nói, những việc này chỉ có Diệp Phàm hiểu, đại sư mà y nói là chỉ Thiền Sư Bảo Trí rồi Thiên Thông cùng Vương Triều đương nhiên không biết vì sao. Thấy Diệp Phàm không giải thích Vương Triều cũng không dám hỏi. Thiên Thông không nhịn được hỏi, đại sư cái gì đó, đại sư ở đâu? Thật là nói không rõ ràng tôi không hiểu. Liên quan gì đến cậu, ngồi đó nghỉ đi. Diệp Phàm khoát tay nói, Thiên Thông hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phàm một xí cái. Thấy Diệp Phàm hình như còn nắm tay, Thiên Thông đành phải buồn bực rụt cổ không lên tiếng. Việc này rõ ràng là Diệp Phàm lấy nắm tay đè người. Hiện giờ Tiểu Thiên biết Diệp Phàm đã đạt đến thập đẳng, đánh nhau chỉ gặp vạ tôi, Tiểu Thiên đương nhiên không ngốc mà đi làm bao cát. Tuy nhiên, Tiểu Thiên phát hiện Vương Triều có chút vui vẻ vì người khác gặp họa không khỏi trừng mắt nhìn Vương Triều hừ nói. Muốn đùa vui một chút không? Đùa bậy bạ. Vương Triều trừng mắt nhìn người này một cái tức giận nói. Ôi, đại sư đã qua đời, ông ấy đã tan hết trong hàn đàm này rồi. Cậu đã là hậu duệ của Chu Đình, tôi sẽ truyền cho cậu một ít kỹ xảo của đại sư. Việc này coi như là một chút tấm lòng nhỏ. Diệp Phàm thở dài. Đại sư! Những cái này trước kia đại sư có để lại cho người trong nhà, cũng không cần thiết. Chỉ có điều chẳng qua. Chu Đông nói vẻ mặt có chút khó coi. Nói đi, tôi biết trong nhà cậu nhất định gặp việc khó gì đó. Cậu cứ coi tôi là người trong nhà, việc gì có khả năng giúp đỡ tôi sẽ giúp. Diệp Phàm nhìn hỏi. Chương 2297, vẻ mặt thật thà. Cha tôi là Chu Đông Xuân,
Phó Bí thư Đảng ủy Châu Tự trị Tượng Hà tỉnh Ngũ Chiến. Phó Chủ tịch Khu Tự trị. Cha tôi là đảng viên lão thành, hơn nữa cần cù cả đời, chăm chỉ làm việc, ngay thẳng chính trực. Người ta thường nói ông ấy thiếu gân, người như vậy là rất khó đi đến vị trí Phó Bí thư Đảng ủy Châu. Tuy nhiên, bởi vì trước đây cha tôi gặp người giúp đỡ, vẫn đi theo người đó đến vị trí ngày hôm nay. Tuy nhiên, người này năm trước đã mất. Hơn nữa, người đi trà lạnh, người thay thế cũng không đồng ý. Nếu cha chịu nghe lời người này có lẽ thái độ của y còn khá hơn một chút. Tuy nhiên, cha vẫn giữ vững thái độ làm việc của mình. Không nói tình cảm chỉ làm việc thực, cho nên, người ta giận dữ không quan tâm đến cha tôi nữa rồi. Đã không có người giúp đỡ mà trước kia cha tôi đều công tác ở ủy ban kỷ luật, làm việc nhiều năm như vậy cũng đã có ảnh hưởng. Có lẽ có những cán bộ trước kia đã từng bị cha tôi xử lý có chút kiêng kỵ sau lưng cha, cho nên, luôn xem chừng, tạo ra tình thế đấu vòng. Bọn họ tập trung lại thành đoàn bắt đầu ra tay đối đầu của cha. Cha tôi mệt mỏi đối phó, cuối cùng ngã xuống. Hiện giờ đang bị giam trong nhà giam, bị phán 15 năm tù. Lý do tất nhiên là do bọn họ làm ra, bắt cha tôi phải chịu trách nhiệm hết mọi chuyện. Hơn nữa, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được như vu cáo, hãm hại, cấp dưới của cha tôi bị bọn họ ép từ từ cũng phản bội. Chu Đông vẻ mặt tức giận nói. Nếu đại sư có để lại kỹ xảo võ công tôi thấy bản lĩnh của cậu cũng không yếu, chí ít cũng phải có ngũ đẳng đỉnh giai thân thủ. Cha cậu và tổ tiên cũng phải có võ công có phải không? Diệp Phàm hỏi. Cha tôi không thích việc này, cho nên chỉ luyện vài chiêu giống như tập thể hình. Mà nhà tôi ba đời nay chỉ có tôi và ông nội luyện võ công. Chu Đông nói. Ông nội của cậu có lẽ bản lĩnh không thấp. Diệp Phàm cũng có chút tò mò, giật mình. Lúc trước Bảo Chí Thiền Sư chỉ truyền trên vách đá cho mình vòng công và thiết thủ công, mà những thứ này hình như sau này mới nghiên cứu ra. Vậy lúc trước có lẽ ông ấy đã để lại cho người con nuôi Chu Đình một ít bí thuật. Không chừng giúp nhà họ Chu người ta sẽ đưa thứ tốt ra. Huống chi Bảo Chí Thiền Sư cũng không yên lòng về người con nuôi này. Có nói là hy vọng người có duyên có được võ công của ông ấy có thể kiểm tra một chút, có thể quan tâm thì hy vọng quan tâm một chút. Bảo Chí Thiền Sư tuy sống cách hắn hàng nghìn năm nhưng hắn đã nhận được của ông ấy toàn bộ nội thức và hai loại võ công. Cho nên, về tình hay về lý đều phải quan tâm đến con cháu của Chu Đình. Mang ơn người ta một chút thì cả đời phải báo đáp thôi. Cũng không tệ lắm, chỉ có thân thủ thất đẳng. Sau khi điều tra ra có người cấu kết hãm hại cha tôi xong, ông nội rất tức giận, tự mình ra tay trừng trị một ổ tam độc giáo. Sau đó, không ngờ lại gặp phiền toái. Tam độc giáo đã cử ra cao thủ trực tiếp đến Châu Tượng Hà dẫn vào rừng sâu để làm hại. Ông nội mất tích, một tuần sau tôi nhận được có người báo tin đến, yêu cầu nhà tôi đem cửu hương chén để đổi ông nội tôi về. Tôi và mẹ đã bàn bạc cảm thấy mặc dù có đưa cửu hương chén cho bọn họ có lẽ vẫn không đổi được người về. Tam độc giáo hung tàn như thế nào, sợ rằng bánh bao thịt bẫy chó, có đi không có về. Huống chi, cha ông trong nhà đã dặn. Nói cửu hương chén là tín vật của đại sư giữ lại cho nhà họ Chu, không thể để mất. Cho nên, nghĩ đến chuyện một năm trước phát hiện dấu vết của đại sư tôi vội vàng đến đây, hy vọng có thể tìm được con cháu đệ tử của đại sư. Chu Đông nói, cửu hương chén có đặc điểm gì? Thiên Thông vừa nghe đến đây hứng thú, hỏi xen vào. Thật ra, đặc điểm duy nhất của chén này là có thể tự tạo ra mùi hương. Mặc dù không cần trà nhưng chén vẫn có mùi hương. Làm người uống nước cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, dường như có tác dụng dưỡng thần. Đương nhiên nếu bỏ lá trà vào thì hương vị của trà tốt hơn khi pha trong chén ngọc. Hơn nữa, kỳ thật không phải là 9 chén chỉ có 6 cái chén thêm một ấm trà cùng với một bình pha trà nhỏ. Nhưng thật ra là một bộ pha trà khá đầy đủ. Chất liệu cũng hiếm thấy đến giờ tôi cũng chưa biết được chế tạo từ cái gì. Tôi nghĩ rất nhiều có lẽ ấm trà gỗ này được tạo thành từ một loại gỗ có thể có hương thơm. Chỉ có điều loại này hiếm thấy, đương nhiên cũng rất quý. Người nhà tôi cũng rất ít khi dùng chỉ khi lãnh đạo đến nhà chơi mới mang bảo bối tốt này ra pha trà. Có lẽ công dụng của chén trà này cũng vì thế mà truyền ra ngoài. Đã từng có người ra giá 50.000 mà người trong nhà cũng không bán đi. Chu Đông nói, hàng tốt làm người ta muốn. Vương Triều không khỏi thở dài rồi hỏi. Trước kia nghe nói ngũ độc giáo, tam độc giáo rốt cuộc là cái quái gì? Ông nội cậu thất đẳng còn bị bọn họ lấy đi, những cao thủ này có lẽ là bản lĩnh sâu rồi.
Tam độc giáo thật ra là một chi nhánh của ngũ độc giáo, lúc trước nghe nói ngũ độc giáo có hai giáo chủ, sau đó hai người không hợp, một trong hai người mang mấy người sang làm lập nên tam độc giáo. Chu Đông nói, ha ha, thật là có ngũ độc giáo, đây không phải là trong sách của Kim Dung sao, hình như là do ngũ độc thần quân sáng chế. Ngũ độc là chỉ con rắn, con rết, con bộ cạp, con nhện và năm loại độc vật. Bên trong phần lớn dùng độc, ngũ độc giáo đã từng xuất hiện trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Bích Huyết Kiếm, Lộc Đỉnh Ký. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ngũ độc giáo được coi là hai môn phái lớn, nhưng ngũ độc giáo thực lực tốt hơn, chẳng lẽ trong đời thực có giáo này? Diệp Phàm không khỏi cười hỏi. Đại ca, việc này em biết nhiều hơn anh. Năm đó còn lăn lộn với nhà họ Đỗ ở Phổ Hải đã nghe đến giáo phái này. Đại khái không khác mấy so với trong chuyện của Kim Dung. Chỉ có điều trong tiểu thuyết đã thần thánh hóa ngũ độc giáo. Thật ra ngũ độc giáo cũng không lợi hại như vậy, chỉ là thích dùng côn trùng có độc thôi. Hơn nữa, những người này còn mở công ty, chuyên kinh doanh các dược liệu có liên quan đến độc dược. Huống chi, đa số đều là dùng cứu người. Thật ra nọc độc của rắn hay bọ cạp đều là một trong những nguyên liệu trong thuốc đông y của chúng ta, trị phong thấp và nhiều bệnh khác rất có hiệu quả. Hơn nữa, ngũ độc giáo dùng độc dược của họ cứu người để kiếm tiền, nhưng thật ra như cá gặp nước. Đương nhiên, ngược lại mà nói bọn họ dùng độc nên cách chế độc cũng không mất đi. Hạ độc hại người bọn họ thi thoảng vẫn có thể làm. Như nội kinh mà nói, cao thủ của bọn họ có thể dùng bàn tay phát ra lực, trên thực tế là khí độc. Người vừa nghe ngay lập tức gục ngã hoặc trúng độc. Đương nhiên, cao thủ như thế cũng cực kỳ hiếm thấy. Vương Triều cười nói. Vương Triều, cậu biết không ít nhỉ? Thiên Thông vẻ mặt cười cười khen. Một chút thôi, người trong giang hồ thân không phải của mình, không hiểu biết hơn khi bị người ta hạ độc cũng không biết được. Hơn nữa, đã từng có một trung tầng trong ngũ độc giáo hạ độc thủ đối với người nhà họ Đỗ ở Phổ Hải. Sau đó chọc giận Đỗ Tử Nguyệt thiếu chút nữa cùng chết. Sau này hình như có hiệp nghị gì đó, cũng không tiếp tục. Vương Triều nói. Đúng vậy. Tam độc giáo so sánh với ngũ độc giáo cũng là thường dụng nọc độc của côn trùng. Chỉ có điều bọn họ tự nhận rằng mình mạnh hơn ngũ độc giáo trong việc sử dụng nọc độc của rắn rết và bọ cạp cho nên lấy tên là tam độc giáo. Ban đầu bọn họ muốn đổi thành lục độc, tuy nhiên, có người nói lục độc không dễ nghe, ba chữ vẫn tốt hơn. Trụ sở của bọn họ ở Lào, cũng không ở trong nước ta. Chỉ là trong kinh doanh có một chi nhánh ở trong nước. Thật ra chính là phân đà. Kết quả bị ông nội của tôi chọn lấy mới dẫn người của tổng bộ đến đây. Chu Đông nói. Như vậy đi, cậu về trước hỏi thăm một chút. Mấy ngày nữa tôi bớt thời ra đến ngũ độc giáo một chuyến. Còn ba của cậu nếu bị oan uổng cậu cũng tìm một chút chứng cứ, đến lúc đó chúng ta tiện ra tay. Còn nữa, tôi là Diệp Phàm, hiện tại là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh tỉnh Tấn Lĩnh. Đây là Vương Triều, làm phó cục trưởng ở Bộ Công an. Tôi sẽ cho anh ta cho nhân viên đến Châu Tượng Hà hỗ trợ cậu điều tra chuyện cha cậu. Một khi chúng ta có chứng cứ là có thể ra tay. Diệp Phàm nói với Chu Đồng. Cảm ơn Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể cứu được ông nội và cha mệnh của Chu Đồng chính là của anh. Chu Đồng nửa quỳ xuống đất thề. Đừng nói thế, Bảo Chí thiền sư có duyên với tôi nên làm thế. Diệp Phàm giơ tay ra, Chu Đồng bị một lực mạnh làm đang quỳ đứng bật dậy. Chu Đồng vẻ mặt khiếp sợ rồi lại mừng rỡ, giọng có chút run rẩy. Diệp tiên sinh, có phải là dùng nội kình phóng ra ngoài không? Đây chính là Diệp Phàm cố ý dùng một chút thực lực để Chu Đồng hết lo, quả nhiên có hiệu quả. Ha ha Chu Đồng, cậu cứ nói đi. Thiên Thông cười nói, Vương Triều cũng cười đưa danh thiếp. Tôi đi trước một bước xin chào các vị đại ca. Chu Đồng nhận danh thiếp xong xoay người vội vã đi. Đại ca. Tam độc giáo nếu có thể bắt cả cao thủ thất đẳng thì giáo này chắc chắn không đơn giản, hơn nữa người ta trốn ở nước ngoài, chúng ta đi chưa quen thì độ nguy hiểm cũng rất lớn. Hơn nữa nếu tôi đoán đúng có lẽ tam độc giáo không thể không liên quan đến thuốc phiện. Một tổ chức như vậy sẽ phức tạp hơn một chút, người ta có tiền, có súng đạn có độc, chúng ta mặc dù là cao thủ nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Vương Triều dường như có ý khuyên can Diệp Phàm. Tốt lắm Vương Triều. Cậu hãy chú ý đến chuyện của Chu Đông Xuân. Đã oan thì phải giải oan, về phần cứu Chu Phương Tinh nói sau, đó cũng là việc nhất định phải làm. Tôi là người không muốn nợ người khác ân tình, có một số việc biết là nguy hiểm nhưng cũng phải làm. Bằng không,
lương tâm tôi khó có thể bình an. Diệp Phàm không thay đổi thái độ nói. Đến lúc đó gọi tôi là được rồi. Thiên Thông nói. Anh có thời gian, gần cuối năm rồi, bên kia có thể đi được hay không? Diệp Phàm hỏi, ngược lại hơi ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được lần này Thiên Thông không ngờ chủ động tham chiến rồi, có vẻ rất lạ. Không thành vấn đề, thật ra, bên chỗ tôi hiện giờ cũng có thời gian. Có ba người thay phiên thay A, tôi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cả ngày ở Bắc Kinh, cũng mệt rồi, huống chi Tiểu Thiên tôi không muốn nợ Diệp Phàm một ân tình. Tôi không phải còn nợ cậu 10 triệu đánh cuộc sao, lần này đi Tam Độc Giáo ở Lào, là một hành động nguy hiểm, hơn nữa ở nước ngoài. Chuyến đi này cậu cấp cho tôi hơn một chút, lần này là 5 triệu đi. Thiên Thông vẻ mặt thật thà nói. Chương 2298, Kiều gia đến hóng gió. 5 triệu, hay là anh đi cướp ngân hàng thôi vậy? Đồng chí Tiểu Thiên, anh cũng quá hiền hậu đi, đi Lào có 5 triệu thì lần sau đi Nam Cực vẫn không thể muốn 10 triệu rồi. Anh không nợ ngược lại anh Diệp lại thành nợ anh. Vương Triều thiếu chút nữa hét lên. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là tôi ra nước ngoài liều mạng, đừng nhìn bố có chút thân thủ, nhưng cậu vừa mới nói xong. Tam Độc Giáo của người ta chẳng những có độc công còn có đạn. Súng đạn không có mắt, đến lúc đó cái mạng nhỏ này đánh mất còn không giá trị bằng 5 triệu sao. Tiểu Thiên tôi mệnh cho dù không đáng giá tiền thì cũng phải tính ít là 5 triệu được rồi. Việc này, vẫn là nể mặt B đấy nếu không, cấp 8 triệu tôi cũng lười đi. Vả lại, thật sự bây giờ tôi túi trống trơn. Bằng không, ai tình nguyện đi làm những việc sống chết này. Vương Triều thiếu chút nữa bị đồng chí Tiểu Thiên làm cho nghẹn học, Vương Triều thật sự hối hận muốn tát cho mình một cái. Vừa rồi nói về Tam Độc Giáo như thế là để khuyên Diệp Phàm không cần đi. Cái này ngược lại làm cho Thiên Thông lấy làm lý do giao giá trên trời. Vương Triều có thể nói gì nữa, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Thông một cái ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhìn cái gì? Thiên Thông hừ một tiếng. Tốt lắm, lần này đi Lào thật sự là nguy hiểm. Đồng chí Thiên Thông nói cũng có lý, một mạng giá trị như vậy. Như vậy lần này coi như là 6 triệu. Diệp Phàm khoát tay áo nói. 6 triệu, không đúng tôi chỉ muốn 5 triệu sao anh cấp 600 triệu. Việc này rất khác thường, bình thường Diệp Phàm cậu không phải là người rộng rãi. Chưa từng thấy cậu hào phóng như thế. Không đúng, không đúng, việc khác thường tất có âm mưu, nói đi Diệp Phàm, cho nhiều tiền như vậy có phải có việc nguy hiểm muốn tôi đi làm không? Có gì âm mưu cũng cứ nói ra, tuy nhiên, dừng lại tôi sẽ không làm, nếu nhiều hơn có thể suy nghĩ một chút. Tôi là người chưa bao giờ tham, vả lại chúng ta là quan hệ cái gì, ha ha. Nói đến tiền liền tổn thương tình cảm có phải không? Tiểu Thiên vẻ mặt ngây thơ thật sự là rất trong sáng. Vương Triều đều chỉ muốn tiến lên đá cho người đàn ông này một cước. Ha ha, không có thêm những việc khác, tuy nhiên, có một chút điều kiện. Chúng ta là người một nhà, trước khi bắt đầu vẫn phải nói cho rõ ràng một chút. Lần này là tôi thuê anh đi Lào, cho nên hết thảy phải nghe theo lời tôi. Hơn nữa, anh chỉ là một nhân viên tạm thời, nếu trong hành động có thu hoạch gì không liên quan gì đến anh có đồng ý không? Diệp Phàm cười khan một tiếng nói. Đồng ý, tôi có 6 triệu là đủ rồi. Chẳng lẽ ổ của Tam Độc Giáo là ổ vàng sao? Tôi không tin là như vậy. Thiên Thông không hề nghĩ ngợi gật đầu ngay. Ha ha anh thật là chỉ thấy mấy trăm vạn này. Đến lúc đó có thu hoạch lớn lại ghen tị đến chết nhé. Diệp Phàm thầm cười nghĩ trong lòng. Gần 2 giờ, Diệp Phàm vừa mới trở lại Hồng Diệp Bảo, Trương Cường liền bước vào phòng khách. Tình hình thế nào? Diệp Phàm ra hiệu cho Trương Cường ngồi xuống lập tức hỏi. Chúng ta nắm được cũng không nhiều, hơn nữa rất không rõ ràng, cũng không chi tiết. Tam Độc Giáo là một chi nhánh của Ngũ Độc Giáo ở tỉnh Ngũ Chiến của chúng ta. Chủ giáo là Lý Ba, là người Trung Quốc. Sau đó một số phần tử còn sót lại của Quốc Dân Đảng cũng được Lý Ba thu nhận. Tam Độc Giáo hiện tại không riêng gì dùng nọc độc của rắn và bọ cạp mà còn chuyên môn nghiên cứu thuốc phiện, dùng thuốc phiện để tinh luyện làm thuốc giảm đau kết hợp với độc của rắn và độc của cây cỏ chế tác ra một ít độc dược có độ độc cao. Những độc chất này giống như bột phấn, có thể rắn và lòng. Hơn nữa, bọn họ giỏi về việc kết hợp độc dược vào vũ khí để tấn công. Có những chất độc không màu không mùi không vị, đặt ở chỗ nào người ta cũng khó phát hiện. Cho nên, theo chân bọn họ đánh nhau kịch liệt phải rất cẩn thận mới được. Nếu không, chừng nào mình trúng độc cũng không biết. Hơn nữa,
đây chính là hàng hóa chủ yếu của bọn chúng. Chuyên gia chế tác độc dược để bán trên thế giới. Loại vật này đa số là để trừng trị người khác. Mà ngay cả rất nhiều tổ chức tình báo của các quốc gia khác đều qua tay mua những chất độc này. Dùng để tiến hành các phương thức tình báo tra hỏi, giết từ từ một số người. Giống như Mỹ thường xuyên có bệnh chết người từ từ. Tuy nhiên, tác dụng lớn là dùng cho tổ chức khủng bố đánh lén người khác, hoặc là tiến hành hành vi khủng bố. Đây là một tà giáo rõ ràng có tiếng tăm. Nơi đóng đô chính là tỉnh Cam Salat, cụ thể ở đâu chúng tôi cũng không rõ lắm. Đương nhiên thần bí rồi, nếu không thần bí có lẽ sớm bị chính phủ Lào hoặc một số tổ chức chống khủng bố quốc tế đánh rồi. Trương Cường vừa nói vừa đưa tài liệu có liên quan ra cho Diệp Phàm. Thành phố đó như thế nào, còn có các nhân viên của Tam Độc Giáo bản lĩnh như thế nào, tổ đặc nhiệm A không phải có người thường trú ở Lào sao? Diệp Phàm hỏi. Thành phố Ba Chiêm 60% diện tích được che phủ bởi rừng, hệ sinh thái rất tốt. Khắp nơi là cây cối, phong cảnh cũng rất đẹp. Chỉ có điều, hệ sinh thái tốt cũng là đại diện cho một khu vực lạc hậu. Bởi vì không có công nghiệp hay công trình khai thác mỏ ở đó. Đương nhiên, ô nhiễm cũng ít đi. Tuy nhiên, hậu quả chính là người dân nghèo, mà Lào cũng là một nước nghèo. Thành phố Ba Chiêm tình hình trị an không thật tốt, đương nhiên cũng không thắng được các anh. Đương nhiên phải nắm rõ tình hình của Tam Độc Giáo mới có thể ra tay. Bằng không, ngay cả ổ của bọn chúng cũng không tìm thấy thì ra tay thế nào. Còn thường trú của tổ đặc nhiệm A tại Lào thì không thể nào, tổ đặc nhiệm A có bao nhiêu đội viên chính thức, anh là phó tổ trưởng rõ ràng nhất. Mấy quốc gia lớn chúng ta mới có nhân viên bí mật, bình thường chỉ hai gã đội viên. Hai người phải quan tâm đến mấy quốc gia, cũng đã làm họ mệt đến chết. Cho nên, sao có thể quan tâm đến hết mọi chuyện? Trương Cường nói vẻ mặt cũng có chút u buồn. Việc này chỉ cần biết là ở thành phố Ba Chiêm là được. Tôi nghĩ Tam Độc Giáo là một giáo phái lớn như vậy sẽ luôn để lại dấu vết có phải không? Diệp Phàm nói. Anh Diệp, lần này các anh phải cẩn thận một chút. Gần đây tôi bận nhiều việc không có cách nào để đi với các anh. Trương Cường vẻ mặt rất xin lỗi nói. Ha ha, anh em có lòng là được không có gì, chúng tôi bên này cũng có nhiều người. Như Vương Nhân Bàng hay là Tiểu Lan, thậm chí Bao Nghị mới quen cũng có thể tham gia. Thiên Thông chắc chắn phải mang đi rồi, với người cao thủ như y thì thực lực của chúng ta tăng gấp bội. Không cần nói cái khác, nói về thực lực của chúng ta thì Thanh Thành và Thiếu Lâm cũng không dám khoe khoang. Một Tam Độc Giáo chẳng lẽ thực lực vinh váo hơn Thiếu Lâm Võ Đang sao? Huống chi, chúng ta cũng không ít lần ra ngoài, Tống Tiền cũng đánh qua mấy lần rồi. Số lần đi ra ngoài nhiều thì kinh nghiệm, trình độ cũng tiến bộ lớn lên. Diệp Phàm vẫn rất tin tưởng. Đó là đương nhiên, chúng ta là những ai, mỗi người đi ra đều có thể bằng hai. Trương Cường nói. Đúng rồi, việc mượn vũ khí thiết bị như thế nào? Diệp Phàm quay sang hỏi. Lần này chỉ sợ có chút phiền toái. Trương Cường vẻ mặt cứng ngắc cười khổ nói. Ừ, nếu thủ trưởng cung không cho mượn thì tôi thấy cũng có lý do. Việc này dù sao vũ khí thiết bị cũng đều là của quốc gia. Hơn nữa còn là sản phẩm công nghệ cao của thế giới. Giá đắt không nói, có vũ khí là độc quyền của tổ năng lượng khoa học, có tiền cũng không mua được và rất khó chế tạo. Cho nên, tôi hiểu khó xử của thủ trưởng cung. Diệp Phàm giải thích cũng không có tức giận. Thủ trưởng cung lúc ấy không muốn nói nguyên nhân tuy nhiên, tôi nhìn ra được, ông ấy hình như có chỗ khó. Hơn nữa tôi suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không phải là thủ trưởng cung keo kiệt không cho mượn. Chỉ sợ có nguyên nhân khác rồi, bởi vì trước kia anh mượn ông ấy chưa từng không cho. Trương Cường nói vẻ mặt có chút buồn bực. Có nguyên nhân khác, nhưng thật là lạ việc mượn vũ khí chỗ thủ trưởng cung buổi chiều vừa mới nói, hơn nữa việc này chỉ có cậu nói với ông ấy chỉ sợ người khác cũng không biết. Chẳng lẽ có người theo dõi thủ trưởng cung hay sao? Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Hay là anh trực tiếp hỏi thủ trưởng cung đi thôi, tôi hỏi không tiện. Hỏi cũng như không, nhất định là quyết định từ cấp trên rồi. Trương Cường nói. Trương Cường đi rồi Diệp Phàm gọi điện thoại cho Kiều Hoành Sơn cười nói. Bác cả, đã lâu không gặp, ha ha, bác có khỏe không ạ, còn nữa bác đã uống hết bình rượu rắn kia chưa? Cứ như vậy. Không quan hệ tốt xấu, cậu đừng tưởng tôi không biết, không có việc gì con sẽ không tốt thế gọi điện thoại cho tôi. Hơn nữa, rượu rắn đã uống xong rồi, cậu khi nào biếu tôi thêm một tá đây?
Kiều Hoành Sơn tức giận hừ nói. Một tá, quả thực giờ không có nhiều như vậy, chỉ còn lại hai bình, có thời gian sẽ mang đến cho bác. Diệp Phàm vẻ mặt cứng nhắc trong lòng thầm nhủ, lão già này ăn uống quả thật không nhỏ, mới mở miệng đã một tá, tôi cũng không phải là nhà máy rượu. Thôi vậy, hai bình thì hai bình, vẫn biết cậu keo kiệt. Kiều Hoành Sơn hừ nói. Đúng rồi, chuyện của anh cậu đã làm xong chưa? Chuyện gì vậy? Diệp Phàm tức giận giả ngu. Chuyện gì, cậu đừng có giả ngu. Chuyện Kiều Báo Quốc giữ chức bí thư, cậu dám nói cậu đã quên sao? Bố cậu tạm thời không ra tay, cậu cũng biết đấy. Chuyện đang ở thời khắc mấu chốt, nếu y thật sự vào ban tổ chức cán bộ trung ương đảm nhiệm phó trưởng ban thì cũng là việc tốt đối với cậu. Giống như trước, không phải cậu cũng bí mật tìm y vài lần sao? Người ta đều nể mặt cha vợ cậu đấy. Nếu không, giúp cậu mới là lạ. Kiều Hoành Sơn nói. Chuyện gì có liên quan đến tôi? Diệp Phàm hừ nói. Tốt tốt, cậu kiên cường có phải không? Đừng nói là tôi không biết cậu đi tìm Ninh Chí Hòa mấy lần. Kiều Hoành Sơn hừ nói. Người ta tình nguyện giúp cháu, việc này tôi có liên quan gì đến nhà họ Kiều đâu? Diệp Phàm phản kích lại. Tình nguyện giúp cậu, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí đâu. Kiều Hoành Sơn dài giọng nói, giọng năng thêm nhiều. Tôi có cách gì, tìm cha vợ thì ông ấy thường xuyên lấy đại cục làm trọng không để ý đến, hơn nữa thường xuyên muốn có hành động nhỏ để trừng phạt tôi. Tôi là con cháu bị bề trên khinh bỉ, hơn nữa, Kiều Báo Quốc hoành tráng thực sự, bác cũng không phải không hiểu, thấy không, cháu đã vài lần đến nhà họ Kiều, anh ấy cũng làm cháu mất mặt vài lần rồi. Những việc này cháu đều nhịn, có khi muốn làm việc gì chỉ có thể tìm Ninh Chí Hòa thôi, không có cách nào khác chỉ có thể đi đường nhỏ thôi. Diệp Phàm nói, cậu giỏi lắm, cậu có bản lĩnh thì cứ kiên cường đến cuối cùng đi. Kiều Hoành Sơn đột nhiên không ngờ cười nói. Chương 2299, chẳng lẽ cấp trên có tình hình? Cháu không hiểu bác nói thế là thế nào, hay là cấp trên có tình hình gì? Diệp Phàm hỏi giật mình nghe thấy chút mùi vị gì đó. Ha ha ha, Kiều Hoành Sơn phá lên cười một lúc sau mới lên tiếng. Cuối cùng cậu cũng thông minh một chút, hiện giờ đã biết rõ ý tôi rồi chứ. Cậu nhóc tuy nói bây giờ cậu đang ở phía dưới nhưng phải chú ý thái độ của cấp trên mới được. Nếu không, không biết thì bị người ta bán còn giúp người ta tiền thì thật là ngu ngốc. Thế là sao ạ? Cháu thật không hiểu, bác nói cụ thể một chút xem, đừng làm cháu cảm thấy ngu đột. Bác cũng biết, xã hội hiện đại là xã hội tin tức, đội quân đánh thắng là đội quân được tin tức hóa. Mà quan trường cũng thế, nhận được tin tức đầu tiên chẳng khác nào giữ thế chủ động. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân có thể thăng chức. Diệp Phàm vẻ mặt cung kính nói qua điện thoại. Thôi vậy không nói với cậu những chuyện này nữa, có lẽ cuối năm nay Ninh Chí Hòa có thể sẽ đến tỉnh Thiên Phủ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Mà Kim Thụ Dương cũng có 50% có thể đi vào ban tổ chức cán bộ trung ương thế chân Ninh Chí Hòa. Đương nhiên, bởi vì hắn vừa mới vào đó, thứ hạng bên trong các bộ và ủy ban của trung ương đang là thấp nhất. Việc này cần một quá trình trưởng thành, vội cũng không được. Đây là một số những phương hướng lớn ở trên. Lần này cha vợ cậu cũng bàn bạc với nhà họ Phí một chút. Kiều Hoành Sơn lộ ra một tin tức lớn. Trong nháy mắt Diệp Phàm hiểu ngay đơn giản là nhà họ Phí ủng hộ Kim Thụ Dương vào ban tổ chức cán bộ trung ương, mà nhà họ Kiều ủng hộ Ninh Chí Hòa đến tỉnh Thiên Phủ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Cháu còn tưởng thứ trưởng Ninh Chí Hòa xuống đảm nhiệm bí thư một tỉnh chứ hóa ra là chủ tịch tỉnh thôi. Cậu nữa, bảo tôi nói cho cậu có gì tốt, tỉnh Thiên Phủ không phải cậu không biết. Là tỉnh có số dân đông nhất cả nước, diện tích rộng, sản vật phong phú, kinh tế phát triển. Có bao nhiêu người muốn, Ninh Chí Hòa có thể ngồi lên vị trí này, coi như là may mắn rồi. Tuy nhiên, nghe nói bí thư tỉnh ủy Trần Vũ Minh năm sau sẽ nghỉ hưu rồi. Kiều Hoành Sơn lộ ra một tin nữa. Rõ rồi, đây là nhà họ Phí trải đường trước rồi. Đến lúc đó bí thư tỉnh ủy Trần vừa lui, chủ tịch Ninh Thuận Thành, cũng không uống phó trưởng ban Ninh đến tỉnh Thiên Phủ rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha. Kiều Hoành Sơn cũng cười không nói gì. Đúng rồi, nếu lần này nhà họ Kiều và nhà họ Phí tiến hành bàn bạc, thì Phí Mãn Thiên ở tỉnh Nam Phúc vì sao không giải quyết luôn chuyện của anh Báo Quốc? Như vậy không phải là một công đôi việc thật tốt sao? Đối với hai nhà mà nói, một bí thư thành ủy một thành phố cấp 3 có thể tính cái gì, chỉ có thể làm nền thôi. Diệp Phàm nói.
Cậu biết cái gì, chuyện này một con ngựa là một con ngựa, thực sự nghĩ rằng trong quan trường cậu cho tôi rau xanh tôi cho cậu củ cải đơn giản vậy có phải không? Kim Thụ Dương vào ban tổ chức cán bộ trung ương, Ninh Chí Hòa đến tỉnh Thiên Phủ, cũng không phải là hai nhà kiều phí có thể quyết định. Trong đó liên quan cong thẳng đều có thể làm cho cậu lách ngất đi. Cậu cũng đừng có đi sửa lại, muốn cậu cũng không nghĩ ra. Cậu cho là chuyện của Kiều Báo Quốc là chuyện nhỏ thật muốn xen vào chỉ sợ sau này gặp việc lớn như Ninh Chí Hòa thì nhà họ Kiều thật đúng là không thể giúp được. Trung Quốc lớn như vậy, lại không chỉ có nhà họ Kiều và nhà họ Phí. Bắc Kinh còn nhiều chủ tịch giống như ở Thiên Phủ và Phó trưởng ban. Ở Bắc Kinh có bao nhiêu người nhòm ngó. Cậu nghĩ việc này không nói cha vợ cậu cũng ngại lên tiếng. Cậu cứ nghĩ một chút, lợi dụng sức của cậu và quan hệ của cậu giải quyết chuyện của Kiều Báo Quốc. Kiều Hoành Sơn có chút không kiên nhẫn được. Cháu, việc này quá khó khăn. Cháu chỉ là một bí thư thành ủy đồng lĩnh có thể quyết định chức bí thư thành ủy một thành phố cấp 3 của Nam Phúc. Việc này có phải bác cả quá đề cao cháu không? Cháu không phải là Phí Mãn Thiên, việc này không có cách nào. Diệp Phàm tất nhiên không muốn nhận việc khó khăn này, quá khó khăn. Không phải có người nói có điều kiện phải lên, không có điều kiện thì tạo ra điều kiện cũng phải lên sao? Chuyện của anh họ cậu cứ giao cho cậu. Đương nhiên, việc như thế này cũng không thể nói là nắm chắc. Ngay cả nhà họ Kiều ra tay chưa chắc đã dám chắc chắn. Tuy nhiên, cậu cứ cố hết sức làm, có cố gắng hay không chúng tôi sẽ không mắt mù mà không thấy. Cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kiều Hoành Sơn nói. Cuối cùng cháu cũng phải làm việc không công. Diệp Phàm thầm nói một câu. Làm không công, cậu khi nào thì hảo tâm như vậy? Người ta đã gả con gái vất vả nuôi lớn cho cậu. Hai người một ngày đều quấn quýt ở Hồng Diệp Bảo, hiện giờ quên hết cả anh em cha mẹ. Cậu nữa, làm người phải có chút lương tâm có phải không? Thật sự muốn không có tình người có phải không? Kiều Báo Quốc là anh vợ của cậu. Hơn nữa cậu làm chút việc, bố vợ cậu sẽ không quên cậu. Đến lúc đó có gì cần vẫn có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Đừng quá hẹp hòi như thế, phải nhìn xa một chút. Có lẽ cậu tự nhận là có thể nhảy lên chức bí thư thành ủy ở tầng này cũng nên. Nói thật với cậu, cấp sở đến cấp thứ trưởng là một ngưỡng rất cao. Đây mới thực sự là đi vào hàng ngũ cán bộ cao cấp của đảng. Bình thường nói cán bộ cấp sở cũng là cán bộ cao cấp. Đây không phải là đánh bóng sao, là muốn thêm dấu ngoặc kép rồi. Kiều Hoành Sơn nói đầy ẩn ý, tất nhiên là nói khi Diệp Phàm muốn lên cấp thứ trưởng nhà họ Kiều sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy được rồi, cháu là bị mọi người ép đấy, cháu sẽ cố gắng hết sức là được, thật không được không thể trách cháu. Diệp Phàm không có cách nào. Biết là tốt rồi. Kiều Hoành Sơn nói xong cúp điện thoại, Diệp Phàm vội vàng nói. Từ đã, bác cả, còn có chuyện cháu muốn hỏi. Chuyện gì, mau nói. Kiều Hoành Sơn có chút ngại phiền. Gần đây ủy ban quân giới hoặc là lãnh đạo cấp cao của quân độ có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Có một số việc không tiện nói. Cậu rốt cuộc cũng nói vào việc chính, việc đương nhiên có nhiều lắm, cậu bảo tôi nói cái gì? Kiều Hoành Sơn hừ nói. Ví dụ như các bộ phận phía dưới cạnh tranh nhau gì đó chẳng hạn. Diệp Phàm nói rõ hơn một chút. Tôi nghĩ xem. Kiều Hoành Sơn nghĩ một chút mới lên tiếng. Lần trước ủy ban quân giới họp, tôi có cơ hội dự thính một chút. Có một việc tôi cảm thấy hơi lạ. Bộ phận phòng ngự Tiếu Thiết Phong cùng Bộ Tổng tham mưu Định Nhất Lưỡng không ngờ liên kết cùng phát biểu trong cuộc họp. Hình như là nói phải làm việc theo chương trình, phải biết trách nhiệm của các bộ phận. Đặc biệt là đối với các quy định về quản lý vũ khí. Không thể nói người ta quen biết anh có thể giao cho người ta hoặc cho người ta mượn đi vũ khí bí mật. Những việc này đều trái với quy định, nói nghiêm trọng chính là phạm tội. Nếu chuyện này tạo thành việc mất mát súng đạn, sẽ gây ra hậu quả gì, trách nhiệm như thế nào? Dù sao chính là ý này, bởi vì chuyện lần trước có liên quan đến trang bị cho tôi cũng được dự thính. Tuy nhiên, Cung Khai Hà cũng phát biểu quan điểm riêng của mình. Nói là tình báo và an ninh quốc gia đều phải ghi chép lịch sử đi về, thì thế nào duy trì bí mật? Có những quy định không thể theo các quy định của quân đội bình thường. Nếu không, mang đến sự nguy hiểm cho các đồng chí ở đây. Cuối cùng hai bên không ngờ tranh luận về vấn đề này. Cung Khai Hà một người chống đỡ không nổi liên kết Tiếu Tống. Đương nhiên, việc này cũng không tranh luận đến kết quả cuối cùng. Hai bên đều có lý cả, không ai nhường ai.
đương nhiên đối với quân đội bình thường tuyệt đối phải làm việc theo quy định. Chỉ có điều, chuyện này khẩu chiến tương đối kịch liệt. Kiều Hoành Sơn nói, cúp điện thoại xong Diệp Phàm buồn bã, cảm giác việc này có liên quan đến việc mình mượn vũ khí. Thiên hạ này không có tường nào không lọt gió, mặc dù là tổ đặc nhiệm A cũng có rất nhiều người theo dõi. Vũ khí của anh vừa ra khỏi nhà kho, chắc chắn phải đăng ký. Mà thủ trưởng cung chắc chắn sẽ không chỉ rõ, vậy vũ khí này đi đâu? Người ta theo dõi tất nhiên có thể lấy việc này làm pháo đánh công khai hà. Tuy nhiên, lần này đi Lào, không có vũ khí tuyệt đối không được. Nếu như lấy vũ khí từ con đường ngầm vẫn có thể được. Nhưng những vũ khí này không thể so sánh với những vũ khí tiên tiến của tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm không phải không thể bỏ tiền, mà là ghét những thứ như thế. Hắn nằm nghiêng trên giường suy nghĩ một chút, cứ đến tổ đặc nhiệm A đã. Cung Khai Hà chau mày, cầm bút lông đang viết viết giống như sinh viên đang viết bài. Ha ha, thầy giáo Cung viết bài xong chưa? Thấy cửa phòng không đóng, Diệp Phàm chào thư ký của Cung Khai Hà rồi bước vào phòng. Tại sao lại là cậu? Cung Khai Hà đặt bút xuống hỏi. Xem ra tâm trạng của lão già này không được tốt. Ha ha, thủ trưởng Cung hiểu được ý của tôi đến đây. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Không phải bảo Trương Cường tiện thể nhắn cho cậu rồi sao? Lần này tuyệt đối không được, không cần nói cậu muốn làm việc gì mặc kệ, đó là quyền tự do của cậu, tự nghĩ cách đi. Có rất nhiều cách, sao phải cứ nhằm vào tôi? Cung Khai Hà tức giận hừ nói, nhắc nhở Diệp Phàm tự đi tìm vũ khí. Ha ha, mặc kệ thì thôi tôi đi. Diệp Phàm nghiêm người hành lễ với Cung Khai Hà xoay người định đi. Từ đã. Cung Khai Hà đột nhiên lên tiếng, lão già này đứng lên đi đến trước mặt Diệp Phàm, quan sát Diệp Phàm từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng. Quái lời của cậu có ý gì? Không có ý gì, tôi muốn nhắc nhở một số đồng chí, Diệp Phàm tôi đến tổ đặc nhiệm A tặng người đây, lại có người không thức thời. Đều hẹp hòi như vậy thì... Người, ở đâu, là ai? Đồng chí Diệp Phàm ngồi xuống, chúng ta vừa uống trà vừa tâm sự. Cung Khai Hà vừa nghe tới tặng người, cặp mắt không ngờ sáng lên, lập tức liền nhiệt tình lôi Diệp Phàm lên bàn trà bên cạnh. Thấy không, lần trước bị cậu cầm 3 hộp đi, lần này chỉ còn thừa một chút này. Nếu không, cậu cứ mang đi một lon, đỡ phải cả ngày nói Cung Khai Hà tôi không phóng khoáng, tôi là loại người này sao? Diệp Phàm có đúng không? Cung Khai Hà giống như đổi tính. Không ngờ tự mình bảo Diệp Phàm lấy cực phẩm Long Tỉnh. Vâng. Không ngờ Diệp Phàm gật đầu, thiếu chút nữa làm thủ trưởng Cung nghẹn lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2300, ai nổ pháo? Lão già này trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lần trước danh sách 3 người cậu còn thiếu một người. Mặc dù là tặng thêm người mới đó cũng là cậu hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, lần này người của tôi là nhân tài cao đấy. Tuy nhiên, chỉ một hộp trà hình như là quá ít. Việc này tôi cũng không có hứng thú mang nhân tài đến. Diệp Phàm bắt đầu hành vi xảo trá rồi. Một nhân tài, nói nghe một chút, đẳng cấp cảnh giới là bao nhiêu? Thuật lại tỉ mỉ cụ thể về võ công, năng lực. Còn trà tôi sẽ nói với tướng quân kế một chút. Có thể lấy thêm mấy hộp trong kho ra. Cũng là vì công việc cả, xem như Cung Khai Hà tôi đặc biệt thưởng cho cậu thì thế nào. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là cậu có thể tìm được nhân tài tốt hay không mới được. Cung Khai Hà cũng rất giàu hoạt, không dễ dàng mắc mưu. Ngũ đẳng đỉnh giai, sắp đến lục đẳng rồi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Nếu thật là như vậy, cậu đưa y đến tổng bộ chúng ta. Đồng chí Diệp Phàm. Hiện trạng của tổ đặc nhiệm A không phải là cậu không biết. Là phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A, một thành viên quan trọng của tổ đặc nhiệm A, trọng trách trên vai cậu cũng rất nặng đấy. Chúng ta đều là đảng viên, cũng vì đất nước cả mà. Cung Khai Hà bắt đầu giáo huấn. Lấy hộp trà trước rồi nói sau. Thủ trưởng Cung, anh cũng biết đấy, tôi nghiện thuốc lá cũng nhân tiện lấy thì thế nào. Hơn nữa muốn làm việc không có thuốc cũng không được, có phải không? Diệp Phàm nói việc này là có thể đòi thì đòi, nếu không thì không có cơ hội. Cái khác không bàn nữa, trước tiên nói chuyện người đã có bao nhiêu khả năng thu nhận vào đội. Cung Khai Hà khoát tay áo nói. Ha ha! Diệp Phàm cười khan hai tiếng, tự rót trà không nói chuyện gì. Hai bên rằng co một hồi, Cung Khai Hà tức giận đến thiếu chút nữa trừng mắt.
cuối cùng không có cách nào đành bảo thư ký bên ngoài. Tiểu Điền, lập tức bảo tướng quân kế đến đây một chút. Thế nào, tôi không tồi chứ, cha, thuốc đều là tướng quân kế quản lý, gần đây ông ta có cái này không còn phải xem ở cậu. Việc này cậu nói cho tôi tình hình một chút, để tôi có cơ hội lên tiếng giúp cậu một phen. Không phải cung khai hà tôi keo kiệt, mà đó là quy định của tổ. Nếu tôi tùy ý lấy người ta cũng có ý kiến có phải không? Muốn lấy được, phải có lý do mới được. Vẻ mặt cung khai hà đầy thân thiên nói. Đúng như vậy, châu tự chỉ tượng hà tỉnh ngũ chiến có nhà họ Chu. Diệp Phàm kể lại chuyện xảy ra một lần. Cậu có thể chắc chắn là Chu Đông là ngũ đẳng đỉnh giai. Cung khai hà nói. Mắt tôi vẫn tốt, hơn nữa, vẫn có sức lực để bồi dưỡng một cao thủ lục đẳng cho tổ đặc nhiệm A rồi. Diệp Phàm rất nghiêm túc gật đầu. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, người ta có chịu gia nhập hay không? Nhiệm vụ này giao cho cậu vậy. Không hạ được tay Chu Đồng này không được. Cung khai hà nói. Tổ trưởng Diệp đến đây từ lúc nào vậy? Lúc này từ ngoài văn phòng truyền đến tiếng cười nói của tưởng quân kế Vĩnh Viễn. Cũng vừa tới, đang nói chuyện phiếm với thủ trưởng cung. Diệp Phàm cười nói, rồi đứng lên đi ra ngoài đón. Ba người nói chuyện một hồi, Diệp Phàm đem chuyện của Chu gia kể lại một lần. Đó là một nhân tài, đồng chí Diệp Phàm, cậu phải nắm lấy cơ hội, thu hút được Chu Đồng mới được. Tôi nghĩ, nếu nhân tài này là do cậu phát hiện, thì tiếp tục đặt lên vai cậu nhiệm vụ này vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu đi thì cũng sẽ dễ mở lời hơn, có đúng không? Kế Vĩnh Viễn cười tủm tỉm nói, có cao nhân đến, kế tướng quân tự nhiên cũng cao hứng. Có thể nói, tuy rằng bên trong tổ A có cạnh tranh không nhỏ, nhưng phương hướng lớn thì không thay đổi. Mỗi đồng chí đều đứng trên lập trường của quốc gia và xây dựng tổ đặc nhiệm A mà làm việc. Việc này, phiền toái không nhỏ. Mấu chốt thì có hai điểm, thứ nhất là cha của Chu Đồng là Chu Đông Xuân bị người ta vu oan, hiện giờ vẫn ở trong nhà giam. Thứ hai, cũng là vấn đề khó giải quyết hơn, chính là ông nội Chu Đồng là Chu Phương Tinh bị Tam Độc Giáo của Lào bắt đi và còn vơ vét tài sản của nhà bọn họ. Cái này, nếu muốn Chu Đồng cam tâm tình nguyện đến thì phải giải quyết được hai chuyện này. Cho nên, lúc chiều tôi mới gọi Trương Cường đến chỗ thủ trưởng cung khai hà để mượn vũ khí, thiết bị. Tôi biết, thủ trưởng cung cũng có chỗ khó, nên đã từ chối cho mượn. Tôi nghĩ, nếu đã là Tam Độc Giáo bắt cóc Chu Phương Tinh, thì theo lý mà nói đó là thuộc phạm vi của cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, vụ án này lại liên quan đến nước ngoài, cho nên chỉ có thể xin trợ giúp ở cảnh sát hình sự quốc tế. Tuy nhiên, tôi lo Enbonji họ sẽ làm hỏng chuyện, nếu người không cứu được. Mà lại bị bọn chúng giết con tin, thì Chu Đồng sẽ tức giận lên, tổ A chúng ta lại mất một nhân tài. Hơn nữa, Tam Độc Giáo kia đúng là quá ghê gớm rồi. Đến cao thủ thất đẳng là Chu Phương Tinh mà cũng bị giải quyết như vậy, điều đó chứng tỏ Tam Độc Giáo có cao thủ. Cái này, đối với việc quản lý người này, đã là thuộc phạm vi quản hạt của tổ đặc nhiệm A rồi. Cho nên, lần này tổ A hoàn toàn có lý do chính đáng để ra tay. Tôi biết gần đây các đội viên đều rất căng thẳng, cho nên, chỉ đến mượn một ít vũ khí, nhờ mấy người bạn ra tay là được. Cái này cũng là để xây dựng tổ A có đúng không? Diệp Phàm nói ra hàng loạt lý lẽ. Kế Vĩnh Viễn liếc mắt nhìn cung khai hà một cái, nói. Tổ trưởng Diệp nói rất có lý. Tất cả những việc liên quan đến quốc thuật, theo lý mà nói thì đều là do tổ đặc nhiệm A xử lý. Bởi vì những vụ án này... Công an bình thường căn bản là không thể làm tốt được. Hơn nữa, việc này có liên quan đến nước ngoài. Một đám thổ phỉ mà dám vào nước ta dương oai. Chúng quá coi thường chúng ta rồi. Chính vì vậy, xuất phát từ uy danh của đất nước, việc này không thể không quản được, có đúng không? Tuy nhiên, lão cung, việc này tôi nghĩ cũng là việc lớn. Nếu không gọi anh em đến cùng nhau bàn bạc. Nếu không, lại nghĩ chúng ta vi phạm quy củ thì phiền phức to. Vâng. Ba chúng ta đều đã ở đây, ý kiến thì trên cơ bản là đã thống nhất rồi. Chính là việc này chúng ta không thể không quản được, nếu vậy, thì phải gọi mọi người đến để bàn bạc. Cung khai hà gật gật đầu, 15 phút say, tổ đặc nhiệm A chiêu tập cuộc họp đảng ủy. 9 ủy viên đảng ủy đều đến đầy đủ. Các đồng chí đều đã đến rồi, tốt lắm, tôi cũng không dài dòng nữa, mời đồng chí Diệp Phàm nói rõ mọi chuyện cho mọi người nghe một chút. Diệp Phàm đem chuyện Chu Đồng nói lại một lượt. Bộp, mặt bàn bỗng bị đập mạnh. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn,
mới phát hiện là tổ phó tổ A là Tây Môn Đông Hồng. Anh ta khá phẫn nộ, nói. Tam độc giáo, tôi đã nghe nói qua rồi. Một lũ rác rưởi, chúng đã động đến người của nước ta thì không thể để chúng yên được. Đồng chí Đông Hồng, hãy bớt giận. Chúng ta hãy nghe đồng chí Triệu, tổ trưởng tổ tình báo báo cáo một chút một số tình hình có liên quan đến Tam độc giáo rồi nói sau. Tam độc giáo đóng ở Lào cũng vài chục năm rồi. Nghe nói còn thu nhận một số người là bộ đội của Quốc dân đảng. Hơn nữa, trải qua mấy chục năm, bọn chúng phát triển không ngừng, vì vậy cũng không thể khinh thường được. Tổ phó Thôi Kim Đồng nói, anh ta là phó tổ trưởng tổ tình báo. Không lâu sau, Triệu Thanh Ngọc đến, những gì mà cô báo cáo thì cơ bản là giống với những điều Trương Cường đã điều tra được. Mọi người nghe xong, không khí trong phòng họp bỗng có chút nặng nề. Tổ trưởng Triệu, nói như vậy. Tổ A chúng ta chưa thăm dò được Tam độc giáo ở chỗ nào có đúng không? Lúc này, Trung tướng Lan Kim Trung nói. Vâng, cái này, cũng không có cách nào khác. Chúng ta nhân sự ít, cũng không thể bố trí ở mỗi nước một đội viên được. Nhất là ở những nước Đông Nam Á. Đó là tình hình thực tế. Do vậy, những gì mà chúng ta nắm được về Tam độc giáo là hết sức hạn chế. Rất xin lỗi các vị lãnh đạo, chúng tôi làm việc vẫn chưa đến nơi đến chốn. Triệu Thanh Ngọc có chút hổ thẹn nói. Đội viên chính thức không đủ không có nghĩa là không thể thu thập được tình hình về phương diện này. Việc thu thập tình hình có thể do những đội viên không chính thức tiến hành. Đồng chí Cung Khai Hà, về mặt này tổ A chúng ta phải cải thiện. Bằng không, đến Tam độc giáo cực đoan như vậy mà chúng ta không nắm được tình hình gì về chúng, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện lớn gì thì phiền phức to. Huống hồ. Lần này bọn chúng ra tay có lẽ chỉ là đòn thử để dò xét thái độ của chúng ta mà thôi. Mà như tướng quân Đông Hồng đã nói, chúng ta phải kiên quyết để chống lại. Mà muốn đánh lại thì phải có được đội ngũ tinh anh nhất, hơn nữa còn ở nước ngoài, chỉ có thể âm thầm mà đánh. Cái này, nếu không nắm được tình hình về bọn tà giáo này, đến lúc đó đội viên của chúng ta gặp tổn thất lớn thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lúc này, Trung tướng Dương Quốc Đào, người chuyên phụ trách tổ A, do Tổng cục Chính trị phái tới nghiêm túc giáo huấn Triệu Thanh Ngọc. Bề ngoài thì là chỉ trích Triệu Thanh Ngọc, tổ trưởng tổ tình báo, nhưng thực tế là phê bình Cung Khai Hà quản lý không chặt chẽ. Cái này, người ngồi dưới ai cũng hiểu cả. Cạch, một âm thanh lạ truyền đến, đó là do phó tổ trưởng tổ tình báo là Thôi Kim Đồng châm thuốc xong liền ném chiếc bật lửa cái, cạch, lên trên mặt bàn. Cái này, đương nhiên là tỏ thái độ bất mãn với Dương Quốc Đào. Ông ta nhả ra một vòng khói thuốc, hừ nói. Thời này, có một số đồng chí không hiểu tình hình chiến đấu của tổ A, nói cứ nhẹ nhàng như không. Trong khi tình hình đâu phải đơn giản như vậy chứ. Tam độc giáo kia, đến cao thủ thất đẳng mà cũng có thể giải quyết dễ dàng thì chứng tỏ bọn chúng có cao thủ từ bát đẳng trở lên. Bọn tà giáo như vậy thì đều có súng, có đạn, còn có độc dược nữa. Mặc dù là những đội viên chính thức của chúng ta ở bên đó được điều động đi thu thập tình hình thì đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chứ đừng nói đến mấy quan quân làm việc vặt, bọn họ đi thì có ích gì, đó không phải tự dâng đồ ăn lên cho bọn chúng sao. Chỉ ở bên ngoài mà có thể dò hỏi được tình hình nội bộ của Tam độc giáo, thì đó là chuyện không tưởng. Tin vỉa hè như vậy mà cũng được đặt lên bàn để thương lượng sao. Có lẽ, người ta muốn giở âm mưu, nói dối mình. Như vậy tổn thất của tổ A chúng ta không phải sẽ càng lớn hơn sao? Chỉ sợ đến lúc đó, không phải chúng ta tiêu diệt bọn chúng, mà là người của chúng ta sẽ biến thành món điểm tâm của bọn chúng. Chương 2301, nói chuyện giật gân. Ừ, đồng chí Kim Đồng nói rất có lý. Thu thập tin tình báo với độ khó cao như thế này nhất định phải là đội viên chính thức, hơn nữa còn phải là cao thủ trong đội viên chính thức mới có thể hoàn thành. Việc này cần tùy theo tình hình mà quyết định. Như thu thập tin tình báo mà không quá khó khăn thì đương nhiên có thể để nhân viên tình báo bình thường đi làm. Nhưng tà giáo nguy hiểm như Tam độc giáo, nhân viên tình báo bình thường đi thì chẳng khác nào dâng dê vào miệng cọp. Và lại, làm không tốt còn có thể làm bại lộ bí mật của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Đối với tính bí mật của bản thân và sự an toàn của tổ đặc nhiệm A chúng ta mà nói thì không thể cái gì cũng bày ra được. Tôi nghĩ, đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A quả thực quá ít. Đây là một hiện trạng mà tạm thời không có cách nào cải thiện toàn diện được. Chỉ có thể nói là khi phát hiện Tam độc giáo thì chúng ta lập tức theo dõi, phái cao thủ tình báo đi thu thập tin tức để chuẩn bị cho việc xuống tay của chúng ta với bọn chúng. Cố gắng giảm thiểu triệt để việc tổn thất nhân viên.
Lúc này, chủ nhiệm phòng liên lạc của Ủy ban Chính trị Đới Thành bắt đầu mở lời phân tích tình trạng hiện nay về hai phương diện. Nói chung, lời của tướng quân Đới Thành vẫn có hơi hướng về điều mà tổ đặc nhiệm A có ý kiến. Tôi đồng ý với cách nghĩ của tổ trưởng Thôi và tướng quân Đới Thành, Tam độc giáo không phải là tà giáo bình thường. Bọn chúng có nhiều cao thủ, hơn nữa về cơ bản chúng ta không biết số lượng cao thủ cụ thể. Điều này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia chúng ta. Cho nên từ thực tại cho thấy, chúng ta cần chú trọng hơn đến Tam độc giáo. Nếu muốn cử Chu Đồng gia nhập đội thì trước tiên phải cứu được Chu Phương Tinh ra đã. Việc Chu Đồng nhập đội càng gia tăng sức mạnh và năng lực về phương diện cao thủ tầm trung của tổ đặc nhiệm A. Đối với chúng ta mà nói, mỗi đội viên trong tổ đều là tài sản quý giá. Không mở rộng phát triển tổ đặc nhiệm A thì tôi sợ lực lượng chúng ta quá mỏng yếu có thể sẽ bị chỉ trích, muốn quản cũng không quản được. Nói thật lòng, tôi rất lo. Hiện trạng của chúng ta quả thực rất bi đát. Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng nói. Tổ trưởng Diệp, anh có nói nghiêm trọng quá không? Tính chất tấn công bí mật của tổ đặc nhiệm A tổ chức tinh nhuệ nhất, bí mật nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chúng ta, trước mặt anh đã bị nói thành nắm giấy lộn rồi sao? Như thế còn hao tổn một lượng quân phí lớn cho tổ đặc nhiệm A làm gì? Đồng chí Diệp Phàm, tự đánh giá quá cao bản thân mình là không được nhưng tự hạ thấp bản thân mình cũng không tốt. Nếu sự thật đến mức như anh nói thì tổ đặc nhiệm A còn có thể tồn tại được sao? Và bộ đội tình báo của quân đội lại trùng hợp giống bộ 2 bộ 3 của bộ tổng tham mưu rồi. Trên thực tế, năng lực của bộ phận tình báo của quân đội còn mạnh hơn bộ an ninh quốc gia. Việc thiết lập tổ đặc nhiệm A, trên thực tế có chút trùng lặp rồi. Tuy nhiên, đây là quyết định của lãnh đạo cấp trên, tôi không tiện nói nhiều về điều này. Ý của tôi chính xác cũng không phải là muốn vứt bỏ tổ đặc nhiệm A. Mà là muốn nói với đồng chí Diệp Phàm là không cần nói quá giật gân lên. Ngôn từ của Dương Quốc Đào bắt đầu trở nên sắc bén, tự nhiên phản kích lại lời nói của những người ủng hộ Diệp Phàm như Thôi Kim Đồng. Thôi Kim Đồng và Đới Thành đều là những thành viên kỳ cựu của tổ đặc nhiệm A, còn Diệp Phàm là khuôn mặt mới toanh, đồng chí Dương Quốc Đào cho rằng có thể bắt nạt dễ dàng hơn một chút. Quá nghiêm trọng, chủ nhiệm Dương, cái gì gọi là quá nghiêm trọng? Anh cho rằng tổ đặc nhiệm A rất hùng mạnh sao? Tổ đặc nhiệm A nếu không đủ hùng mạnh thì bộ 2 bộ 3 càng không thể so sánh được. Trước mặt tổ đặc nhiệm A, cái gì mà bộ 2 bộ 3 và Cục An ninh Quốc gia thì chỉ có thể nói là làm chân sai vặt lon ton bên ngoài thôi. Nhiệm vụ mà tổ đặc nhiệm A có thể hoàn thành thì bình thường các bộ phận khác không thể nào hoàn thành được. Còn những nhiệm vụ mà các bộ phận khác có thể hoàn thành được thì tổ đặc nhiệm A nhất định sẽ hoàn thành tốt được. Đương nhiên. Tôi cũng không phải cố ý muốn hạ thấp năng lực của tổ chức tình báo của các bộ phận này. Chính bởi vì bọn họ chung sức hợp tác với tổ đặc nhiệm A nên mới khiến cho nền an ninh quốc gia được vững chắc như vậy. Đó là ai cũng không thể tách rời ai được. Giống như phương diện nhân viên, bộ 2 bộ 3, Cục An ninh Quốc gia và tổ đặc nhiệm A có khi còn hỗ trợ, trao đổi nhân viên của nhau. Thực ra bọn họ đều thuộc một hệ thống, nhưng hiện trạng của chúng ta... Bất luận là của tổ đặc nhiệm A hay của phương diện khác, tất cả những điều tôi vừa nói tuyệt đối đều là tình hình thực tế. Tổ đặc nhiệm A cũng không hùng mạnh, đó là bởi vì anh chưa nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Giọng điệu của Diệp Phàm cũng tương đối đanh thép, công kích trực diện Dương Quốc Đào, nói lão có tầm nhìn hạn hẹp, không biết nhìn xa trông rộng. Tổ đặc nhiệm A cũng không hùng mạnh, đồng chí Diệp Phàm, từ những điều cụ thể mà cậu vừa nói, ít nhất trong hàng loạt nhiệm vụ những năm gần đây. Tổ đặc nhiệm A đều thắng nhiều thua ít. Tuy nói trong đó cũng có nhiều trắc trở, hy sinh rất nhiều đồng chí nhưng những điều mà tổ trưởng Nghiêm nói trước khi hy sinh chính là tổ đặc nhiệm A là vĩnh viễn bất bại đấy. Tây Môn Đông Hồng tôi bây giờ là một thành viên trong bộ máy của tổ đặc nhiệm A. Tôi tuyệt đối không muốn nghe những lời nói kiểu như thế này lần nào nữa. Nói muốn sát nhập tổ đặc nhiệm A với quân đội, đó càng là điều không thể làm được. Bộ 2 bộ 3 tự sắp xếp công tác cho bọn họ. Cục An ninh Quốc gia cũng có chức trách riêng của họ, về phương diện này, tổ đặc nhiệm A không thể thay thế được. Nhưng, bọn họ càng không thể thay thế tổ đặc nhiệm A. Tổ đặc nhiệm A thực ra là đơn vị nòng cốt của hệ thống này. Không có tổ đặc nhiệm A là làm mất đi linh hồn của tổ chức tình báo quốc gia. Lúc này, Tây Môn Đông Hồng thay mặt Nghiêm Thế Kiệt nói giọng điệu nghiêm túc và cũng có hàm ý chất vấn. Đương nhiên mặt khác cũng có tác dụng phản kích lời nói của Dương Quốc Đào. Đồng chí Diệp Phàm, đối với tất cả những điều cậu nói,
tôi đều cảm thấy có chút khoa trương. Tuy nói mấy lần trước tổ đặc nhiệm A có nhiều thương vong trong chiến đấu, đặc biệt là trong trận chiến Sahara, tổ đặc nhiệm A mất đi đồng chí Nghiêm Thế Kiệt, để mất phương bài và cũng mất đi nhiều đội viên. Nhưng theo tình hình mà chúng tôi nắm được thì các nước khác như Mỹ, Nga, Nhật Bản, tình hình cũng không khác là mấy. Tuy rằng Mỹ và Nhật Bản là những quốc gia có nguồn kinh phí dồi dào hơn gấp nhiều lần kinh phí của tổ đặc nhiệm A. Thậm chí bọn họ còn có tiền để mua hay mướn người. Nhưng theo tổng thể thực lực mà nói, nhân viên của chúng ta có ít hơn bọn họ một chút. Song thực lực của tổ đặc nhiệm A trong mấy tháng đã hồi phục hùng mạnh trở lại. Năm nay quốc gia cũng đặc biệt ủng hộ tài chính tăng gấp rưỡi kinh phí ban đầu cho tổ đặc nhiệm A. Được quốc gia coi trọng rồi, tổ chúng ta càng phải đoàn kết một lòng. Các phương diện như huấn luyện, thu nhận, khảo hạch đều được phân bố đã dần khôi phục lại trạng thái sung mãn như xưa. Tôi nghĩ, khả năng tấn công của tổ chức tình báo không hề thua kém bọn kia cơ đấy. Tôi thật sự cho rằng, vị thế của tổ đặc nhiệm A ngày càng quan trọng hơn so với năm trước. Nói phải sát nhập vào quân đội, đó là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh nói chuyện phải nghiêm túc hơn một chút. Tại cuộc họp tập thể này, mỗi một câu đều phải nghiêm túc. Không thể tùy tiện phát biểu cái gì được, để tránh làm mất sự gắn kết của tập thể. Tổ phó Lâm Đống Quốc liền trở mặt, không ngờ lại phê bình trực diện Diệp Phàm như thế. Thằng cha này, bản thân mày muốn kế nhiệm của tổ lão Nghiêm, kết quả bị Tây Môn Đông Hồng cướp đi vị trí, bây giờ thì hay rồi, lấy tao ra để chút giận. Diệp Phàm trong lòng khinh bỉ thằng cha này, ngoài miệng nói sẵn. Đồng chí Đông Hồng, còn có đồng chí Đống Quốc nữa, tôi hy vọng hai người các anh có thể nhìn thẳng vào thực tế. Từ phương diện trang bị cho nhân viên mà nói, tổ đặc nhiệm A chúng ta thực sự kém hơn hẳn so với đội sói biển của Mỹ. Ngay như tổ thần đạo của bọn Nhật Bản, lần trước tuy nói tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng người ta có nhiều tiền. Dùng tiền đi đập, vơ vét cao thủ của toàn thế giới, hơn nữa, về phương diện thiết bị huấn luyện của bọn chúng hoàn thiện hơn so với chúng ta rất nhiều, vũ khí lại càng tối tân hơn. Người ta có tiền nghiên cứu phát triển, những thứ đó chúng ta không cách nào so bì được. Thực tế bọn họ cũng hồi phục nhanh hơn chúng ta. Chúng ta không nghe lời nói thật thì đã phần lạc quan mù quáng rồi. Chưa cần nói đến quản chuyện nước ngoài, ngay đến chuyện trong nước muốn xử lý cũng khó. Diệp Phàm tôi nói như thế không có ý là tổ đặc nhiệm A vô dụng, phải sát nhập với bộ 2 bộ 3 hay cục an ninh quốc gia gì cả. Diệp Phàm tôi nói như thế là rung lên hồi chuông cảnh báo các vị rằng chúng ta phải cố gắng lên, bằng không chẳng qua chỉ là khoa môi múa mép, như ếch ngồi đáy giếng cho rằng ông đây là vĩ đại nhất, ra ngoài chỉ như đứa trẻ thiểu năng thì ích gì. Đến lúc đó, kẻ chịu tổn thất nặng nề chính là chúng ta. Diệp Phàm giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Soạt! Tây Môn Đông Hồng tức giận rõ ràng, chiếc bật lửa nhựa bị hắn đạp mạnh lên bàn. Nhưng vì lực quá mạnh nên bị nổ tung. Tách một tiếng rất to, suýt chút nữa nổ vào người lão già này rồi. Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, sắc mặt Tây Môn Đông Hồng lại càng khó coi, hắn hướng về phía Diệp Phàm nói sẵn. Tổ trưởng cung, hôm nay nếu đồng chí Diệp Phàm không thể nói cho rõ ràng. Tây Môn Đông Hồng tôi yêu cầu tổ chức cần thảo luận phê bình hắn. Thanh niên quá cuồng vọng, nói chuyện quá vô trách nhiệm. Nơi đây là tổ đặc nhiệm A mà công nhiên nói xấu, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Điều này gây dao động lòng quân, tôi nghi ngờ ý đồ của đồng chí Diệp Phàm. Rắc, tiếng động lần này còn lớn hơn nữa, cung khai hà suýt chút nữa nhắm tịt hai mắt lại bởi vì hắn ta hiểu được chiếc bàn hội nghị này đến lúc phải thay rồi. Không ngờ rằng chiếc bàn làm toàn bằng gỗ đặc dày đến 20cm cứng như thế vẫn bị Diệp Phàm đập một cái thủng ngay một lỗ lớn. Dao động lòng quân, ý đồ con mẹ nó, Diệp Phàm tôi vì tổ đặc nhiệm A làm bao nhiêu việc. Vào sinh ra tử. Xa không cần nói đến, mấy trận huyết chiến gần đây, có lần nào là tôi không tham gia. Tôi nói như vậy là để cảnh tỉnh mọi người, là muốn bộ máy chúng ta kiến thiết thêm một bước, tăng cường khả năng tấn công và năng lực của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Những nước lớn trong đương đại như chúng ta không thể tiến hành chiến tranh quy mô lớn được mà chỉ có thể cọ sát cục bộ. Giống như việc các quốc gia có bí mật gì hay có đồ vật gì tốt sẽ tiến thành chiến tranh đặc biệt. Đội ngũ đặc biệt như tổ đặc nhiệm A cũng có thể tham chiến. Cũng không phải là chiến tranh thực sự, đây là cuộc huyết chiến của tổ đặc nhiệm A tinh nhuệ. Diệp Phàm đứng lên, trực tiếp phun nước bọt về phía mặt Tây Môn Đông Hồng. Cậu như thế này là thái độ gì?
cậu như thế này có phải là đang nói chuyện với lãnh đạo không? Hôm nay ngay tại đây, loại hành vi này của cậu là không thể chấp nhận được. Đập một cái đã làm hỏng bàn, cậu đây là phá hoại của công. Tổ trưởng Cung, chiếc bàn hội nghị này sẽ được trừ vào lương của đồng chí Diệp Phàm, hơn nữa còn phải phạt thật nặng. Tôi thấy chúng ta bây giờ có thể thảo luận vấn đề nghiêm trọng của đồng chí Diệp Phàm. Tôi chính thức lấy danh nghĩa tổ phó thường trực tổ đặc nhiệm A xin đề xuất phải thảo luận vấn đề về đồng chí Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm có vấn đề về mặt tư tưởng nhận thức, hành vi vượt quá giới hạn trong hội nghị tập thể. Đồng chí Diệp Phàm cậu là một anh hùng chiến đấu. Nhưng cậu hãy suy nghĩ thử xem, lần chiến đấu đó phải có sự hợp lực của cả tập thể mới có thể đánh thắng đấy. Trong trận chiến Sahara, đội quân tiên phong của trung đoàn tôi xông pha khu đạn đạo tiếp ứng cho các đồng chí đấy. Chỉ dựa vào một mình cậu mà có thể chiến thắng sao? Quá kiêu ngạo rồi đó. Cho nên đồng chí Diệp Phàm anh dù có chút công lao cũng không thể lấy đó làm cái cớ để thách thức quyền uy của tổ đặc nhiệm A, phá hoại tài sản quan trọng của tổ đặc nhiệm A. Chiếc bàn hội nghị này, bề ngoài chỉ là một cái bàn hội nghị bình thường. Nhưng chiếc bàn này chính là đại biểu cho đảng ủy tổ đặc nhiệm A, là trung tâm tổ chức hội họp của tổ đặc nhiệm A, được sử dụng để bàn luận chuyện quốc gia đại sự đấy. Đây không còn là một chiếc bàn hội nghị thường nữa mà là đại diện cho quyền uy của tổ chức. Vừa hay có đồng chí Dương Quốc Đào ở đây. Đồng chí Dương Quốc Đào, anh nói gì đi. Và cả đồng chí Lâm Đống Quốc, anh cũng nên nói gì đi. Tây Môn Đông Hồng đúng là không phải loại thâm độc bình thường. Hắn thừa biết đồng chí Cung Khai Hà khá yêu ái Diệp Phàm. Chương 2302, tranh luận gay gắt ở phòng họp hội nghị của tổ đặc nhiệm A. Cho nên rõ ràng kéo Lâm Đống Quốc và Dương Quốc Đào thành ba người cùng công kích Diệp Phàm. Đến lúc đó, Cung Khai Hà có muốn che chở cho Diệp Phàm cũng khó. Ừ, đây là một hành vi vô tổ chức vô kỷ luật nghiêm trọng. Tôi là người làm chính trị, thanh niên mà có tư tưởng lơi lỏng, quá khích là không được. Nhất định phải nghiêm túc phê bình giáo dục thậm chí xử lý. Bằng không nếu cứ thế phát triển sẽ rất bất lợi đối với quốc gia chúng ta. Nhất là đối với việc kiến thiết tổ đặc nhiệm A chúng ta. Loại tư tưởng này nếu lây lan ra sẽ dẫn đến sự nguy hại lớn và hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta không thể cho rằng đó chỉ đơn thuần là một vấn đề ngôn luận nhỏ không đáng bàn được. Mà tự lời nói có thể cho thấy tư tưởng của đồng chí tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Dương Quốc Đào bắt đầu tiến hành phản bác tư tưởng chính trị. Thằng cha này, không hổ là xuất thân làm khảo hạch chính trị. Những lời lẽ phun ra thao thao bất tuyệt. Đồng chí Tiểu Diệp thiếu chút nữa thành tội nhân của quốc gia, tội nhân của lịch sử. Ha ha, hành vi của đồng chí Diệp Phàm tuy có chút hơi quá. Nhưng mà, thanh niên có chút nóng nảy là điều bình thường. Hơn nữa cái đập bàn này cũng cho mọi người thấy được thực lực cả người thanh niên rồi phải không? Không ngờ Lâm Đống Quốc lại nói ra những lời như vậy làm cho Tây Môn Đông Hồng kia một phen xa sầm mặt lại, thiếu chút nữa tức nổ cả mũi. Năng lực chiến đấu của đồng chí Diệp Phàm tôi đã từng tận mắt chứng kiến rồi. Trên chiến trường, tình cảm yêu nước sâu sắc của đồng chí Diệp Phàm đã thể hiện rõ ràng. Đới thành tôi vô cùng không phục đồng chí Diệp Phàm. Nói lời khó nghe thì nếu tư tưởng tác phong của đồng chí Diệp Phàm là có vấn đề thì đới thành tôi kiên quyết phản đối. Bởi vì, trên chiến trường, cậu ấy thường là chủ soái lãnh đạo lập công nhiều nhất, nhiệm vụ được hoàn thành một nửa là nhờ công lao của cậu ta. Và cả khi yểm hộ các đồng chí, cậu ấy thường là người đi sau cùng. Còn nói về chuyện đánh hỏng cái bàn thì hỏng rồi thì thôi. Một cái bàn, tin chắc rằng tướng quân kế cũng không so đo tính toán gì đâu, phải không nào? Hơn nữa, chiếc bàn hội nghị của chúng ta đã lâu không thay, trước kia thường là tướng quân Lý đập bàn nhiều nhất. Bây giờ bị tổ trưởng Diệp đập một cái thì có phải là mọi người càng được ngồi bàn mới không? Điều này gọi là cái cũ không mất đi thì cái mới không đến được. Nói về vấn đề cái bàn, tôi thấy không cần thiết nữa rồi. Đây đâu phải là chuyện nghiêm trọng gì. Bộ máy lãnh đạo tổ đặc nhiệm A chúng ta đã trở nên nhàn rỗi bàn luận những chuyện nhỏ nhặt về chiếc bàn hội nghị như vậy từ bao giờ thế? Có những lúc như thế này mới thấy quốc gia của chúng ta thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, nước ngoài cũng không dám xem thường nói năng uy hiếp khiêu khích gì cả. Tôi thật sự hy vọng ngày đó sẽ đến. Đới thành không ngờ toàn tâm toàn ý ra sức ủng hộ đồng chí Diệp Phàm. Thay cái gì, mới đổi được có mấy tháng. Chẳng lẽ tổ đặc nhiệm A có thể tha thứ dễ dàng cho loại hành vi như thế này sao?
tôi cho rằng loại hành vi của đồng chí Diệp Phàm tuy nói là việc nhỏ nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái đập bàn này của cậu là để uy hiếp ai? Đây là một kiểu thị uy đối với thành viên của tổ chức. Giống kiểu người Mỹ thường làm những chuyện loại này, động một chút là lại đem hàng mẫu đặt trước mặt người ta. Người ta muốn hù dọa chẳng qua là người ngoại quốc. Anh xem đồng chí Diệp Phàm hù dọa ai? Hơn nữa, hành vi của đồng chí Diệp Phàm hôm nay là nhằm về phía thành viên của tổ chức. Đây là hành vi gì? Đây là loại tư tưởng gì? Một số đồng chí nói bàn hội nghị chỉ là một chiếc bàn. Vậy tôi muốn hỏi một chút, ảnh chụp của lãnh tụ chỉ là một tấm hình thôi sao? Đó là biểu tượng cho quyền uy của một bậc vĩ nhân, là một kiểu tín ngưỡng. Lão già Lan Viễn Kim này thật biết nói chuyện, nói hết từ trong nước nói ra đến nước ngoài, cuối cùng không ngờ còn lôi cả lãnh tụ ra để nói. Thôi được rồi, được rồi. Đồng chí Cung Khai Hà nghiêm mặt xua xua tay, liếc nhìn mọi người một cái, nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nói để tốt cho tổ đặc nhiệm A. Cậu cho rằng thực lực của tổ đặc nhiệm A quá yếu, loại tư tưởng này tôi cho rằng chắc chắn không phải là làm dao động lòng quân mà là để cảnh tỉnh mọi người. Tuy nhiên tôi hy vọng cậu có thể nói ra những điều cậu nhận thấy. Chỉ cần nói ra sự thật thì sẽ thực sự có tác dụng đối với các thành viên của tổ chức chúng ta. Không cần hễ nói là đập bàn như thế, đừng nói là một cái chứ 10 cái bàn cũng sẽ trừ vào tiền lương của Cung Khai Hà tôi để đổi bàn. Lời lẽ của Cung Khai Hà vô cùng điềm đạm, cẩn trọng, nghiêm túc. Thưa các vị lãnh đạo, tôi nói ra những lời này không phải để làm cho người nghe kinh sợ. Ít nhất, từ tình hình thực tế của tổ đặc nhiệm A có thể nói là thực sự xấu. Trước quãng thời gian tôi đi Đồng Lĩnh, thành phố Đồng Lĩnh có một tập đoàn khai thác mỏ rất lớn gọi là tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Bởi vì đã phát sinh một việc nên Tổng Giám đốc Phượng Thảo Thiên của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc rất không hài lòng. Sau này tìm hiểu ra tôi mới phát hiện, tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc là sản nghiệp quan trọng của Phượng Gia. Mọi người đều biết đến Phượng Gia phải không? Diệp Phàm hỏi. Phải chăng là người được gọi là Mèo Tây Cương, một trong bốn nhân vật kiệt xuất của Trung Hoa đến từ dãy núi Thiên Sơn, có liên quan đến gia tộc Phượng Thị dưới chân núi Nhạc Chi của cô nàng Phượng Tứ không? Nghe đồn rằng cô gái này bây giờ tuy đã sắp xỉ 30 tuổi nhưng dung nhan nghe nói xinh đẹp như tiên nữ trên trời. Đẹp như hoa sen tuyết của Thiên Sơn. Nhưng nghe nói cô ấy đều dùng khăn lụa trắng che mặt khiến nhìn không rõ gương mặt. Không ngờ tướng quân Đới Thành lúc này còn thích thú với điều này, tò mò lập tức cười hỏi. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Ngọc ngồi bên cạnh một cái, hỏi. Đồng chí Thanh Ngọc, trong tư liệu tình báo của chúng ta, cao thủ lợi hại của Phượng Gia là khoảng bao nhiêu? Nếu tôi nhớ không lầm. Trưởng tộc Phượng Gia cũng là bà nội Phượng Thanh Hương của Phượng Tứ hẳn là đạt đến tấn cửu đẳng tầng cao nhất, cùng cấp độ siêu cao thủ với tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn trong lục tôn của TQ. Còn sư phụ của Phượng Tứ Tài Đông Mi thì kém hơn một chút nhưng cũng là cửu đẳng tầng thứ ba. Hai vị nữ sĩ này là trụ cột của Phượng Gia. Về phần những người khác thì hình như Phượng Gia cũng không có nhiều nhân tài kiệt xuất lắm. Còn Phượng Tứ nghe nói đạt đến bát đẳng, là một nhân tài kiệt xuất. Trong đầu Triệu Thanh Ngọc quả chứa không ít thông tin tình báo nên được tất cả mọi người coi là tình báo sống. Vậy tôi sẽ kể lại một sự việc, lần trước cùng Tề Thiên đi đến vùng hoang dã phía bắc bên hồ Lục Hãn. Tôi không nhìn thấy người, có người trực tiếp đánh ngã Tề Thiên mà mấy viên cảnh vệ cấp dưới cậu ta từ khoảng cách xa hơn 100 mét. Sau đó bị tập kích, anh có biết thủ đoạn công kích của họ là cái gì không? Diệp Phàm liếc nhìn mọi người một cái, thản nhiên hừ nói. Đợi đã đồng chí Diệp Phàm, cậu nói là đánh ngất Tề Thiên từ khoảng cách hơn 100 mét, cậu làm sao biết được là cách 100 mét? Thôi Kim Đồng hấp tấp hỏi, điều này thật làm cho người ta quá khiếp sợ, bởi vì tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều mang vẻ mặt này. Ha ha, vào buổi tối, tôi có thể nhìn thấy rõ ngay cả con côn trùng nhỏ từ khoảng cách hơn 100 mét. Điều này là môn bí thuật của sư môn chúng tôi, không tiện công khai. Diệp Phàm cười thần bí nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu khẳng định là đánh ngất Tề Thiên từ khoảng cách hơn 100 mét sao? Không ngờ đồng chí Cung Khai Hà cũng không nhẫn nại nổi, hỏi. Tuyệt đối là sự thật, trong phạm vi 100 mét, cảm giác của tôi vẫn tương đối nhạy bén. Nếu có người, tôi có thể phát hiện ra. Diệp Phàm xác nhận lại. Lập tức, trong phòng hội nghị yên tĩnh trở lại. Tổ trưởng Cung, người đó phải chăng là cao thủ thập đẳng? Ngay cả Tây Môn Đông Hồng cũng trầm ngâm hỏi.
Những người ngồi đây đều biết, nội cộng trực tiếp bắn ra cách hơn 100 mét, chỉ sợ còn không đơn giản chỉ là cao thủ thập đẳng. Và lại Tề Thiên tuy nói thân thủ đã bị phế đi nhưng ít ra cũng còn là cao thủ tam đẳng. Một cú đánh đã làm cho người ta hôn mê rồi, người này thực sự quá cao siêu. Đồng chí Diệp Phàm, sau đó thế nào? Cung Khai Hà hỏi, ông già này cũng vô cùng hứng thú rồi. Sau đó, sự tấn công của bọn chúng càng làm người ta khiếp sợ. Không ngờ hút tất cả cá trong hồ lên không trung, tạo thành một chiếc roi cá đánh đến người tôi. Nói thật lòng, phi đao này của tôi trước roi cá đều bị mất tác dụng. Hơn nữa, từ đầu đến cuối tôi cũng không phát hiện ra người tấn công tôi. Dựa vào thân thủ của tôi, muốn tấn công tôi cũng khó. Nếu như là tấn công trực diện tôi đã không được, đằng này người ta lại sử dụng roi ta tấn công tôi từ khoảng cách hơn 100 mét. Diệp Phàm nói. Sau đó cậu làm sao mà thoát hiểm được? Lan Viễn Kim vẻ mặt tò mò hỏi. Tôi cũng thực sự không rõ lắm, lúc đó tôi bị đánh đến suýt nhất rồi. Đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, hơn nữa theo tiếng hừ đó, roi cá trên không trung cũng bị âm thanh tác động làm phân tán ra. Hình như là gặp phải một lão già thần bí càng mạnh hơn, có thể hai người đó cãi nhau về giấc mộng của hắn gì đó. Kết quả người ta ra một trường cách chừng 200 mét. Từ hai thân cây cách chừng 100 mét bay ra hai người. Nghe khẩu khí của hai lão tiền bối tôi mới biết được, hai người nữ tấn công tôi chính là hai vị tiền bối của Phượng gia. Phượng Thanh Hương và Tài Đông Nghi, chắc là vì chuyện khai thác mỏ của Thiên Mộc mà đến trừng phạt tôi. Hai vị tiền bối kia dọa rồi đi, còn vị tiền bối thần bí kia vẫn không lộ diện. Hai ngày sau, Phượng gia mới cử Phượng Tứ đến bàn bạc với tôi, trao đổi về vấn đề khai thác mỏ của tập đoàn Thiên Mộc. Bọn họ đã rất nhượng bộ, hơn nữa, Phượng Thảo Thiên đã vào đại lao. Đây là quả báo của hắn. Diệp Phàm nói. Quái lạ, hai vị nữ sĩ của Phượng gia rõ ràng có thể đánh thắng cậu, sao còn phải thỏa hiệp với cậu? Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng về tình huống này. Lúc này, Dương Quốc Đào nêu lên thắc mắc. Điều này, tôi cũng không được rõ cho lắm, có thể là vị tiền bối bí ẩn kia đã nói gì đó. Khiến hai vị nữ sĩ Phượng gia kia tưởng ông ta có quan hệ gì với tôi nên đe dọa. Diệp Phàm đương nhiên là nói nửa thật nửa giả. Xem ra, Phượng Thanh Hương và Tài Đông Mi đều đạt đến trình độ thập đẳng. Còn vị tiền bối bí ẩn kia bản lĩnh thật quá cao, chắc là đạt đến tầng 11. Không ngờ Hoa Hạ chúng ta lại xuất hiện những cao thủ tuyệt thế như vậy. Đồng chí Diệp Phàm nói không sai, nếu bọn họ gây ra chuyện gì đó thì tổ đặc nhiệm A chúng ta khó mà có thể xử lý được. Cung Khai Hà nói, điều này còn chưa là cái gì, chuyện càng khiến người ta khó giải quyết còn ở phía sau. Diệp Lão Đại lại bắt đầu chơi trò úp mở. Chẳng lẽ còn có kẻ lợi hại hơn nữa xuất hiện sao? Lâm Đống Quốc không kìm nổi bèn hỏi. Trước đây đã xảy ra một sự việc, khi người bạn học Tuyết Hồng ở nhờ nhà tôi đã đánh người vì tự vệ. Sao có thể chứ, một cô gái mười mấy tuổi lại là cao thủ thập đẳng, không thể nào. Dương Đào Quốc thực sự khó mà tin được. Cao thủ thập đẳng dường như biến thành rau dưa không đáng giá nữa rồi. Tổ đặc nhiệm A của chúng ta ngay đến một cao thủ thập đẳng cũng không có. Nếu tình hình thực tế đúng như vậy, tôi thật sự lo lắng cho sự kiến thiết của tổ đặc nhiệm A đấy. Ngay cả Lan Viễn Kim cũng có nét mặt u buồn. Chương 2303, thanh niên, nên làm nhiều một chút. Đích xác là cao thủ thập đẳng. Dựa vào cao thủ cửu đẳng đạt cảnh giới viên mãn như tôi hiện tại mà còn không phải là đối thủ của cô ta. Nói ra thật xấu hổ, tôi suýt chút nữa thì răng rụng đầy đất rồi. Sau này mới biết trong nhà Tuyết Hồng có một quyển bí thuật có thể níu giữ thời thanh xuân, làm chậm tình trạng lão hóa. Tuy nhiên cũng cần có nhân tài tương xứng mới có thể làm được. Tỷ lệ rất thấp, cô gái kia chính là nguyên nhân từ đó. Song, tuổi thật cô gái đó cũng không nhiều lắm, chưa đến 40 tuổi. Diệp Phàm lại tiết lộ thêm một bí mật, tất nhiên hắn sẽ không tiết lộ cụ thể là ai rồi. Bằng không, đồng chí Cung Khai Hà lại chú ý chăm chăm vào đó thì bản thân mình sẽ tự chuốc lấy rắc rối lớn. Cái gì, cậu đạt được cửu đẳng tầng cao nhất từ lúc nào? Cung Khai Hà mắt trợn tròn nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Ha ha, lúc không để ý đã lên cấp rồi, chỉ đáng tiếc là chưa thể đột phá lên thập đẳng. Lúc đó tôi đã từng nói rồi. Vị tiền bối giấu mặt kia hình như thích tôi. Cho nên khi Phượng Thanh Hương và Tài Đông Mi liên thủ tấn công tôi thì một trường lực lớn đã đẩy luồng khí nội lực của hai người họ vào trong cơ thể tôi.
cũng có thể vị lão tiền bối cố ý chọc tức họ vì thấy tức giận bị hai người họ làm phiền đến giấc mơ đẹp nên trừng phạt nhẹ. Hơn nữa, lúc ấy tôi may mắn, đã hấp thụ được 20 năm nội lực từ cơ thể hai người bọn họ, cho nên vô tình đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm thản nhiên cười. Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, căn bản không hề tin lời nói dóc của hắn. Vị tiền bối bí ẩn kia nhất định có quan hệ gì đó với Diệp Phàm. Chẳng qua đồng chí Diệp Phàm kia không muốn nói ra, anh lại không có cách gì hỏi được. Cả đám đều nhìn chằm chằm đồng chí Cung Khai Hà, dĩ nhiên là hy vọng đồng chí Lão Cung sẽ đứng ra khiến đồng chí Diệp Phàm bật mí nhiều bí mật hơn nữa. Thôi được rồi, không tán gẫu chuyện này nữa. Sau này phải dốc toàn lực xây dựng đội ngũ tổ đặc nhiệm A Hùng mạnh. Từ tình hình tổ trưởng Diệp phát hiện cho thấy chúng ta đang mạnh lên. Nếu không chẳng những không quản được chuyện nước ngoài mà ngay đến chuyện trong nước thì tổ đặc nhiệm A chúng ta chỉ có thể bàng quan đứng nhìn thôi. Những tình huống như thế sẽ không được xảy ra nữa. Vừa rồi nói đến chuyện mọi người cùng chi viện cho Chu Đồng, người thanh niên kiệt xuất như thế cũng là đối tượng mà tổ đặc nhiệm A chúng ta bồi dưỡng. Nhất định phải cứu, dù là từ phương diện danh dự của nhà nước thì cũng cần phải cứu. Dĩ nhiên chúng ta chưa hiểu rõ về tình hình tam độc giáo nên khó khăn càng thêm chồng chất. Hành động lần này sẽ do đồng chí Diệp Phàm chỉ đạo. Cần điều phối gì, các bộ phận sẽ chung sức hợp tác hỗ trợ đồng chí Diệp Phàm hoàn thành việc cứu người đạt kết quả tốt đẹp. Các đồng chí nào không đồng ý thì bây giờ có thể lập tức đề xuất để thảo luận trao đổi ngay. Cung Khai Hà tiện thể bắt đầu định liệu luôn. Chuyện như thế này, ai còn có thể phản đối được? Nếu không chẳng khác nào kẻ tội nhân gây trở ngại cho sự phát triển của tổ đặc nhiệm A, cho nên dĩ nhiên là không ai dám hé răng rồi. Thưa tổ trưởng Cung, còn có một việc nữa. Đồng chí Chu Đông Xuân nghe nói bị hàm oan, cho nên muốn đồng chí Chu gia nhập đội thì phải giải quyết chuyện của đồng chí ấy. Huống chi người ta nếu thật sự bị hàm oan thì từ lập trường chính nghĩa mà nói cũng nên làm như thế. Diệp Phàm nói, liếc nhìn mọi người một cái rồi nói tiếp. Chuyện này, tôi thấy công việc bên của lão qua đang nhiều không xuể. Hay là nhờ một vị lãnh đạo có thẩm quyền trong bộ máy cứ âm thầm điều tra xử lý một chút là được. Phòng họp lại chìm vào yên lặng một chút. Tổ trưởng Cung, chúng ta ra mặt đều có phần không thỏa đáng. Đây là điều lệ quy định của tổ đặc nhiệm A. Hơn nữa đồng chí Chu Đông Xuân hình như còn dính đến cơ quan kiểm tra kỷ luật Cục Công an. Đây là chuyện của khối chính quyền. Vì vậy tôi cho rằng để đồng chí Diệp Phàm ra mặt vẫn là khá phù hợp, bởi trọng tâm công tác của cậu ta vẫn nằm ở khối chính quyền phải không nào? Tin rằng dựa vào năng lực của đồng chí Diệp Phàm thì chuyện nhỏ này không làm khó được cậu ta. Tương tự như vụ án lớn Ngư Đồng khó khăn như thế mà đồng chí Diệp Phàm có thể giải quyết được. Chút chuyện nhỏ của Chu gia tuyệt đối không làm khó được đồng chí Diệp Phàm đâu. Tây Môn Đông Hồng thật thâm độc, lại quàng việc này lên đầu Diệp Phàm. Đồng chí Đông Hồng, tôi cũng chỉ là người chứ không phải là thần thánh. Không phải vừa nói chuyện bên Lào tôi đã bận đến vắt chân lên cổ không kịp rồi, sao có thể đi giải quyết chuyện của Chu Đông Xuân được. Diệp Phàm suýt chút nữa gào lên rồi. Chuyện này, các đồng chí khác đều không tiện ra mặt, chỉ có Diệp Phàm là thích hợp một chút. Hơn nữa, người khác muốn đàm tiếu cũng không có cớ. Đó là bởi vì đồng chí Diệp Phàm có hai thân phận, mà còn là đặc biệt nữa. Trọng điểm công việc của cậu ta không phải ở khối tổ đặc nhiệm A chúng ta. Điều này là nguyên nhân khiến chúng ta và cậu ấy có những bất đồng lớn. Quyết định như vậy đi, việc này, vẫn là do đồng chí Diệp Phàm ra mặt giải quyết. Đương nhiên nếu các chuyện tương quan khác các vị cũng sẽ tô thể hỗ trợ giúp đỡ phải không nào. Dĩ nhiên đồng chí Diệp Phàm phải vất vả nữa rồi. Giống như giải quyết vấn đề tam độc giáo, đồng chí Diệp Phàm đã từng nói rồi. Cậu ấy không cần nhân viên của tổ đặc nhiệm A, chỉ cần điều mấy người bằng hữu đi là được. Cậu ấy xuất người đi, chúng ta cấp thiết bị vũ khí. Đương nhiên về mảng cung cấp tình báo thì chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Cung Khai Hà cũng không phải hạng thâm độc bình thường, dĩ nhiên muốn sống chết mặc bay. Tổ trưởng Cung, như vậy chỉ e không thỏa đáng rồi. Vừa nãy anh từng nói đây là chuyện của tổ đặc nhiệm A. Trước kia chưa thiết lập lại ban lãnh đạo thì tôi mới mời bạn bè giúp đỡ. Nay hội nghị đã quyết định tổ đặc nhiệm A chính thức giải quyết những vấn đề nan giải trong bộ máy rồi. Tại sao lại biến tôi thành người đi làm còn tổ đặc nhiệm A cung cấp thiết bị và vũ khí? Như thế chẳng phải là biến việc công thành việc riêng rồi hay sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng, nhìn chân chối.
há hốc mồm vì sự vô sỉ của lão cung. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, thanh niên làm nhiều một chút có gì không đúng. Hơn nữa cậu có bạn bè, cần gì ép tổ đặc nhiệm A phải điều người đi nữa. Và lại cậu cũng vừa nói tình trạng của tổ đặc nhiệm A đang rất xấu. Mỗi một đội viên của chúng ta đều là tài sản quý báu của quốc gia, không thể để tổn thất được. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A cũng không nhiều đội viên, không thu xếp được nhân lực. Cậu đã có bằng hữu võ công cao cường, mời họ ra tay thêm một lần thì có sao? Cậu cũng là tổ phó tổ đặc nhiệm A, bình thường rất ít lộ diện, thỉnh thoảng tương trợ tổ đặc nhiệm A một lần cũng bình thường thôi mà. Cũng là vì quốc gia, cậu không thể từ chối nữa đâu. Không ngờ Tây Môn Đông Hồng cũng miệng nam mô, bụng một bồ dao găm nói. Các anh suy nghĩ thật là chu đáo. Tổn thất về người là chuyện của phía chúng ta, nếu bằng hữu bị tổn hại thì chẳng phải càng gay gâu hơn sao? Điều này vẫn không thỏa đáng. Người của tổ đặc nhiệm A là người, còn bạn bè của tôi không phải là người sao? Diệp Phàm một mực lắc đầu. Được rồi, không cần nói nữa. Phía chúng tôi sẽ cử ra hai người, nhiều nhất là hai người. Phía các cậu cũng cử người ra, thực sự vất vả rồi. Cũng vì quốc gia, người ta lại không được nhận tiền lương của quốc gia. Như thế này đi. Nói đến đây, đồng chí Cung Khai Hà liếc nhìn tướng quân Kế Vĩnh Viễn bên cạnh một cái, nói tiếp. Hay là cấp cho người của Diệp Phàm một khoản gọi là bù đắp được không nào? Nên như thế, ngay đến phương diện quốc gia có thuê cũng nên bù đắp xứng đáng. Tôi thấy hay là xuất ra 1 triệu tệ cho người của Diệp Phàm làm kinh phí hành động lần này. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Không khác bố thí cho ăn mày là mấy. Diệp Phàm lúc nào hừ một tiếng. Cái gì, bố thí cho ăn mày? Đồng chí Diệp Phàm này, tổ đặc nhiệm A tuy nói năm nay quốc gia có cấp thêm kinh phí nhưng giải đi khắp thế giới cũng chỉ như muối bỏ bể. Cậu thừa hiểu sự khó khăn trong tổ. Như vậy bây giờ có thể rút ra được 1 triệu, 2 triệu là tốt lắm rồi. Kế Vĩnh Viễn giật giật nơi khóe miệng nói. Diệp Phàm thật sự muốn đạp cho lão già này một phát trước mặt mọi người, thật quá cứt sắt mà. Diệp Phàm chợt phát hiện đồng chí Cung Khai Hà nháy mắt với mình, thằng nhãi này liền nghĩ ngay đến trà, rượu, thuốc lá và nói ngay. Như thế này đi Kế tướng quân, cấp cho mỗi người bạn của tôi đều được 1 gói trà, rượu, thuốc lá để mọi người được thưởng thức. Những cao nhân này đều uống một ngụm, nếu không đem gấu mèo thừa trong kho, tuyệt phẩm Long Tỉnh Tây Hồ và mấy hũ Mao Đài 5 sao, mỗi loại 1 tá đem cấp cho tôi là được. Con người tôi không tham lam, có thể thấu hiểu được khó khăn trong tổ. Yêu cầu của điều kiện phụ này dù gì tổ cũng có thể giải quyết được cho tôi chứ. Cái gì, đồ dư thừa, lại còn mỗi loại 1 tá. Cậu nghĩ rằng Kế Vĩnh Viễn ta mở công ty sản xuất thuốc lá, chè và rượu phải không? Những thứ này đều được cung cấp, điều phối từ văn phòng trung ương bên kia. Mỗi 1 kiện cũng đều phải có xuất xứ có hạn ngạch đấy. Hơn nữa, phải đăng ký trong danh sách. Văn phòng trung ương bên kia hạn ngạch 1 năm chỉ được như vậy, số lượng có hạn, trong tình hình bình thường không có gì thay đổi thì cậu có thể lấy, phải chăng muốn thưởng thức tất cả hạn ngạch của mọi người không? Không được, không được, số lượng nhiều quá, mỗi loại lấy 4 kiện là được rồi. Hai mắt Kế Vĩnh Viễn trợn tròn hết cỡ, suýt chút nữa phì cả nước bọt ra. Nhưng anh cũng nghĩ thử xem. Các bạn tôi phải đổ máu. Sự nguy hiểm của tam độc giáo, các vị đều hiểu được, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Mấy bao thuốc, 1 chút lá trà, mấy bình rượu đem so sánh với sinh mạng con người. Chẳng lẽ Kế tướng quân còn không nhìn ra được sao? Diệp Phàm ép tới. Đồng chí Diệp Phàm, cậu sao có thể nói như vậy được? Khi nhận nhiệm vụ lại còn đưa ra yêu sách điều kiện với lãnh đạo. Các cậu vất vả, điều này tất cả mọi người đều biết. Nhưng cũng là vì quốc gia phải không nào? Sao có thể đòi thế này thế kia được? Đương nhiên, các cậu vất vả, chúng tôi cũng muốn bù đắp tương xứng. Tôi thấy như thế này đi, Kế tướng quân cũng đã nói rồi. Những vật phẩm này đều có số lượng hạn chế, mà tam độc giáo cũng đã thò tay đến đất nước chúng ta, tuyệt đối phải chặt đứt bàn tay độc này. Yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm cũng không phải là quá đáng. Tôi có một phương án. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc, nói đến đây nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. 9 thành viên đang tại chức trong bộ máy, tất nhiên là trừ Diệp Phàm rồi. 8 vị đồng chí còn lại mỗi người rút ra 1 kiện từ hạn ngạch của mình trợ giúp cho đồng chí Diệp Phàm, gộp lại được 81 kiện rồi. Hạn ngạch của tôi nhiều hơn các đồng chí một chút, tôi ủng hộ 2 kiện lớn.
chỉ là hai bình Mao Đài 5 sao, hai hộp cực phẩm Tây Hồ Long Tỉnh, hai tay gấu mèo. Như vậy tính cũng được 9 kiện lớn rồi, cộng thêm 4 kiện lớn của kế tướng quân lấy từ phòng công vụ. Cộng lại tổng cộng 13 kiện lớn cấp cho đồng chí Diệp Phàm mang đi là được. Các đồng chí, các anh nói thử xem, phương án tôi đưa ra thế nào. Cái này, tổ trưởng cung, hạn ngạch của tôi không nhiều lắm, một tháng cũng chỉ có 2 kiện lớn. Cấp cho một kiện e rằng căn bản đã không đủ rồi. Điều này, anh cũng thấy đấy, con người tôi bình thường khi không có việc đều thích nhâm nhi một chén. Mỗi bữa là không thể thiếu một ly. Cái này, khi con sâu rượu phát tác sẽ rất khó chịu đây. Hơn nữa, có khi uống quen rồi, những loại khác lấy ra đều cảm thấy chưa đủ kình. Huống hồ có khi còn chiêu đãi bạn bè, khi chấp hành nhiệm vụ cũng đều cần đến những thứ này. Lúc này, Trung tướng Lan Viễn Kim vẻ mặt đau khổ nói. Chương 2304, Kiều báo quốc bị người khác bôi nhọ. Nếu không, bản thân Lan tướng quân thay đồng chí Diệp Phàm sang Lào để giải quyết vấn đề Tam Độc Giáo là được rồi phải không? Tôi sẵn sàng lấy toàn bộ hạn ngạch tháng sau ra ủng hộ. Thôi Kim Đồng nói giọng hơi có vẻ khó hiểu. Các anh rõ ràng biết tôi có bản lĩnh này. Lan Viễn Kim suýt chút nữa uất nghẹn vì y chỉ là một sĩ quan bình thường, không hề có bản lĩnh quốc thuật. Bình thường cùng lắm chỉ là huấn luyện mấy động tác đơn giản cho quân đội mà thôi. Y giống như Dương Quốc Đào, không có năng lực quốc thuật. Y là người được Bộ Tổng Tham Mưu phái đến để giữ cân bằng tổ đặc nhiệm A, thực tế lại thường mang đến chút rắc rối cho tổ A mà thôi. Trước đây các anh hùng của chúng ta đã từng liều mạng, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể kế tục và thấu hiểu được. Chẳng lẽ chỉ vì một hai tháng không uống rượu, không thưởng thức trà, không hút thuốc lá có thể làm chúng ta ức chết hay sao? Cung Khai Hà lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm túc lườm Lan Viễn Kim. Thôi được rồi, tôi không nói nữa, tôi cai thuốc lá là được chứ gì? Lan Viễn Kim thở phì phì nói. Vậy càng tốt, nếu đồng chí Lan Viễn Kim thật sự có dự định này thì sau này kế tướng quân có thể bớt được một khoản chi rồi. Đồng chí Viễn Kim, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Là cai thuốc thật hay vở cai thuốc đây? Cung Khai Hà truy hỏi đến cùng, khó khăn lắm mới có cơ hội để cho thằng cha này một vố, tất nhiên phải dồn ép đến cùng rồi, nếu không cứ phải băn khoăn y là đại biểu Bộ Tổng Tham Mưu mãi. Tôi chỉ định cai thuốc một tháng thôi, tháng sau hạn ngạch bị thiếu nên cai trước từ bây giờ, hy vọng cung tướng quân đừng xuyên tạc ý tứ của tôi. Lan Viễn Kim thật sự muốn đưa tay vả cho đồng chí Cung Khai Hà một cái. Chẳng qua là Lan Viễn Kim chưa có đủ khả năng nên chỉ đành ngậm bồ hòn mà nói xạo. Thì đúng rồi, đồng chí Diệp Phàm khi nào đi thì sẽ lĩnh 13 kiện lớn nhé. Còn nữa, nếu bạn bè của cậu cần tổ đặc nhiệm A chúng ta tiến hành huấn luyện ngắn hạn đặc biệt thì cứ nói, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình. Cần thứ gì cứ nói, tuy rằng họ không phải đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A mà chỉ là bạn bè của cậu nhưng cũng là những cao thủ của TQ giống như các đội viên của tổ đặc nhiệm A, không được để tổn thất. Cung Khai Hà giảng giải. Xin cảm ơn thủ trưởng cung đã quan tâm, nếu thật sự cần thiết tôi sẽ dẫn họ đến sân huấn luyện của căn cứ báo săn. Đã có Trần Quân ở bên đó nên sẽ không phải phiền đến tổ trưởng cung đâu ạ. Diệp Phàm nói, vì không muốn đồng chí Cung Khai Hà nhắm chặt đến, nếu không thì thân phận bạn bè của mình sẽ bị bại lộ rồi. Vốn định ăn tạm cái gì đó ở tổng bộ nhưng lại nhận được điện thoại của Ngô Chính Phong, nói là mời ăn cơm tối, hơn nữa. Thứ trưởng Thiết đã ở đó nên Diệp Phàm cũng liền lái xe thẳng đến Phủ Hải Vương tinh thực. Ngô Chính Phong và Thiết Chiêm Hùng đã đều ngồi trên ghế salon ở đại sảnh chờ sẵn. Anh Thiết, Lão Ngô, đã để các anh đợi lâu, thật ngại quá, đường tắc ghê quá. Giao thông của thủ đô cần phải được cải thiện hơn nữa. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi. Thành phố lớn như vậy, có đến 4 lần 5 lượt nâng cấp lên rồi. Có đường phố quá nhỏ hẹp. Nhất thời muốn thay đổi tình trạng này ngay là rất khó. Đây cũng là căn bệnh kinh niên của thành phố. Thiết Chiêm Hùng có chút ngao ngán, lắc đầu nói. Ba người vừa nói chuyện vừa đi vào một phòng riêng. Lão Ngô, buổi tối chỉ có ba người chúng ta hả? Diệp Phàm thuận miệng cười hỏi. Ha ha, sao lại chỉ có ba người, đây chẳng phải còn ba người nữa sao? Ngô Chính Phong cười cười, chỉ vào ba cô gái đang ngồi ở quầy ba nói. Đây là do giám đốc Trần đặc biệt bố trí, nghe nói mới tìm được từ phía dưới, hàng tuyệt đối tinh khiết. Ha ha, lão Ngô này, cục trưởng công an anh có danh giá thật đấy. Anh nhìn tôi đây này, ra ngoài không ai nhận ra.
Thiết Chiêm Hùng liếc mắt nhìn mấy cô gái một cái, cười nói. Thứ trưởng Thiết thật biết nói đùa, anh là đại thần, người khác căn bản là không dám bắt quàng làm họ thôi. Ngô Chính Phong có vẻ hơi cung kính, cười nói. Bảo bọn họ ra ngoài đi, lão Ngô, hôm nay có việc quan trọng cần phải bàn bạc. Diệp Phàm xua xua tay. Ngô Chính Phong vừa nghe, vội ra hiệu cho ba cô gái đi ra ngoài. Chắc là chuyện của lão Ngô phải không? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, hỏi. Nguyên bí thư đảng ủy công an thành phố Trần Gia Hòa đã đi chưa? Không nhanh như vậy đâu, nhanh nhất cũng phải đến sang năm, nhưng chắc chắn là phải đi thôi. Thiết Chiêm Hùng nói. Vậy thì tốt. Diệp Phàm thở phào một cái. Sao vậy, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Việc này tôi tạm thời không thể nói trước được, chỉ cần có thể kéo dài đến sang năm thì sẽ có thêm nhiều cơ hội. Năm nay có lắm chuyện rắc rối dồn lại một đống rồi. Chuyện trước mắt quá khó khăn, đầu tiên phải nắm chắc được một đầu mối là khai thông phía ban tổ chức trung ương kia đã. Thưa Bí Thư Diệp và Thứ trưởng Thiết, việc này, tôi dưới đó đã cố gắng co kéo, lăn lộn rất lâu rồi nhưng chẳng có kết quả gì, chỉ có thể nhờ cậy vào hai vị lãnh đạo đây thôi. Ngô Chính Phong vẻ mặt thận trọng nói, tay rót rượu ra ba chén lớn, mặt lập tức đỏ bừng lên. Sao lại nói là không có hiệu quả, không được dừng hành động lại? Trong khoảng thời gian này anh phải chú đến hình tượng của mình. Càng nổi bật, càng ra mặt nhiều để nâng cao tiếng tăm. Mặc kệ có tác dụng hay không, cứ làm nhiều cho quen mặt trước rồi tính. Thiết Chiêm Hùng bắt đầu dặn dò, thực ra hắn cũng hiểu được Ngô Chính Phong thừa biết điều này. Phía bên đảng ủy công an, anh Thiết có nghe ngóng được gì không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện bên kia, tôi đã thăm dò chút rồi. Việc này, mấu chốt chính là ở đồng chí trưởng ban Bành Định Khải. Mà trưởng ban Bành lại còn là phó bí thư thường vụ của đảng ủy công an quốc gia. Chỉ cần hắn gật đầu, việc này, chỉ còn lại chút vấn đề ở phía cục công an thì không phải chuyện gì khó nữa. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết nắm chắc mấy phần, theo lý mà nói. Anh là một trong những thành viên Ủy ban Trung ương và các bộ của bộ máy trung tâm của bộ. Đề cử của anh cũng tương đối có trọng lượng. Diệp Phàm hỏi. Không nhất định đâu, đề cử của tôi tuy nói có ảnh hưởng nhưng tác dụng không thể nói là rất lớn. Chức phụ bí thư đảng ủy công an thủ đô tác động đến thần kinh của rất nhiều đồng chí, vì vậy cần phải đặc biệt thận trọng. Và lại, nói đến bên trong bộ, đây là vị trí mà bao đồng chí đều mơ ước. Chẳng hạn như các cục trưởng các cục trực thuộc của bộ, lại còn cuộc đua các vị giám đốc sở công an của các của những tỉnh ngoài có tư cách, thậm chí các bí thư đảng ủy công an tỉnh đều nhòm ngó chức vị này. Đối với bọn họ mà nói, tuy nói cấp bậc không đủ nhưng ở đất thủ đô còn sáng lạng bằng vạn so với các tỉnh phía dưới. Hơn nữa, gần quan được ban lộc, ở thủ đô cuối cùng sẽ có nhiều cơ hội đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an. Anh trốn ở cái nơi hẻo lánh xa trung tâm. Người ta sao có thể nhìn đến một bí thư đảng ủy công an tỉnh gì đó? Chỉ muốn tiến đến cấp bộ trưởng đã khó khăn rồi. Cấp bậc giống nhau, địa phương khác nhau cũng tạo nên sự khác biệt lớn trong việc điều động quan viên. Từ địa phương nghèo thì chạy đến địa phương giàu, địa phương nhỏ thì chạy đến địa phương lớn, ở phía nam thì chạy về thủ đô. Đây là xu thế lớn. Thiết Chiêm Hùng sắc mặt có chút nghiêm túc, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói. Mà trưởng ban Bành cũng vừa mới được điều đến trong bộ. Trước kia cũng là từ tỉnh phía dưới đi lên đấy. Thời gian tôi va chạm với hắn cũng không lâu. Ngày đó tôi vừa đúng lúc có cơ hội đến văn phòng của trưởng ban Bành. Khi uống trà lúc đó thuận miệng hàn huyên vài câu về vấn đề này. Tuy nhiên trưởng ban Bành cũng không có biểu hiện gì cả. Việc này chắc là có chút trục trặc rồi. Việc này thực sự khó nhai rồi, nhưng nếu bí thư Trần còn chưa đi thì tốt hơn một chút. Chí ít chúng ta cũng có chút thời gian gây sức ép. Diệp Phàm nói, trước khi việc này được tuyên bố thì vất vả nhiều. Lão Ngô là một người thành thật, đáng để chúng ta vất vả. Thiết Chiêm Hùng nói, cục trưởng Ngô Chính Phong tất nhiên là cảm kích ra mặt, không nhiều lời mà chỉ có thể dùng chén rượu để cảm tạ. Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, Diệp Phàm hát nhỏ một ca khúc, hét rằng hoa dại ven đường xin anh đừng hái. Nhưng vừa mới bước vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy Kiều Viên Viên mắt trợn tròn nhìn mình chằm chằm. Sao, sao lại như thế, như đang muốn ăn thịt người ta ấy? Diệp Phàm cười xòa hỏi. Đi đến đâu tìm gái rồi?
di động thì tắt máy, gọi đến mười mấy cuộc cũng không bắt máy. Kiều Viên Viên xa sầm mặt gắt nói. Anh thì... Diệp Phàm vội vàng lấy di động ra, khẩn trương nói thêm. Oan uổng, oan cho anh quá, hết pin rồi, hai, thứ này là đồ bỏ đi. Cáo gì mà sản phẩm đặc biệt, chắc có nhầm lẫn gì đây mà. Đưa cho em xem một chút. Kiều đại tiểu thư dường như không tin, giơ tay giật lấy di động, bấm bấm một hồi rồi mới trả lại cho Diệp Phàm, giọng nói hòa nhã hơn nhiều. Coi như anh thông minh, tìm được lý do. Thông minh cái con khỉ, may là cái di động của tổ đặc nhiệm A này có chức năng đặc biệt, có thể khóa máy giống như hết pin vậy. Diệp Phàm phải cười thầm trong lòng một tiếng, ngoài miệng cũng là nghiêm túc hỏi. Tìm anh có chuyện gì phải không? Bây giờ nói đi. Bố đợi anh ở nhà cả nửa tiếng rồi, thật làm người ta sốt ruột. Thấy anh không trả lời nên em đành vội vàng chạy đến đây. Thôi không nói nữa, chúng ta lập tức quay về. Kiều Viên Viên kéo Diệp Phàm đi. Vội vã đến đại viện Kiều ra thì thấy Kiều Báo Quốc, Kiều Thanh Dương, Kiều Hoành Sơn, mẹ Diệp Dung của Kiều Viên Viên đều ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc. Không ai nói câu gì, không khí có vẻ nặng nề. Ba, di động của anh Diệp Phàm vừa nãy hết pin. Kiều Viên Viên vừa nhìn thấy, lập tức giải thích một chút. Ồ, thế à, ngồi đi. Kiều Viễn Sơn thản nhiên hừ một tiếng, xem ra đồng chí này tâm trạng có vẻ không được tốt. Bác cả, ba, mẹ. Diệp Phàm kiên nhẫn lên tiếng chào hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có cái chuyện lớn gì đã xảy ra. Cậu còn dám gọi ba mẹ à, cậu đúng là không phải người nhà họ Kiều. Kiều Báo Quốc hình như tức giận cực độ, mắng thẳng vào mặt Diệp lão đại. Là ý gì ạ? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế salon một cách dứt khoát, đến nhìn cũng không thèm đánh mắt nhìn người nhà Kiều Báo Quốc lấy một cái. Thái độ xem thường này làm Kiều Báo Quốc giận điên lên, chỉ vào Diệp Phàm nói. Mày mà cũng được coi là người của Kiều gia hay sao? Nếu ngay từ đầu sớm ra tay thì đâu phát sinh những chuyện như thế này. Ba. Đại viện Kiều ra trắng mắt ra chưa, cái đồ khốn kiếp, nên đá nó ra ngoài từ sớm mới phải. Kiều Báo Quốc, anh vừa nói cái gì? Nói rõ ràng cho tôi ai là đồ khốn kiếp. Diệp Phàm bắt đầu nổi giận lôi đình, đứng bật dậy, khí thế toát ra từ cao thủ thập đẳng hướng thẳng đến Kiều Báo Quốc. Gã này vừa thấy, khí thế xẹp đi không ít. Báo Quốc thôi đi, ngồi xuống trước đã, Diệp Phàm cũng thế, ngồi xuống rồi nói, đều là người một nhà. Lời qua tiếng lại như thế còn ra thể thống gì? Kiều Hoành Sơn vội ra mặt hòa giải. Anh nói Diệp Phàm như thế là không đúng. Diệp Phàm có điểm nào động chạm đến anh? Hơn nữa chuyện này là do sơ suất của anh mà ra, liên quan gì đến Diệp Phàm? Anh còn cau mặt, dựa vào cái gì mà nói Diệp Phàm như thế? Kiều đại tiểu thư cũng nổi giận, mắng mỏ Kiều Báo Quốc. Chương 2305, chuyện này anh đi giải quyết đi. Anh thấy em còn chưa gả đi, làm sao, trở thành con dâu họ Diệp là quên luôn gia đình hả? Kiều Viên Viên em là do cơm của Kiều gia nuôi dưỡng, không phải của nhà họ Diệp. Kiều Báo Quốc giống như bị điên, gặp người nào cắn bừa người đó. Báo Quốc, nói ít vài câu đi. Lúc này bà xã Tô Hương Linh của Kiều Báo Quốc giơ tay kéo kéo chồng. Ghê gớm quá rồi. Kiều Báo Quốc còn muốn găng tiếp nhưng Kiều Viễn Sơn đã lạnh lùng khẽ hừ nói. Xong chưa? Kiều Báo Quốc có chút hậm hực ngồi xuống, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chừng chừng Diệp Phàm. Diệp Phàm, mấy tháng trước tôi đã từng nói qua với anh rồi. Bí thư thị ủy Đức Bình Trang Thế Thành phải chuyển về tỉnh lỵ. Việc đề bạt phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý kinh tế, anh xem thử một chút. Lúc đó anh còn không cảnh giác, mấy ngày nay đã xảy ra mâu thuẫn toàn diện bùng phát rồi. Cũng tại Báo Quốc quá sơ ý. Chuyện gì cũng thích tranh thắng bại nên đã tạo thành kết quả như bây giờ. Hai, thật là phiền phức. Kiều Viễn Sơn thở dài, nhíu chặt mày lại. Diệp Phàm giả vờ ngạc nhiên hỏi. Việc này, con cũng không rõ cho lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Trong khoảng thời gian này, con bận tối tăm mặt mũi ở Đồng Lĩnh, không cách nào chú ý đến chuyện phát sinh ở tỉnh Nam Phúc được. Khoảng cách quá xa hơn nữa khả năng cũng có hạn, và lại muốn quan tâm cũng không thể nào biết được. Con cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Việc này để tôi nói đi. Kiều Hoành Sơn uống ngụm trà, nói tiếp. Trang Thế Thành của thị xã Đức Bình vốn dĩ muốn thăng chức lên làm phó chủ tịch tỉnh, song không hiểu sao kết quả lại thành ra như thế này. Kết cục là Thế Thành cũng rời Đức Bình rồi,
chỉ là không được đến vị trí phó chủ tịch tỉnh mà bị điều đến Sở Khoa học Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm giám đốc sở. Kiều Hoành Sơn vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Sao lại như vậy, Trang Thế Thành từng lập được công lao hiển hách ở Đức Bình. Mấy năm gần đây, kinh tế Đức Bình phát triển rất mạnh. Dưới sự tác động của thành phố Ma Xuyên đã vượt mặt hai thành phố cấp 3, ngang nhiên giành được vị trí thứ 9 của tỉnh. Và Đức Bình nâng cấp lên thành phố nữa, không thể bỏ qua công lao của Bí Thư Trang. Công trạng như thế thì hoàn toàn đủ tư cách thăng lên làm phó chủ tịch tỉnh là chuyện hợp lẽ thường. Nay đường đường là Bí Thư Đức Bình lại bị điều chỉnh đến Sở Khoa học Kỹ thuật tỉnh, tuy nói là cấp bậc không thay đổi nhưng là điều chuyển ngang, hạn chế thăng tiến rồi. Nhưng mà trên thực tế Sở Khoa học Kỹ thuật chính là bộ phận chẳng có gì đáng nói. Quản lý phát triển khoa học kỹ thuật, điều này chỉ như bù nhìn thôi. Thực tế là bị giáng chức ngầm rồi, thằng ngốc cũng có thể nhìn ra được. Ha ha, chuyện phù hợp với lẽ thường còn nhiều lắm. Nếu bàn về công trạng, toàn bộ tỉnh Nam Phúc không chỉ có Trang Thế Thành lập nên thành tích. Có người ở đây còn lập nên thành tích to lớn hơn nhiều. Hơn nữa, thành tích là một chuyện, còn quan hệ lại là chuyện khác. Đề bạt lên phó chủ tịch tỉnh, đó là một phạm trù quan trọng cấp tỉnh bộ chứ không đơn giản như vậy. Việc này cần được cấp trên cất nhắc. Kiều Hoành Sơn nói, đó chẳng qua chỉ là việc đổi vị trí, có liên quan gì đến việc đồng chí nào đó vừa nổi giận chứ? Diệp Phàm không muốn nhắc đến ba chữ Kiều Báo Quốc nên mới dùng từ đồng chí để thay thế. Kiều Báo Quốc tức giận muốn há miệng nói nhưng bị mẹ Diệp Dung trừng mắt nhìn chằm chằm. Bà mấp máy miệng, ý là lúc này bác cả con đang nói chuyện, đừng có ngắt lời lung tung. 2. Báo Quốc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, quá chủ quan cũng là nguyên nhân chính. Năm ngoái có một hạng mục rất lớn, dính đến 1 tỷ tiền đăng ký hộ khẩu ở địa khu Nam Lĩnh, là địa bàn của một công ty sản xuất chế phẩm từ sữa của một Hoa Kiều ở hải ngoại. Lúc đó người Hoa Kiều ấy đã thích một mảnh đất bên xã Khê Sơn, thị trấn Khê Sơn, địa khu Nam Lĩnh. Thực ra không thể coi là một mảnh đất vì trên đó chỉ xây dựng một nhà xưởng cũ nát, lác đác có mấy đống vật liệu như đá, xưởng mộc và mấy nhà dân. Để kiếm được hơn 1 tỷ đăng ký hộ khẩu tại Nam Lĩnh, Báo Quốc cũng hơi nóng vội nên đã trực tiếp hạ lệnh giải phóng mặt bằng. Kết cục đương nhiên là nhanh chóng đưa một khối lượng rất lớn đất đá đến. Mà công trình nhà máy sữa thực tế cũng đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu, thời gian xây dựng nhà xưởng chuồng trại mới được khoảng chừng nửa năm thôi. Người Hoa Kiều kia cũng rất có thành ý, chỉ là về sau lại có người tố cáo việc này lên trên, nói Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Lĩnh phê chuẩn việc xây dựng nhà máy chế biến sữa trên mảnh đất kia là vi phạm quy định phê duyệt. Bởi vì mảnh đất kia vốn thuộc thể loại đất ruộng được bảo hộ. Còn Báo Quốc nhất thời tức giận, cho rằng mình cũng không làm gì sai. Vì mảnh đất này thực sự là đất ruộng cơ bản. Đất ruộng cơ bản là gì? Diệp Phàm, cháu có biết không? Nói đến đây, Kiều Hoành Sơn hỏi Diệp Phàm. Cái gọi là đất ruộng cơ bản, là chỉ căn cứ vào nhân khẩu và kinh tế quốc dân sử dụng đúng mục đích và đất cày ruộng khi chưa được phê chuẩn thì không được chiếm dụng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp của các nhân khẩu và nền kinh tế quốc dân mà còn phải đảm bảo số lượng nhu cầu cày ruộng tối thiểu. Người dân coi nó là miếng cơm manh áo, ruộng quý như sinh mạng của họ. Anh tham ô chiếm dụng đất này chẳng khác nào đập đi bát cơm ăn của bọn họ. Khẳng định họ sẽ phản ứng rất kịch liệt chuyện này rồi. Đúng vậy, chuyện này, không có ai tố cáo thì không sao. Hơn nữa, ban đầu chắc là cũng có được sự đồng ý ngầm của chủ ruộng vì người ta đã trả tiền thuê hoặc gì đó. Tuy nhiên có người báo lên trên nên đã mang đến rắc rối lớn. Báo Quốc lúc đầu còn ảo tưởng muốn bảo vệ nhà máy chế biến sữa nên vẫn giải thích, biện luận ở trên tỉnh để giữ được công trình này. Song kết quả là càng ngày càng hỏng bét. Chuyện này, Báo Quốc cảm thấy mất mặt nên cũng không thông báo cho người nhà biết. Không lâu sau thì xảy ra chuyện phiền toái lớn. Nội các chính phủ đã hành động nhanh chóng, lập tức lập tổ thanh tra, trong mấy ngày đã tra ra vấn đề. Kiều Hoành Sơn thở dài. Kết quả là xử lý như thế nào? Diệp Phàm hỏi, lông mày cũng nhíu lại, chắc là Kiều Báo Quốc lần này coi như cực kỳ đen đủi. Việc này lại có người báo lên nội các chính phủ rồi, hơn nữa có người xuống điều tra thì muốn hành động lại càng khó khăn. Tao bị đình chỉ công tác rồi, bây giờ mày đang rất vui phải không? Kiều Báo Quốc gào lên, mắt trừng trừng nhìn Diệp Phàm. Đó là do anh tự chuốc lấy, quan hệ quái gì đến tôi? Việc này phải tôi gây ra, anh chút giận gì lên người tôi?
chỉ có thể nói là do anh không cẩn thận. Công trình lớn như vậy, lẽ nào anh lại không điều tra qua một chút về nguồn gốc mảnh đất đó hay sao? Tôi thấy anh bị tiền làm cho mờ mắt rồi. Diệp Phàm mắng xối xả một thôi một hồi, từng câu từng chữ sắc như dao đáp trả lại. Còn nói tôi nữa à? Ba chẳng phải đã sớm đề cập chuyện Trang Thế Thành thị xã Đức Bình sắp phải rời ghế rồi hay sao? Kết quả là người ta đi rồi, mày vẫn chưa đi nói năng gì giúp. Lúc đầu mày mà đồng ý với ba, nếu như chuyện này chót lọt thì tao còn bị một tỷ kia làm cho mở mắt hay sao? Dù sao cũng phải mất chức, còn làm thế này thế kia làm cái gì? Ra mặt tên kiều báo quốc này đúng là dày thật. Chuyện Đức Bình tôi nói ra chưa chắc đã thành. Diệp Phàm tôi không có bản lĩnh gì, lúc ấy tôi chẳng qua chỉ làm mấy việc lặt vặt ở văn phòng trung ương. Tôi có khả năng gì mà quyết định được chuyện tỉnh Nam Phúc? Đại viện kiều gia các người tự nhiên lại chọn tôi. Anh đã có bản lĩnh ở đây mà kêu la, sao không tự mình đi làm đi? Kêu thì có ích gì, đem bản lĩnh thực sự ra mới là anh hùng. Lời lẽ của Diệp Phàm không nương tình chút nào. Điều kỳ lạ là Kiều Viễn Sơn không ngờ lại cũng không lên tiếng, giống như muốn mượn miệng của Diệp Phàm để đánh vào tính cao ngạo của thằng con trai đầy ngạo khí và ngốc nghếch của mình. Hai, chuyện này hai đứa cứ đấu đá qua lại khiến ngư ông đắc lợi. Kết quả báo quốc bị ngưng chức, còn bí thư Điền Chí Không của địa khu Nam Lĩnh lại càng xui xẻo. Thực ra lúc đó hắn nhúng tay vào việc này không nhiều. Hơn nữa hắn tại càng thê thảm hơn khi không có chỗ chống lưng vững chắc. Kiều Hoành Sơn nói, lẽ nào Điền Chí Không bị điều đi rồi, đến vị trí nào vậy? Diệp Phàm hỏi Kiều Hoành Sơn, không khác là mấy việc đến tỉnh mặt trận tổ quốc dưỡng lão. Mà chức bí thư địa ủy Nam Lĩnh bị chủ tịch thành phố Đức Bình Lô Trần Thiên ngồi lên rồi. Kiều Hoành Sơn nói, nghe nói người chống lưng trước kia cho Điền Chí Không chính là phó chủ tịch thường trực tỉnh Nam Phúc Tống Sơ Kiệt. Nhưng năm kia Tống Sơ Kiệt đã điều đi rồi. Chắc là trên tỉnh đã sớm có tính toán điều chỉnh vị trí của Điền Chí Không và chuyện của đồng chí nào đó lại vừa hay là mồi lửa châm ngòi. Vừa đó mà cả hai đã cùng chịu liên lụy và xui xẻo rồi. Một vị đồng chí có đại viện kiều ra chống lưng cho. Người ta còn có chút kiêng nể nên chỉ tạm thời cách chức treo. Còn thằng bé Điền Chí Không đáng thương không cha không mẹ kia thì phải đến mặt trận tổ quốc tỉnh dưỡng lão trước. Diệp Phàm nói tiếp, nhưng chuyện của vị đồng chí nào đó cũng đang gặp phiền toái lớn. Không biết nhị vị lãnh đạo tính thế nào. Kim Thụ Dương chính là mấu chốt vấn đề hiện nay. Chúng tôi không có cách nào làm ăn gì được. Kiều Hoành Sơn trực tiếp nói. Không cần nói nữa, lát nữa báo quốc sẽ đem chuyện này kể lại tỉ mỉ với con. Chuyện của nó sẽ do người em rể là con đi giải quyết. Kiều Viễn Sơn xua xua tay, miệng ra mệnh lệnh. Còn nữa. Báo quốc phải hoàn toàn phối hợp với Diệp Phàm giải quyết chuyện này. Nhớ kỹ, chuyện lần này do Diệp Phàm làm chủ. Con còn dở thói cáu bẩn ra nữa thì con không còn là con trai của Kiều Viễn Sơn ta nữa. Kiều Viễn Sơn lần này nói nặng lời, ra thông điệp sau cùng cho con trai Kiều báo quốc. Đối với đứa con trai làm ra những chuyện như thế này, Kiều Viễn Sơn cũng phát điên. Hơn nữa, Kim Thụ Dương tham gia vào ban tổ chức trung ương trong lúc mấu chốt, đại viện Kiều gia không chạm đến được. Y gây ra chuyện, làm sao Kiều Viễn Sơn không thất vọng và tức giận cho được. Diệp Phàm, Viên Viên là em ruột của báo quốc, con là em rể thì nên giúp đỡ một chút, hai. Lúc này, Diệp Dung ở một bên thở dài, có ý nhờ vả. Diệp Phàm, anh hãy. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm. Tôi sẽ phối hợp với em rể. Kiều báo quốc cực kỳ khó chịu phun ra những lời nói cảm giác nhục nhã cực độ đối với một công tử của đại viện Kiều gia như y. Đây là lần đầu tiên mà Kiều Báo Quốc chính thức thừa nhận người em rể Diệp Phàm này. Song Kiều Báo Quốc cũng hiểu được, chuyện lần này làm cho người lớn nổi giận. Nếu không nghe lời, rất có thể từ nay về sau sẽ trở thành bóng dáng của một a đầu không phò tá nổi đối với cha đẻ hắn, dần dần bị gia tộc cho ra rìa là hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó dù có là con trai ruột thì cũng vô dụng. Đại gia tộc, đôi khi chính là tàn khốc như thế. Điều mà bọn họ cần chính là nhân tài kiệt xuất, chứ không phải không kẻ ngu xuẩn không đào tạo được. Tiền của đầu tư cho y không thể lãng phí một cách vô ích. Xuất phát từ lợi ích của gia tộc, điểm ấy cũng không có gì đáng trách. Quy luật thích nghi sinh tồn mà. Đại gia tộc vận dụng triệt để quy luật kẻ xuất sắc sẽ tồn tại của thế giới động vật. Dù sao các đại gia tộc đều muốn duy trì sự hưng thịnh trường tồn, đương nhiên phải lựa chọn người ưu việt rồi, bằng không sẽ bị đào thải.
3. Nghe nói đồng chí bí thư đảng ủy công an thủ đô Trần Gia Hòa muốn chuyển đến đảng ủy công an quốc gia rồi phải không ạ? Diệp Phàm không trả lời mà trực tiếp nhắc đến vấn đề của Ngô Chính Phong. Bây giờ con đừng nói với ta chuyện này, ta đang bận bù đầu lên rồi. Không ngờ câu nói đầu tiên của Kiều Viễn Sơn lại chặn đứng lời nói của Diệp Phàm. Người tai to mặt lớn vừa thấy Diệp Phàm vừa mở lời đã biết thằng này muốn cái gì rồi. Chương 2306, ra tay. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn vẻ mặt có chút phiền não rồi vì lúc này hắn đến đây không phải là để đàm phán giao dịch. Dù tốt xấu gì Diệp Phàm cũng là con rể của Kiều gia. Lúc này mà lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, khó trách Kiều Viễn Sơn trực tiếp từ chối. Thấy sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, Kiều Hoành Sơn cười nói. Thằng nhóc này, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, chẳng phải đã nói với cháu bây giờ là thời điểm then chốt, không thể hành động tùy tiện được. Nhưng mà gần cuối năm chắc là có thể bàn giao xong được. Sang năm khi cháu đến chúc Tết có thể đến hàn huyên một chút. Vấn đề mấu chốt là thời gian mười mấy ngày này, cháu cần giải quyết xong chuyện của báo quốc. Nếu không thì tất cả chỉ là nói suông. Có điều đồng chí nào nhắm được vị trí nào cơ? Bác cả hy vọng cháu giải quyết chuyện của báo quốc như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp hỏi rõ ràng. Báo quốc bị đình chỉ công tác, tạm thời cách chức treo. Nếu nói muốn đi giành lấy vị trí bí thư Đức Bình kia thì e rằng không thể được. Chuyện này chỉ có thể để sau rồi tính. Bây giờ mà nói thì cháu chỉ cần giải quyết gọn gàng rắc rối của báo quốc, không để lại hậu quả gì là được. Việc này bác đã từng đề cập ở trên tỉnh. Phía bên phòng đốc tra nội các chính phủ chắc là còn chưa quyết định, cho nên báo quốc tạm thời bị cách chức treo. Một khi bên kia đưa ra quyết định chính thức, cháu muốn lật lại cũng không thể được. Vì thế cháu phải nhanh chóng hành động. Kiều Hoành Sơn nói thay Kiều Viễn Sơn vì ông này ngại nói ra. Làm lại chức quan cũ. Diệp Phàm gật đầu nói thầm một câu. Ha ha, thằng nhóc này không hề ngốc. Kiều Hoành Sơn mỉm cười gật đầu. Không lâu sau, Kiều báo quốc lấy tất cả tài liệu ra. Diệp Phàm xem đi xem lại hai lần. Nếu là đất ruộng cơ bản, hơn nữa phòng đốc tra lại đang chăm chăm theo sát thì việc bỏ nhà máy trả lại đất ruộng lại chắc chắn rồi, chẳng qua vị Hoa Kiều người Australia tên Toàn Thành Lâm kia nhất định sẽ bất bình trong lòng. Chắc là số vốn đầu tư cho giai đoạn đầu xây dựng nhà xưởng cũng không nhỏ đâu. Đến khi đó hắn gây áp lực với Ủy ban Nhân dân địa khu địa ủy Nam Lĩnh thì rắc rối to. Giải quyết dứt điểm chuyện này quả có chút khó khăn. Diệp Phàm nói. Ừ, hắn đã đầu tư hơn 200 triệu rồi. Trong thoáng chốc mất đi tất cả, nhà xưởng nhà máy đều chỉ có thể bán giá sắt vụn thôi. Thu hồi lại nhiều nhất được 10 triệu trên cả mảnh đất, các phương diện khác tiền đã bỏ ra rồi mà muốn thu hồi lại thì chắc là không thể được. Hơn nữa, việc này cũng không thể lại ép mọi người. Nếu như nông dân của khu đất ruộng này liên kết với nhau khiếu kiện lên trên thì sự việc sẽ càng ầm ĩ. Kiều báo quốc vẻ mặt u ám nói. Ý tứ của chủ tịch Toàn như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Lĩnh bồi thường tất cả tổn thất như phí nhân công vật liệu xây dựng nhà máy, chi phí đầu tư tất tần tật không dưới 300 triệu. Ủy ban Nhân dân địa khu Nam Lĩnh thu nhập tài chính không hơn 1 tỷ, lấy đâu ra tiền bồi thường cho chúng nó? Mà tân bí thư thành ủy Lô Trần Thiên tất nhiên đang hoãn binh, hôm đó sau khi tuyên bố bổ nhiệm nhân sự hắn đã lơ đi. Nói là việc bàn giao công tác bên thị xã Đức Bình còn đang rất bề bộn nên chuyện ở đây giao cho chúng tôi. Còn tôi đang bị đình chỉ công tác, hiện ở Ủy ban Nhân dân địa khu, bao gồm địa ủy đều có chút lộn xộn. Kiều báo quốc cúi mặt nói. Hắn đang trốn việc, chờ anh tìm người đến giải quyết rắc rối. Điều này cũng là bình thường. Khoản tiền bồi thường quá lớn. Chuyện khó khăn này dù Lô Trần Thiên này có là bí thư thành ủy thì cũng khó có thể thu xếp được. Nếu hắn có mặt ở Nam Lĩnh thì hắn chính là người chịu trách nhiệm chính thức. Chuyện rối rắm này hắn phải giải quyết, đến lúc đó thì sẽ xảy ra hậu quả rồi, hơn nữa rất có thể hắn cũng bị cuốn vào chuyện này. Tất nhiên người ta đâu có ngu như vậy, lúc này kiếm cớ thoái thác là biện pháp tốt nhất. Diệp Phàm phân tích nói. Chính xác là như thế. Kiều báo quốc gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Hơn nữa Lô Trần Thiên cũng thừa hiểu tôi phải lo việc này. Bằng không tôi khó mà ngồi yên trên cái ghế đó được. Cho nên hắn cũng yên tâm lấy cớ rời khỏi đấy. Chắc là hắn cũng biết quan hệ của tôi và đại viện Kiều gia. Chắc là như thế rồi. Diệp Phàm gật đầu,
trong lòng tự nhủ quan hệ của anh và tôi người ta đã biết từ lâu rồi. Nếu không phải đã biết quan hệ của anh với đại viện Kiều gia, người ta đã sớm xuống tay đá anh đến một góc nào đó, sao còn có thể để anh tạm thời cách chức treo như vậy? Trách nhiệm của bí thư Điền Chí không so với anh còn ít hơn, người ta đã bị đẩy đi dưỡng lão trước rồi. Anh không phải đi dưỡng lão trước tiên, đấy là địa ủy tỉnh Nam Phúc nể mặt Kiều gia mà chiếu cố anh. Thằng oát con anh còn huênh hoang cáu giận trước mặt tôi. Nếu không nể mặt Viên Viên thì ông đây đã đánh gãy hai chân mày ra, cho thằng nhãi danh mày xong đời luôn. Anh có phát hiện manh mối gì có thể xoay chuyển tình hình không? Diệp Phàm lại hỏi. Không. Kiều Báo Quốc sắc mặt khó coi khẽ lắc đầu, Diệp Phàm cũng biết câu trả lời sẽ là không rồi. Nếu có manh mối Kiều gia sớm ra tay, đâu đến lượt mình vênh vang ở đây. Cứ biết thế đã. Diệp Phàm nói xong, đứng lên cáo từ về luôn. Viên Viên, còn chuyến máy bay muộn, anh lập tức quay về Nam Lĩnh một chuyến, chắc là sáng mai hay chiều mai sẽ đi hỏi thăm tin tức ở tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm dặn dò Kiều Viên Viên rồi đi ngay. Anh trai à, anh cẩn thận nhé. Kiều Viên Viên đuổi theo tới ngoài cửa viện, trên mặt có chút u buồn. Có người dám chống đối đại viện Kiều gia như thế này, đằng sau có thể có thế lực lớn chống lưng. Đấu đá nơi quan trường, bên ngoài như không có gì, đôi khi anh chỉ cần sơ ý là bị cuốn vào ngay, thậm chí việc đâm chém nhau bằng cách ngầm dùng thủ đoạn còn hung hiểm hơn bằng đao thật. Kiều Viên Viên sinh ra ở một đại gia tộc như thế, tuy nói không tự mình đã trải qua, nhưng những chuyện tai nghe mắt thấy cũng tương đối nhiều. Diệp Phàm đi suốt đêm trở về Nam Lĩnh, sáng ngày thứ hai, sau khi thu xếp xong công việc liền đi thẳng đến Nam Phúc. Đầu tiên, Diệp Phàm đi thăm hỏi lãnh đạo lão thành Trang Thế Thành. Đã lâu không gặp bí thư Diệp, ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Phàm, Trang Thế Thành tươi cười và thân thiết nói. Bí thư Trang cứ gọi tôi là Tiểu Diệp đi, đừng bí thư mãi là tôi già mất rồi. Diệp Phàm vẻ mặt khiêm tốn nói. Ha ha. Cậu bây giờ đã là bí thư rồi, đương nhiên phải gọi là bí thư chứ. Thế này đi, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, gọi cậu là bí thư Tiểu Diệp đi nhé. Trang Thế Thành vừa cười vừa mời Diệp Phàm ngồi xuống. Bí thư Trang, bây giờ có thể thanh nhàn được rồi. Anh ở Đức Bình cũng không ít năm rồi, vì nhân dân Đức Bình lập không ít công lao. Diệp Phàm nói. Hai. Trang Thế Thành thở dài. Ở tỉnh sao lại có thể như vậy? Diệp Phàm hỏi. Là chuyện cấp cho người ta mảnh đất. Trang Thế Thành nói. Cấp đất cũng cần chọn nơi ngon lành chứ. Diệp Phàm hừ nói. Bên trong chuyện này rất phức tạp. Trang Thế Thành lắc đầu. Chuyện bên anh lần này trước là có liên quan đến quốc chủ tịch địa khu Kiều Báo Quốc của Ủy ban Nhân dân địa ủy Nam Lĩnh phải không? Diệp Phàm hỏi dò. Kiều Báo Quốc. Trang Thế Thành nói thầm một cách bất thường, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Nói không có liên quan lại thành có liên quan, nếu không có quan hệ thì Lô Trần Thiên đã không đến địa ủy Nam Lĩnh rồi. Nhưng nếu nói có quan hệ thì lại không có quan hệ trực tiếp. Đầu đuôi chuyện này tôi không nắm rõ. Vẻ bất thường của Trang Thế Thành, Diệp Phàm nhìn thoáng là biết ngay, là do Trang Thế Thành đã biết rõ quan hệ của mình và Kiều gia nên mới có vẻ mặt kỳ lạ như thế. Hai, anh vợ tôi lần này quả là xui xẻo, lún vào vũng bùn sâu. Bây giờ bị đình chỉ công tác. Tôi đang công tác ở tỉnh Nam Phúc thời gian tương đối dài. Bà xã ngày nào cũng lải nhải bên tai này nọ, thế nên phải vội vàng qua đây. Diệp Phàm thở dài, nói trắng ra, dù sao hắn cũng có quan hệ rất thân thiết với Trang Thế Thành. Muốn anh đến xin giúp hả? Đồng tử Trang Thế Thành giãn lớn ra, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Lão già này nhất định cảm thấy kỳ lạ rồi. Đại viện Kiều gia thế lực rất lớn, cần gì đến tên sâu bọ tép siêu này đến tác động chứ? Dạ, tình hình đúng là như thế. Diệp Phàm xác nhận lại. Tất nhiên Diệp Phàm nói như vậy là có lý do, chẳng lẽ lại nói là. Tôi không có cách nào, đành phải đến đây. Bằng không người bạn đời kia cứ rên rỉ mãi nghe cũng buồn nên bắt buộc phải đến chỗ lão lãnh đạo là ông để xin xỏ giúp. Hai, lần này chủ tịch địa khu Kiều đã quá chủ quan nên chắc là đang sốt ruột như cào đây. Đất ruộng cơ bản là không thể chuyển nhượng mục đích sử dụng được. Hơn nữa lại là một khu đất rộng lớn, cậu chắc cũng đã biết, mảnh đất xây nhà máy chế biến sữa của tập đoàn kia cũng khoảng 7-8 dặm. Nam Lĩnh là địa phương nghèo, kinh tế không tốt nên đất cũng rẻ. Chủ tịch hội đồng quản trị toàn đến từ Australia bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu tiền đã có được mảnh đất này.
Song dưới góc độ chính sách mà nói, hợp đồng thỏa thuận riêng tư gì cũng đều là phi pháp. Những chuyện như thế này xảy ra ở các nơi rất nhiều. Nếu không có ai kiện cáo thì cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Một khi có người kiện lên trên thì phiền phức to. Hơn nữa chuyện lần này kẻ có dã tâm đã kiện lên đến tận trời cao rồi. Ra tay rất độc đấy, chắc là biết được nguồn gốc gì của chuyên viên Kiều, kiện lên tỉnh không ích gì nên kiện một phát đến tận nội các chính phủ. Nơi đó, dù là ủy viên Kiều cũng khó giải quyết. Trang Thế Thành nói, xem ra địa khu Nam Lĩnh phát sinh tranh cãi đồng ruộng cũng tác động lớn đến thể diện của các quan ở tỉnh, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đen soi mói vào. Mà chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên thị xã Đức Bình được hưởng lợi đầu tiên. Tất nhiên chắc là có người muốn đem chuyện này đổ lên đầu Lô Trần Thiên. Trang Thế Thành tất nhiên là theo dõi có dụng tâm rồi. Diệp Phàm bất chợt giật mình, có chút linh cảm, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là bàn tay của một vị tai to mặt lớn ở thủ đô làm, chính là muốn dùng việc này để đấu đá với đại viện Kiều gia. Ngăn cản Kim Thụ Dương vào ban tổ chức trung ương, làm cho trưởng ban ninh của Phí gia bị giáng chức thành công. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng đây mới chỉ là suy đoán của Diệp Phàm. Có lẽ đại viện Kiều gia đã sớm biết nên về cơ bản không cứu được Kiều Báo Quốc mà ngược lại lại gây sức ép với mình. Bí thư Trang có nhìn ra chút gì có thể xoay chuyển không? Tôi vừa mới xuống đây nên mù tịt. Chuyện này nhất định phải đi giải quyết. Dựa vào ánh mắt tinh anh của lãnh đạo Lão Thành, nếu có thể phát hiện ra điều gì thì tôi có thể đi tắt được. Diệp Phàm nói. Khó. Trang Thế Thành lắc đầu, đọc nhấn rõ từng chữ một cách vô cùng quyết đoán, trầm mặc một hồi nói tiếp. Tất nhiên mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Có điều chuyện phát sinh ở Nam Lĩnh, vấn đề chủ yếu là phòng đốc tra nội các chính phủ đang theo sát vụ này. Chuyện này, muốn lật ngược tình thế thì chỉ có thể biến đất ruộng cơ bản thành không phải đất ruộng cơ bản mà thôi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn xây dựng nhà máy chế biến sữa là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, chỉ có như vậy mới có thể có biến chuyển. Trang Thế Thành nói, điều này sao có thể, vốn dĩ chính là đất ruộng cơ bản, sao có thể biến thành không phải đất ruộng cơ bản? Nếu dùng thủ đoạn vi phạm quy định, nếu như phòng đốc tra nội các chính phủ không theo sát còn dễ làm một chút. Huống hồ người kia có thể kiện lên trên nên nhất định càng bị theo dõi sát sao. Mục đích thật sự là gì? Tôi nghĩ nát óc mà không ra. Diệp Phàm xoa xoa đầu, cảm thấy có chút tiến triển thực sự. Ha ha, đi điều tra thực tế. Tìm được chứng cứ, thêm vào đó gây sức ép khống chế trên tỉnh một chút, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Trang Thế Thành mỉm cười nói.